thân thúc, người đối với ta có ân đức, nể tình mức này, bọn họ không nói xin lỗi ta, về sau cho dù có xung đột, ta cũng sẽ lưu một mặt. Lý Thiên Mệnh nói, không cần, bọn họ phải có sai, đánh thì xong việc, lưu một cái mạng là được, người không trải qua ngăn trở như thế nào trưởng thành. Thần Thánh bĩu môi nói, Thiên Mệnh, người cũng đừng khoác lác, người cùng bọn hắn chênh lệch còn xa, tránh qua một bên đi. Thần đệ, bọn nhỏ sự tình tùy ý bọn họ đi, mời tới bên này. Mộ Dương nói, mời, bọn họ cần phải còn có việc, lúc này thời điểm cũng muốn rời đi. Thiên Mệnh, mẫu thân người nhớ kỹ người đây, có rảnh trở về một chuyến, nhìn nàng một cái. Rời đi thời điểm, Mộ Dương quay đầu lại nói, những khi này, đều là hắn đang chiếu cố Vệ Tịnh. Được, nếu như đem Linh công chúa mang lên, để cho nàng nhìn xem con dâu, vậy thì càng tốt hơn. Mộ Dương cười nói, con hàng này, xem ra nhã nhặn, ra mà không đứng đắn a. Còn không có a, Khương Phi Linh ngẩn ngơ, khuôn mặt phốc một chút đỏ lên. Phó phủ chủ, không có vấn đề, Lý Thiên Mệnh vội vàng đáp ứng. Hắn hiện tại liền muốn hồi vệ phủ nhìn xem, để mẫu thân nhìn xem Khương Phi Linh. Nàng dâu, đi. Đi cái đầu của ngươi, không cho phép nói vớ nói vẩn, để phụ vương nghe được không tốt lắm. Khương Phi Linh đau đầu nói. Đã hiểu. Dù sao, nàng là Chu Tước Vương dưỡng nữ, là công chúa thân phận, hôn sự của nàng cùng tương lai, khẳng định lấy Chu Tước Vương ý kiến làm chủ. Dù sao cũng là công chúa, lỗ mãng xác thực không được. Linh Nhi, ta đường đột, xin lỗi. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, không dùng quá nghiêm túc a, chúng ta mới vừa quen, có hay không duyên phận, một ngày nào đó, Thượng Thiên hội nói cho chúng ta biết. Khương Phi Linh ôn nhu mà nói. Ngươi nói đúng. Theo thời gian trôi qua, lẫn nhau có hay không có thể bên nhau mãi mãi người, Thượng Thiên sẽ cho ra đáp án. Có điều, ta cũng muốn đi xem nhìn Nhu Di, muốn dẫn chút lễ vật sao. Khương Phi Linh nắm bắt váy, cúi đầu nói chuyện, khuôn mặt là phấn sắc, tựa như là mật đường một dạng. Không dùng, người chính là nàng đời này, thu đến lễ vật tốt nhất. Lý Thiên Mệnh nói, loại này tình thoại, gọi người toàn thân tê dại a. Vậy ta đâu? Tiểu hoàng gà không cam lòng nói. Ngươi, ngươi có thể là bữa ăn tối hôm nay cung bảo kê đinh. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha, trọng sắc khinh hiếu, phẩm hạnh bỉ ổi. Tiểu hoàng gà miệt thị nói. Bọn họ lại bắt đầu cãi nhau. Khương Phi Linh mỉm cười nhìn lấy bọn hắn, tràn đầy hạnh phúc, đều ở trong lòng đây. Nàng đang suy nghĩ nha, thật có thể, thì tốt đẹp như vậy đi xuống, các loại có một ngày như vậy, nàng mặc lấy tân nương lễ phục. Chờ lấy nam nhân này xuất hiện sao? Thế nhưng là, thế gian có nhiều như vậy biến hóa, bao nhiêu năm về sau, tâm còn là giống nhau sao? Nàng không dám nghĩ, bởi vì là thời gian là đáng sợ nhất sát thủ, nó có thể giết chết rất nhiều người. Ca ca, chúng ta đi thôi. Nàng nhẹ nhàng kéo Lý Thiên Mệnh cánh tay, làm ra lựa chọn của mình. Nàng vĩnh không e ngại những lời đồn đó, vĩnh không quan tâm mọi người khinh miệt, ghét bỏ, thất vọng ánh mắt. Bởi vì cái này cánh tay, thật ấm áp, rất có sức mạnh. Phụ Linh thời điểm, nàng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh tâm, như thế phồn vinh mạnh mẽ có lực, như thế nhiệt huyết, như thế thấu triệt. Đã từng viên này tâm vết thương chồng chất, khắp nơi đều là vết đao, mà bây giờ nàng nhìn thấy là khôi phục cùng trưởng thành, trong lòng của hắn có người, tại sửa chữa đây hết thảy. Người kia a, là mình đây. Nghĩ tới đây, nàng vừa muốn cười, vừa muốn khóc, cười thời điểm. Nước mắt lại bất tranh khí chảy xuống. Có phải hay không cảm thấy có thể kéo đẹp trai như vậy nam tay của người, là người tám đời đã tu luyện phúc khí, cho nên cảm động khóc đây. Lý Thiên Mệnh vừa đi, ánh mắt hắn nhìn về phía trước, khóe miệng lại làm giấy lên vẻ tươi cười. Đó cũng không phải, ta là nghe nói Vệ Lăng Huyên đang chờ ngươi trở về, nghĩ đến ngươi lập tức sẽ bị đánh thất khiếu chảy máu, ta thấy ngươi đáng thương, cho nên rơi lệ. Khương Phi Linh nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Nàng ngẩng đầu, thấy được gò má của hắn. Cái kia cương nghị đường cong, còn có khóe miệng mỉm cười biên độ, thật giống như ở trong mơ xuất hiện qua như thế. Linh Nhi ngươi yên tâm, Lý Thiên Mệnh nắm bàn tay của nàng, trong mắt tràn đầy đều là lòng tin. Hôm nay, là ta lần thứ nhất mang theo ngươi gặp mẫu thân của ta thời gian, ta nhất định sẽ bảo trì thể diện, một sợi tóc cũng không loạn, ngươi tin hay không? Ta không tin. Ha ha, ngươi cũng dám miệt thị như vậy ta. Chờ lấy bị ta đánh mặt đi, đến lúc đó, ngươi liền biết khuôn mặt nóng bỏng chính là cảm giác gì. Lý Thiên Mệnh cười nhẹ nói.
ánh mặt trời chiếu sáng trên mặt của hắn. Loại kia lộng lẫy, nàng cảm giác mình đời này không quên mất. Thế nhưng là, người bỏ được đánh mặt ta sao? Nàng hơi hơi hất cằm lên, mỉm cười nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của nàng thực sự quá đẹp. Hắn chưa từng nghĩ trên thế giới lại có như thế tác phẩm nghệ thuật, không chỉ là mỹ mạo, còn có cái kia thanh tịnh lại xuyên thấu tâm linh ánh mắt. Ta không nỡ, hắn cơ hồ không do dự chút nào. Một khắc này ma xui quỷ khiến, hắn không có khống chế lại chính mình, cúi đầu xuống thời điểm, tại gò má của nàng phía trên hôn một chút. Ca ca, dù là chỉ là trong nháy mắt va chạm, lòng của nàng đều kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Điện giật là cảm giác gì? Không gì hơn cái này đi. Xin lỗi. Không sao. Bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, yêu đương là tuyệt vời như vậy sự tình, loại kia tim đập thình thịch cảm giác, người cả đời này cả một đời, có thể có mấy lần a? Bọn họ ẩn ý đưa tình, trong mắt không người ngoài. Kết quả là, tiểu hoàng gà khó chịu. Thân cái khuôn mặt mà thôi, nhìn các ngươi kích động, chờ sau này củi khô lửa bốc, sát người vật lộn thời điểm, chẳng phải là vui vẻ hồn cũng bị mất. Tươi đẹp như vậy không khí, để câu nói này phá hư đến không còn một mảnh. Thảo, Lý Thiên Mệnh lửa một dạng ánh mắt, cơ hồ muốn thiêu chết nó. Quyển sách thủ phát đến từ 17K tiểu thuyết võng, trước tiên nhìn chính bản nội dung. Không ngoài dữ liệu, thông hướng vệ phủ trên đường, vệ Lăng Huyên ở chỗ này chờ chính mình rất nhiều ngày. Không chỉ là vệ Lăng Huyên, vệ gia tiểu bối đều ẩn núp ở chỗ này, lấy Viêm Hoàng cung chủ vệ Thiên Hùng con thứ ba, vệ Quốc Hào cầm đầu. Ngoại trừ hai vị Viêm Hoàng cung chủ con gái, còn có vệ tử côn chi tử vệ Thanh Giật, ngoài ra còn có 7-8 vị vệ gia chi thứ con cháu. Vệ phủ xây dựng ở Thiên Phủ chỗ hẻo lánh, nơi này phần lớn thời gian ít ai lui tới. So với Viêm Hoàng tháp, nơi này là thích hợp nhất để Lý Thiên Mệnh trả giá thật lớn địa phương. Thông hướng vệ phủ, nhất định phải xuyên qua một cây cầu đá, đây là lối đi duy nhất. Làm Lý Thiên Mệnh đi đến trong cầu đá ở giữa thời điểm, liền nhìn đến vệ gia người trẻ tuổi, đã ngăn cản tại phía trước, chặn đường đi của mình. Đứng tại đám người phía trước nhất cũng là vệ Lăng Huyên. Hôm nay nàng, mặc trên người tỏa giáp, bảo vệ được thân thể trọng yếu vị trí. Cái kia ngân sắc tỏa giáp rõ ràng không nặng, nhưng theo mặt ngoài ẩn hiện thanh sắc thiên văn đến xem, ổ khóa này giáp chính là cấp 5 thú binh. Nói thật, đồng dạng đều là cấp 5 thú binh, nhưng cùng loại tỏa giáp loại này phòng ngự thú binh, ngược lại so binh khí chân quý hơn, giá cả càng cao, bởi vì hắn càng khó đoán tạo. Nàng vì trả thù Lý Thiên Mệnh, có thể nói là nhọc lòng, liền chân quý như thế thú binh đều lấy ra. Thật có tiền, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy vệ Lăng Huyên, nhịn không được cảm khái một câu. Muốn là mình có thể sinh ở vệ gia, cũng có thể có tiền như vậy. Vệ Lăng Huyên tự nhìn đến hắn một khắc này, thì hồi tưởng lại nhiều ngày trước đó, Lý Thiên Mệnh bức bách nàng quỳ liếm giày từng màn. Trong lúc nhất thời, lửa giận trực tiếp theo lồng ngực xông lên não tử, gương mặt tiếu lệ kia, đảo mắt liền dữ tợn rất nhiều. Nơi này không phải Viêm Hoàng tháp. Phía sau nàng là vệ phủ, là cho nàng chỗ dựa vệ phủ đệ tử. Nhất là vệ Quốc Hào. Theo trong mắt của hắn nhìn Lý Thiên Mệnh, khẳng định cảm thấy hắn thường thường không có gì lạ. Duy nhất để cho người đỏ mắt, chỉ sợ chính là bên cạnh hắn cái kia đẹp như tiên nữ Khương Phi Linh đi. Lý Thiên Mệnh, ta cùng ta tam ca thương lượng qua, hôm nay, chúng ta muốn đoạn ngươi một đôi chân. Đáng tiếc, từ nay về sau, ngươi chỉ có thể ở Thiên Phủ bò di động. Vệ Lăng Huyên lúc nói chuyện, liền đã rút ra nàng sinh nhật cùng ngày, vệ Thiên Thương tự mình tặng cấp 5 thú binh Kim Khuyết Kiếm. Cái kia kiếm sắc bén nhọn, đã chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Tỷ, ngươi trước đoạn một đầu, lưu một đầu cho ta, để cho ta cũng qua đem nghiện. Vệ Thanh giật sắc mặt âm lãnh, tiếng cười âm hàn. Cái kia cái chân thứ ba, thì để ta tới đoạn tốt. Vệ Quốc Hào hài hước nói một câu. Vệ phủ các đệ tử đều nở nụ cười, chỉ có vệ Lăng Huyên không cười. Bởi vì, ngày nào đó sỉ nhục, để cho nàng cho đến nay, đều lên cơn giận dữ. Như vậy không tốt đâu, bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là thân thích, chém chém giết giết nhiều không tốt. Bọn họ tự cho là, cho Lý Thiên Mệnh chế tạo áp lực to lớn trong lòng. Nhưng, vạn vạn không nghĩ đến, Lý Thiên Mệnh đối với cái này rất lạnh nhạt. Thậm chí, còn dám trên mặt nụ cười, nói chuyện cùng bọn họ. Nói đến, tất cả mọi người cần phải gọi ta một tiếng biểu ca, sau đó một chút tôn kính một chút ta vị huynh trưởng này.
Lý Thiên Mệnh tiếp tục mỉm cười nói. Ánh sáng mặt trời có chút long lanh, hàm răng của hắn phản xạ quang mang, sáng rõ Vệ Lăng Huyên khí huyết quay cuồng. Còn có mặt mũi nói loại lời này, người từ đâu tới ra mặt dày, còn dám cùng chúng ta bấu víu quan hệ. Vệ Lăng Huyên nghiến răng nghiến lợi. Tại lúc nói chuyện, nàng cộng sinh thú, lục dực kim xí đại bằng điểu, đã rơi vào bên cạnh nàng. Nàng cộng sinh thú, là Vệ Thanh Giật cộng sinh thú là một cái chủng loại, nhưng rõ ràng hình thể càng thêm to lớn, tự nhiên càng thêm hung mãnh. Cái kia sắc bén trong mắt màu vàng óng giờ phút này để mắt tới Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, như là đao kiếm đâm tới. Vệ Lăng Huyên, nói chuyện chú ý một chút. Không phải vậy, ta không ngại trợ giúp cha ngươi giáo huấn ngươi, để ngươi học tập một chút, làm sao tôn trọng huynh trưởng. Lý Thiên Mệnh thu hồi nụ cười, ánh mắt bị bỏng tại Vệ Lăng Huyên trên thân. Cho nên, tu vi không đến linh nguyên cảnh tầng thứ 5 ngươi, thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Vẫn là nói, ngươi trông cậy vào linh công chúa phụ linh, có thể để ngươi nắm giữ khiêu chiến tư cách của ta. Lý Thiên Mệnh, rất đáng tiếc đâu, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ có thể quỳ nói chuyện với ta. Mà lại, ta muốn ngươi mỗi ngày, đều cho ta liếm sạch sẽ giày, mỗi ngày. Nói đến câu nói này thời điểm, Vệ Lăng Huyên hoàn toàn nhìn không được. Đêm dài lắm mộng, nàng một khắc không trả thù, một khắc cũng không thể vui vẻ. Trong chớp nhoáng này, nàng linh nguyên cảnh tầng thứ 6 thú nguyên, cơ hồ hoàn toàn bạo phát. Tay nàng cầm kim khuyết kiếm, người mặc ngân khuê giáp, cùng cộng sinh thú lục dực kim xí đại bằng điều cùng một chỗ, tại cái này rộng lớn trên cầu đá nhảy lên, phút chốc hướng về Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà đánh tới. Mà ở sau lưng nàng, lấy Vệ Quốc Hào cầm đầu vệ phủ đệ tử, khoanh tay, trên mặt đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay tuy nói là cho Vệ Lăng Huyên chỗ dựa, nhưng kỳ thật là xem kịch. Tại bọn họ nhìn kỹ giữa, Vệ Lăng Huyên kim khuyết kiếm, khoảng cách Lý Thiên Mệnh đã không đến 10 mét. Cái kia kiếm sắc bén mang cùng cương khí, thậm chí đã xuyên thấu đến Lý Thiên Mệnh trước mắt đến. Hắn kiếm chiêu, không ngừng bao phủ Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa, thậm chí đã bao phủ Khương Phi Linh. Phải biết, Linh Nhi là cái người bình thường, tay trói gà không chặt, cho dù là kiếm chiêu một chút chạm thử, đoán chừng đều không sống được. Vệ Lăng Huyên tàn nhẫn như vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đơn giản là thực chất bên trong đại tính tiểu thư tại quấy phá. Loại này người, không dạy dỗ không được. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, Lý Thiên Mệnh trực tiếp lôi kéo Khương Phi Linh, trong nháy mắt lui về phía sau 30 mét, tránh thoát Vệ Lăng Huyên một lần công kích. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Vệ Lăng Huyên cười khẩy, mũi chân điểm một cái, hóa thành một vệt kim quang đánh tới. Mà ở trên trời, cái kia lục dực kim xí đại bằng điểu đã triển khai to lớn ba cặp to lớn vũ dực, giả thiên tế nhật, quang mang vạn trượng. Huỳnh Hỏa, cho ngươi một cái tại tẩu tử trước mặt cơ hội biểu hiện. Lý Thiên Mệnh thân thủ hướng trên đầu một chảo, đuổi kịp Huỳnh Hỏa, đem nó hướng về Vệ Lăng Huyên cùng lục dực kim xí đại bằng điểu ném tới. Cái gì tẩu tử, sủi cảo lung ta lung tung, cái kia ta Huỳnh Hỏa ra sân biểu diễn. Không nghĩ tới có người thanh tú cơ hội, tiểu hoàng gà phá lệ hưng phấn. Kết quả là, mọi người còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh đây là bán cộng sinh thú, để cộng sinh thú ngăn trở đến từ Vệ Lăng Huyên cuồng phong bạo vũ, chính mình bỏ trốn mất dạng. Dạng này ti tiện phẩm hạnh, đương nhiên khiến người ta khịt mũi coi thường. Đây hết thảy, đều tại đất đèn hỏa quang ở giữa. Tiểu hoàng gà chớp lấy cánh nhỏ, bị Vệ Lăng Huyên lấy kim khuyết kiếm thi triển, thiên quang huyễn kim kiếm quyết bao phủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, lập tức liền muốn bị kiếm mang xé rách làm một bàn rau xào gà. Vậy liền để ngươi cộng sinh thú chết lại một lần. Vệ Lăng Huyên sắc mặt nhăn nhó, đem nàng đối Lý Thiên Mệnh hận, chuyển rời đến tiểu hoàng gà trên thân. Ha ha, trước ngực vùng đất bằng phẳng nữ nhân, không có tư cách cùng lão tử nói chuyện. Đúng vào lúc này, tiểu hoàng gà cười lớn một tiếng, hỏa ảnh lóe lên. Thân thể nó nhỏ như vậy, làm nó thi triển thân pháp thời điểm, cơ hồ là nháy mắt, thì biến mất tại Vệ Lăng Huyên trước mắt. Đây là thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết, hỏa hồn thiểm ảnh. Hỏa hồn thiểm ảnh trình độ quỷ dị tại hỏa ảnh mê tung bộ phía trên. Mấy cái đạo hỏa diễm lấp lóe, tăng thêm hắn thân thể tiểu, tại giữa không trung biến hóa tốc độ, so Lý Thiên Mệnh đều muốn nhanh rất nhiều. Đi đâu rồi? Vệ Lăng Huyên thiên quang huyễn kim kiếm quyết, toàn bộ giết tại không khí phía trên. Sau một khắc trong nháy mắt, nàng nghe được lục dực kim xí đại bằng điểu kêu thảm. Nàng ngốc trệ ngẩng đầu, chỉ gặp trên bầu trời,
một cái nhỏ bé hỏa diễm cái bóng, xông về hình thể là nó gấp mấy trăm lần lục dực kim xí đại bằng điểu. Nhất dương trọng trảo. Đây là tam dương trọng quyền thú pháp, cái này vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng thiên phú dị bẩm, cùng Lý Thiên Mệnh cùng một chỗ tu luyện giao lưu, thời gian ngắn cơ bản học được tiểu thành. Lúc này thời điểm thi triển đi ra, đừng nhìn móng của nó thì cùng cây tăm giống như, làm cái này móng vuốt đâm vào lục dực kim xí đại bằng điểu trên người thời điểm, trực tiếp kéo kéo xuống một mảng lớn huyết nhục. Lại ăn lão tử nhất chảo. Chỉ có hai chảo, lục dực kim xí đại bằng điểu tiếng kêu rên liên hồi, hoàn toàn không có chút sức chống cực nào, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất. Tiểu hoàng gà thứ hai chảo, trực tiếp vỗ gảy nó lớn nhất cánh. Cái này lục dực kim xí đại bằng điểu máu me đầm đìa, đúng lúc nện chúng ở Vệ Lăng Huyên trước mắt, chặn đường đi của nàng. Lớn như vậy hình thể, kém chút đem nàng đập. Đây không phải một trận chiến đấu, đây là một trận nghiền ép, cộng sinh thú đối cộng sinh thú nghiền ép. Nhìn đến huỳnh hỏa biểu hiện, Lý Thiên Mệnh đối với mình lần này viêm hoàng thạch ban cho mình cự đại đột phá, cơ bản trong lòng hiểu rõ. Hắn luyện ngục chi nguyên mới xuất hiện, thì tương đương với nắm giữ 7-8 cái linh nguyên ngự thú sư, thậm chí là 9 cái. Mà lại, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên như thế cẩn trọng, tăng thêm bọn họ vĩnh hằng luyện ngục thể, so với người khác càng có bạo phát lực. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tại linh nguyên cảnh đệ nhất trọng thời điểm, trên cơ bản đều có thể đối chiến linh nguyên cảnh tầng thứ tư, lúc ấy cũng là cường thế đánh bại song sinh ngự thú sư Lâm Tiêu Tiêu. Mà bây giờ, hắn đột phá đến linh nguyên cảnh tầng thứ tư, hắn vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên vô luận là tính chất vẫn là số lượng, đều đã vượt ra cảnh giới này. Lý Thiên Mệnh thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ là thú nguyên phương diện, hắn ngạnh kháng linh nguyên cảnh đệ thất trọng đều không là vấn đề. Mà Vệ Lăng Huyên, 18 tuổi, linh nguyên cảnh tầng thứ 6. Vài ngày trước, nàng ở trước mặt mình, vẫn là không thể vượt qua thiên phủ thiên tài, mà bây giờ, nàng nhất định bị Lý Thiên Mệnh nghiền ép. Sai, chỉ là huỳnh hỏa một cái, liền có thể nghiền ép nàng và nàng cộng sinh thú. Vệ Lăng Huyên căn bản không có thời gian cảm khái hoặc là rung động. Bởi vì, tiểu hoàng gà đã cười gằn, xuất hiện ở trước mắt của nàng. Mỹ nữ, ngươi cho rằng khôi giáp ăn mặc dày, liền có thể tại ca trước mặt, bảo trụ mặt mũi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục dực kim xí đại bằng điểu liền linh nguyên thần thông đều không thi triển đi ra, liền bị tiểu hoàng gà trực tiếp nghiền ép. Đối với Vệ Lăng Huyên, đã tạo thành không thể tin đả kích. Mà tiếp theo trong nháy mắt, tiểu hoàng gà đánh thẳng tới. Hỏa hồn thiểm ảnh phía dưới, hắn thân thể tại giữa không trung, biến hóa thất thường. Lăng Huyên, cẩn thận, Vệ Quốc Hào bọn họ lúc này thời điểm cũng là sắc mặt đại biến. Chết, Vệ Lăng Huyên hốc mắt đỏ bừng. Sự đả kích này thực sự như Thái Sơn áp đỉnh, lập tức thì dễ dàng khiến người ta lâm vào điên cuồng. Nàng không tin, nàng biết Lý Thiên Mệnh là trình độ gì, chút thời gian trước, hắn là dựa vào phụ linh tài có thể đánh bại Vệ Thanh Giật. Mà bây giờ, hắn liền phụ linh đều không có. Hắn cộng sinh thú, làm sao có thể đánh bại lục dực kim xí đại bằng điểu. Càng là không tin, càng là đả kích trầm trọng, càng là đả kích trầm trọng, nội tâm thì càng táo bạo điên cuồng. Tay nàng múa kim khuyết kiếm, thi triển thiên quang huyễn kim kiếm quyết. Hết thảy 18 đạo kiếm thế, nghịch thiên mà lên, khóa chặt tiểu hoàng gà, công sát mà lên. Nàng cũng không tin, cứ như vậy nhỏ một cái con gà con. Dựa vào cái gì có như thế nghịch thiên chi lực? Oanh! Tiểu hoàng gà từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến khủng bố. Nó cái kia nhỏ bé móng vuốt bên trong có lực lượng đáng sợ. Thân pháp sáng tạo tốc độ, chiến quyết sáng tạo lực sát thương, cả hai làm một thể thời điểm, nó trở thành Vệ Lăng Huyên địa phương đáng sợ nhất. Nàng đắc ý nhất, thậm chí bị Vệ Thiên Thương đều khích lệ qua thiên quang huyễn kim kiếm quyết, hết thảy 18 đạo kiếm thế, liên tục bạo phát. Kết quả lại là một kiếm đều không có thể trúng đích tiểu hoàng gà. Mà cái kia tiểu hoàng gà mang theo dữ tợn tiếng cười, như là ma quỷ một dạng, một chút xuyên thấu tại trước mắt của nàng. Vùng đất bằng phẳng cũng đi ra mất mặt, lão tử để ngươi biến thành thung lũng. Con hàng này thực sự vô sỉ, cái kia nhất trảo tử trúng đích Vệ Lăng Huyên trước người tỏa giáp. Ngân khuê giáp phát ra âm thanh chói tai, phịch một tiếng, trực tiếp lõm đi xuống. Mặc dù không có nứt ra. Nhưng là hắn hùng tráng khỏe khoắn lực đạo, lại chấn động đến Vệ Lăng Huyên bay rớt ra ngoài, trực tiếp đập vào Vệ Quốc Hào đám người bọn họ bên kia. Trong lúc nhất thời đâm đến người ngã ngựa đổ, vô cùng chật vật. Giữa không trung, Vệ Lăng Huyên phun ra máu tươi, ào 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 rơi trên mặt đất,
dù là có Ngân Khuê giáp hộ thể, nàng ngũ tạng lục phủ đã bị thương. Thế mà, giả nếu không có Ngân Khuê giáp, nàng bây giờ nói không chừng chết rồi. Lăng Huyên. Vệ phủ đệ tử nổi giận, vội vàng đỡ dậy Vệ Lăng Huyên. Đương nhiên, trong cơn giận dữ, chỉ là khiến người ta run rẩy rung động. Ai có thể tin tưởng, chính mình nhìn đến tình cảnh này, lại là chân thực phát sinh. Vệ Lăng Huyên cùng nàng cộng sinh thú, trực tiếp bị Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú nghiền ép, liền sức đánh một trận đều không có. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, cho dù là Vệ Thiên Thương cùng Vệ Quốc Hào nói, Vệ Quốc Hào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng bây giờ, trường lớn như vậy ánh mắt, căn bản sẽ không gạt người. Lúc này thời điểm, người nào còn nhớ rõ tại giao chiến trước đó, bọn họ đem Lý Thiên Mệnh xem như là cá trong chậu, còn tính toán tốt muốn gãy mất hắn ba cái chân. Người nào còn nhớ rõ, bọn họ mới là như thế nào mỉa mai chế giễu Lý Thiên Mệnh. Giờ này khắc này, chỉ có tâm lý run rẩy mới có thể chân thực phản ứng bọn họ thời khắc này chật vật tâm tình. Nhất là Vệ Lăng Huyên, không chỉ là ngũ tạng lục phủ đau đến quất hơi lạnh, trên mặt đều là đau rát. Huyên Nhi, người không sao chứ, Huyên Nhi. Vệ Quốc Hào nhìn đến thân muội muội vết máu ở khóe miệng, thấy được nàng sắc mặt trắng bệch, không chỉ là tâm lý đang run rẩy, toàn thân đều đang run rẩy. Trong mắt tơ máu, cũng đang không ngừng gia tăng. Không có khả năng a, Huyên tỷ, không thể nào a, hắn làm sao có thể mạnh như vậy, không có khả năng a. Vệ Thanh giật ra hỏa này, tâm lý tố chất không được. Dạng này một màn, đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn, dẫn đến hắn bây giờ nói chuyện mang theo tiếng khóc nức nở. Hắn nhìn thoáng qua bên kia Lý Thiên Mệnh. Trước đây kiêu ngạo tan thành mây khói, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới qua đi không đến nửa khắc đồng hồ, hắn đã đối Lý Thiên Mệnh sinh sinh cảm giác sợ hãi. Nhưng là, tại sao có thể có làm nhục như vậy cảm giác? Hắn không phải phế vật sao? Hắn không phải nông thôn trở về sao? Hắn không phải, đã định trước đuổi không kịp bọn họ những thứ này vệ phủ đám thiên tài bọn họ sao? Dựa vào cái gì? Hắn làm đến một bước này. Hắn là muốn nộ hống vài câu tăng thêm lòng dũng cảm, đe dọa một chút Lý Thiên Mệnh. Nhưng là, rất nói nhiều đến cổ họng, vậy mà không thả ra được, có thể thấy được hắn đến cỡ nào chột dạ. Đối biểu huynh như thế không tôn trọng, lần này ta thì một chút trừng phạt một chút ngươi, lần sau nếu là không có quy củ, ta đem ngươi gương mặt này đánh sưng, nhìn ngươi về sau làm sao gặp người. Lý Thiên Mệnh hời hợt tiếng cười, theo bên kia nhẹ nhàng truyền đến, càng thêm để bọn hắn khí huyết công tâm. Kỳ thật Lý Thiên Mệnh tận lực tại cường điệu hắn cùng những người này quan hệ thân thích. Vì cái gì? Lấy cá tính của hắn, không cần phải chán ghét cái này vệ phủ sao? Làm gì thừa nhận vệ phủ thân phận, khiến người ta cảm thấy mặt dày mày dạn đây? Đó là bởi vì, hắn muốn cứu Vệ Tịnh. Mộ Dương nói qua, con cháu bối bình thường, là Vệ Thiên Thương cái thứ hai tâm bệnh. Nếu như Lý Thiên Mệnh có khả năng, cho hắn giải quyết loại này tâm bệnh, như vậy hắn liền có khả năng, để xuống mặt mũi để Vệ Tịnh sống sót. Muốn phải giải quyết, vậy khẳng định muốn dung nhập Vệ gia, muốn đối trên đời này tự xưng chính mình là Vệ gia người. Hắn thậm chí muốn tán thành cái này ông ngoại, đi thu hoạch hắn đối với mình thưởng thức. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ta không cho ngươi trả giá đắt, ta chính là ngươi tôn tử. Nhìn đến muội muội bị thương, Vệ Quốc Hào sắc mặt tái xanh. Hắn cùng Vệ Lăng Huyên không giống nhau, hắn thì so Lý Thiên Mệnh nhỏ hơn 3 tháng, hắn lấy được vun trồng nhiều nhất. Hắn là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, hắn là thiên bảng thất tử một trong, tại cái này đời người bên trong, hắn là vệ phủ bảng hiệu. Vệ Quốc Hào, thiên bảng thứ 5, sắp đi, Trầm Uyên chiến trường, tồn tại. Có thể bị thiên phủ thận trọng tuyển ra đến, hoàn toàn nói rõ hắn cùng Vệ Lăng Huyên không phải một cái cấp bậc. Hắn sao có thể, để Lý Thiên Mệnh đánh muội muội mình về sau yên ổn rời đi. Hắn kỳ thật biết, Mộ Dương cùng Lý Thiên Mệnh ở giữa ước định. Mộ Dương nói qua Lý Thiên Mệnh đánh bại Vệ Quốc Hào, hắn thì thu Lý Thiên Mệnh làm đồ đệ. Không thể trở thành Mộ Dương đệ tử. Không có kế thừa phía dưới phủ chủ đời kế tư cách, là Vệ Quốc Hào đời này lớn nhất tâm bệnh. Hắn vô số lần vì thế giày vò. Nhưng hắn không thể oán hận Mộ Dương, bởi vì Mộ Dương không có cách, tránh thức để Mộ Dương không thu hắn người là Vệ Thiên Thương. Vệ Thiên Thương nói, hắn hiện tại trình độ, không có tư cách làm Mộ Dương đệ tử. Mộ Dương cho Lý Thiên Mệnh dạng này một cái hứa hẹn, kỳ thật Vệ Quốc Hào cũng không tức giận. Bởi vì đây chỉ là một nhàm chán bánh nướng. Đảm nhiệm ai cũng biết, đây là Lý Thiên Mệnh không thể nào làm được sự tình. Cho nên,
Nghe được tin tức này, hắn thì cười vài cái, cho tới bây giờ cũng không có ở ý qua. Chỉ là hiện tại, hắn để ý. Không những ở ý, hắn trả lửa giận ngập trời. Phó phủ chủ không là cho ngươi một cái hứa hẹn, ngươi đánh bại ta, là hắn có thể thu ngươi làm đồ đệ sao? Ta hôm nay, cho ngươi cơ hội này, ngươi thật tốt nắm chắc. Vệ quốc hào thanh âm trầm thấp, mỗi một chữ nói ra, đều giống như kim loại tại ma sát. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nói nhảm, vệ quốc hào đem vệ lăng huyên giao cho vệ thanh giật bọn họ vịn. Cái kia một đôi lóng lánh ánh sáng màu vàng đôi mắt, đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tam ca, vệ lăng huyên cuối cùng thanh tỉnh một chút, nhưng sắc mặt vẫn rất yếu ớt. Huyên nhi, ngươi nói. Vệ quốc hào đau lòng nhìn lấy muội muội mình. Hắn tiến bộ rất lớn, ta hôm nay, căn bản không có dự liệu được, hắn có mạnh như vậy. Vệ lăng huyên cắn răng, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh, trong nội tâm nàng tan tác, nhưng là nàng vẫn là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Cho nên, hôm nay là tốt nhất phế bỏ hắn cơ hội. Hôm nay không phế bỏ hắn, về sau nói không chừng ngươi đều không có cơ hội. Đáp ứng ta, hôm nay nhất định muốn đánh gãy chân hắn, để hắn về sau chỉ có thể ở mặt đất bò, tam ca, đáp ứng ta. Vệ lăng huyên mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tam ca, hắn tốc độ tu luyện tựa như là có chút nhanh, khả năng cùng viêm hoàng thạch có quan hệ. Như vậy tiểu nhân, lưu lại đối với chúng ta bất kỳ một cái nào đều là tai họa. Mẹ con bọn hắn là chúng ta vệ phủ sỉ nhục, tuyệt đối không thể để cho hắn có cơ hội thay đổi số phận. Hắn hôm nay vậy mà như thế tự tin đưa tới cửa, tam ca, ngươi liền nghe huyên tỷ a. Vệ thanh giật run rẩy nói. Hắn bình thường rất kiêu ngạo, nhưng là hiện tại, đã hoàn toàn kiêu ngạo không đứng dậy. Ta biết, không dùng các ngươi nói. Bất quá, ta không cho rằng hắn kế tiếp còn có thể đuổi kịp ta. Chỉ là, hôm nay đã có thể trừ rơi cái này tai họa, ta cớ sao mà không làm. Vệ quốc hào âm trầm cười một tiếng, hắn dáng người khôi ngô, toàn thân tràn đầy lực lượng cảm giác. So với vệ lăng huyên cùng vệ thanh giật, hắn xem ra mới thật sự là kim thuộc tính ngự thú sư. Toàn thân đều là cương mãnh kim cương chi lực. Hắn đứng ở chỗ này, tựa như là một đầu hoàng kim viên. Lý Thiên Mệnh, vệ quốc hào ánh mắt khóa chặt hắn, hắn không giống vệ lăng huyên những cái kia bệnh tâm thần, xem ra rất bình tĩnh, rất trầm ổn. Nhưng là, dạng này nàng càng đáng sợ, bởi vì hắn trong mắt tơ máu, không có cách nào che giấu. Gọi biểu huynh, Lý Thiên Mệnh nắm Khương Phi Linh tay cầm, cùng nàng nở nụ cười, sau đó đối mặt vệ quốc hào. Người tuyển, trước đoạn chân trái, vẫn là đùi phải. Vệ quốc hào hỏi. Làm gì, người đối biểu huynh chân có hứng thú, muốn làm trở về chân tàng à, vẫn là biểu muội ta muốn mỗi ngày cho ta liếm giày, cho nên đem xà cạp phía trên liền. Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối, chưa sợ qua bọn họ. Người ưa thích miệng lưỡi chi biệt, như vậy, ta trước đoạn đầu lưỡi ngươi. Vệ quốc hào âm u nở nụ cười, cái kia thân thể khôi ngô, dậm chân hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Giờ khắc này, chỉnh cây cầu đá đều đang rung động. Nương theo lấy vệ quốc hào cái kia đặt ở trên cầu đá trầm trọng cước bộ, hắn cộng sinh thú, theo hắn cộng sinh không gian bên trong, bay lên mà lên, trong nháy mắt ánh sáng khắp nơi. Lý Thiên Mệnh biết, vệ quốc hào cộng sinh thú, đã tiến hóa đến cấp 7 trình độ. Thiên bảng thất tử cộng sinh thú, tối thiểu đều là cấp 7 mức độ. Cấp 7 cộng sinh thú, chính là trong truyền thuyết, vương thú, chính là cộng sinh thú chi vương. Cộng sinh thú chi vương, tự nhiên đều có vương giả chân chính phong phạm, chỉ là khí thế khí tràng, đều có thể trấn áp cấp 7 trở xuống cộng sinh thú. Tại thời khắc này, theo vệ quốc hào trên thân chạy như bay lên, trên không trung vỗ cánh mà bay cộng sinh thú chi vương, chính là một đầu kim sắc bằng điểu. Cái này một đầu bằng điểu, so vệ lăng huyên cộng sinh thú, còn muốn lớn hơn gấp đôi. Đây là hạ phẩm cấp 7 cộng sinh thú, bát dực kim xí đại bằng điểu. Lý Thiên Mệnh đã từng tứ dực kim xí đại bằng, cần phải tiến hóa hai lần, mới có thể đến trình độ như vậy. Bát dực kim xí đại bằng điểu, hệ kim loại phi cầm loại cộng sinh thú, mà lại là thuần chính hệ kim loại. Cái này bát dực kim xí đại bằng điểu, cùng kim vũ, ở giữa khác biệt, không chỉ có chỉ là nhiều hai đôi cánh, đây là huyết mạch thăng cấp, là huyết thống cao quý. Bát dực vỗ cánh phi hành, chính là chân chính vương giả phong phạm. Như thế cộng sinh thú, đủ để quân lâm thiên hạ. Cái này, cũng là vệ quốc hào cường đại át chủ bài. Mộ Dương đã từng nói, quản chi vệ quốc hào không đạt được vệ thiên thương tiêu chuẩn. Nhưng,
đối Lý Thiên Mệnh tới nói, hắn vẫn là không thể vượt qua độ cao ngọn núi. Dưới ánh nắng chói chang, vệ quốc hào khí thế ngập trời, cơ thể của hắn sao mà thô to, trên đó thú nguyên lưu chuyển, lóng lánh ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Cái này, để hắn thoạt nhìn như là một cái hoàng kim đúc thành tồn tại. Hắn trên đỉnh đầu bá đạo, hung hãn bát dực kim xí đại bằng điểu, toàn thân kim sắc lông vũ đều như dao, như là toàn thân đều bao trùm lấy thú binh cấp bậc tỏa giáp, đao thương bất nhập. Cái này một đôi tổ hợp, xác thực không hổ là thiên bảng thất tử một trong. Vệ quốc hào biểu hiện ra chính mình cường đại, cái kia cạn hai con mắt màu vàng óng đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Làm cầu đá rung động thời điểm, hắn đã không nói hai lời, trực tiếp duỗi chân, hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh, toàn thân thú nguyên lực lượng ngưng tụ tại trên nắm tay, nhất quyền hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Quyền của hắn nói, cương mãnh thô bạo, uy lực 10 phần, cái kia tráng kiện cánh tay xem ra so Lý Thiên Mệnh đáng sợ nhiều. Đây là một chiêu thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết, tên là Kim Cương Trọng Quyền. Hắn cấp 7 cộng sinh thú mang đến cho hắn 7 cái linh nguyên. 7 cái linh nguyên bên trong, có linh nguyên cảnh tầng thứ 8 thú nguyên, cái này kim cương thú nguyên hùng hồn thô bạo, hội tụ tại trên nắm tay, nhất quyền phía dưới, liền không khí đều đang chấn động. Vệ quốc hào xuất thủ quá nhanh, căn bản không cho Lý Thiên Mệnh cự tuyệt chiến đấu quyền lực. Một quyền này bỗng nhiên bạo phát, Lý Thiên Mệnh một tay kéo Khương Phi Linh phần eo, lấy cánh tay trái trực tiếp chặn vệ quốc hào một quyền này. Oanh! Một tiếng bén nhọn va chạm, nghe tay của hai người cánh tay đều cùng kim loại giống như. Gãy mất đi, vệ quốc hào nhất quyền đánh ra. Hắn không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh to gan lớn mật, vậy mà dùng cánh tay thì cản, hắn dự tính một quyền này có thể trực tiếp đánh gãy Lý Thiên Mệnh tay. Chỉ là tại trong tầm mắt của hắn, Lý Thiên Mệnh bị nhất quyền đánh bay ra ngoài, ôm lấy mỹ nhân ở không trung xoay tròn tầm vài vòng, lúc này mới tháo bỏ xuống lực lượng, vững vàng rơi trên mặt đất. Ca ca, ngươi không sao chứ? Khương Phi Linh khẩn trương hỏi. Không có việc gì, gãi ngứa ngứa. Lý Thiên Mệnh tự tin cười nói. Kỳ thật, đối phương như thế lực lượng cuồng bạo, nơi nào có dễ dàng như vậy tiêu trừ. Nói thật, tay trái hắc ám cánh tay tuy nhiên lông tóc không thương, nhưng là đối phương bàng bạc lực lượng, chấn động đến ngũ tạng lục phủ. Cái này dẫn đến, hiện tại có chút bực mình, kém chút tại mỹ người trước mặt mất mặt. Cái này vệ quốc hào, nhất quyền thật mẹ nó trọng a. Linh Nhi, trợ giúp ta đi. Lý Thiên Mệnh ánh mắt híp lại. Hắn tưởng tượng bên trong, muốn lại đột phá một trọng cảnh giới, mới có thể đánh bại vệ quốc hào. Phụ Linh đánh tan, không phù hợp Mộ Dương bảy điều kiện. Nhưng bây giờ, đối phương áp bách, không có lựa chọn. Vậy liền, chiến. Nhất quyền đánh lui Lý Thiên Mệnh về sau, vệ quốc hào càng thêm thô bạo, lần nữa trùng sát mà đến. Mà lại, trên đỉnh đầu hắn bát dực kim xí đại bằng điểu, chạy như bay ngăn cản tại Lý Thiên Mệnh sau lưng, tại trên cầu đá tiền hậu giáp kích Lý Thiên Mệnh. Hoàn toàn không muốn cho Lý Thiên Mệnh chạy. Không có vấn đề. Khương Phi Linh tại Phụ Linh trạng thái phía dưới, ngược lại an toàn hơn. Bằng không, lưu tại Lý Thiên Mệnh bên người, một cái sơ sẩy đoán chừng chọc cho bị vệ quốc hào trực tiếp giết chết. Không thể không nói, tính mạng của nàng kỳ thật rất yếu đuối, cần muốn bảo vệ. Làm Khương Phi Linh hóa thành linh thể, Phụ Linh trên người mình thời điểm, loại kia nổ tung, sảng khoái, cảm giác nhiệt huyết sôi trào lần nữa đánh tới. Thật mạnh. Tại cái này linh thể thôi hóa phía dưới, hắn lần nữa có loại kia đánh, máu gà cảm giác. Làm Lý Thiên Mệnh biến đến cuồng bạo về sau, thậm chí tiểu hoàng gà đều có thể cảm nhận được loại kia nổ tung cảm giác. Chỉ là nó tăng cường biên độ không bằng Lý Thiên Mệnh, nếu như hai người bọn họ đối chiến, tiểu hoàng gà chỉ sợ không phải Lý Thiên Mệnh đối thủ. Nhưng mấu chốt là, nó có thần thông luyện ngục hỏa uy lực, vẫn là tương đối đáng sợ. Vệ quốc hào. Ta còn phải cảm tạ ngươi, hủy đi ta lôi hỏa xiềng xích, bằng không, phó phủ chủ làm sao lại đưa ta binh khí mới đâu. Lý Thiên Mệnh tại lúc nói chuyện, trực tiếp rút ra cấp 5 thú binh, viêm long xiềng xích. Viêm long xiềng xích so với lôi hỏa xiềng xích đáng sợ rất nhiều. Nhất là, cuối cùng viêm long nha. Đó là sắc bén mũi thương, có thể trực tiếp xuyên thủng đối thủ. Viêm long nha, kỳ thật cho Lý Thiên Mệnh phức tạp hơn chiến đấu khả năng, để hắn xiềng xích binh khí. Không lại chỉ có thể quấn quanh, quất đánh, còn có thể mặc thấu. Chẳng khác gì là một đầu thần long lộ ra ngay bén nhọn hàm răng, đủ để trực tiếp xé rách đối thủ huyết nhục. Mộ Dương nói qua, binh khí này thế nhưng là hai đại cấp 5 thú binh tổ hợp, viêm long nha là đơn độc cấp 5 thú binh, đằng sau kết nối đi lên. Trên thực tế,
cái này Viêm Long Nha còn có thể mang ra tháo xuống, biến thành dao găm loại hình công kích. Lý Thiên Mệnh trước kia sử dụng huyết hỏa thứ, nếu như đem Viêm Long Nha mang ra tháo xuống, lực sát thương cũng tương đương đáng sợ. Đoàn kiếm cùng xiềng xích là Lý Thiên Mệnh hiện tại thích nhất binh khí. Làm Viêm Long xiềng xích xuất hiện tại Vệ Quốc Hào trước mặt thời điểm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, Vệ Quốc Hào trong ánh mắt lấp lóe qua một tia lệ khí. Hắn nghe nói qua, Mộ Dương đối Lý Thiên Mệnh cũng không tệ lắm. Nhiều năm như vậy, Mộ Dương tuy nói là nghe Vệ Thiên Thương ý kiến, nhưng là Vệ Quốc Hào một mực cảm giác, hắn đối mình quan tâm không đủ. Hắn thậm chí, đều không đưa qua chính mình binh khí. Mà bây giờ, một cái có tiếng xấu ngoại nhân quay về vệ phủ, hắn lại đưa ra cái này Viêm Long xiềng xích. Vệ Quốc Hào không phải đỏ mắt, hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu binh khí cùng bảo ngọc, hắn cũng là khó chịu. Lấy thân phận của hắn, hắn vốn có thể trở thành tương lai thiên phủ người thừa kế, vốn có thể siêu việt phụ thân Vệ Thiên Hùng. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, những thứ này vốn nên thứ thuộc về chính mình, cách mình càng ngày càng xa. Làm Lý Thiên Mệnh lấy ra Mộ Dương cho Viêm Long xiềng xích, tương đương với dẫn đốt trong lòng của hắn trải qua thời gian dài phiền muộn. Tăng thêm Vệ Lăng Huyên bị đánh, đủ loại tâm tình phóng thích, để hắn trong mắt màu vàng óng bên trong, cái kia tơ máu quả thực càng ngày càng nhiều. Tâm tình của hắn có thể cảm nhiễm phía trên bát dược kim xí đại bằng điểu, dẫn đến cái này cộng sinh thú cũng cực kỳ hung tàn. Ta có thể nát người binh khí một lần, liền có thể nát lần thứ hai. Vệ Quốc Hào nói ra câu nói này thời điểm, đã tương đương lạnh lùng. Lúc nói chuyện, hắn đã rút ra thuộc về hắn binh khí, đồng dạng là cấp 5 thú binh, đương nhiên, lấy thân phận của hắn, hắn binh khí không thể so với Lý Thiên Mệnh kém. Đó là một thanh kim sắc đại đao. Cái này đại đao tạo hình, có điểm giống là một căn cự đại kim sắc lông vũ. Dưới ánh mặt trời, cái kia kim sắc lưỡi đao lóng lánh quang mang chói mắt, thanh sắc thiên văn trải rộng, trên đao sắc bén kia cương khí, ngăn cách rất xa đều có thể cảm nhận được. Người bình thường tại binh khí này 20 mét bên ngoài, trên da đều có gai đau cảm giác. Cái này cấp 5 thú binh, tên là Huyền Thiên Kim Vũ. Đây là kim thuộc tính linh quặng, phối hợp kim thuộc tính linh tai, Huyền Thiên cương khí, chế tạo. Bây giờ cái này Huyền Thiên Kim Vũ phía trên sắc bén cương khí, chính là Huyền Thiên cương khí. Bực này Huyền Thiên cương khí, uy mãnh sắc bén, tùy tiện đều có thể xé rách huyết nhục. Vệ Quốc Hào tay cầm Huyền Thiên Kim Vũ, mắt lộ ra kim quang, sát khí đằng đằng. Lý Thiên Mệnh, người coi như cùng chúng ta Vệ gia có quan hệ, vậy cũng đã định trước, là chúng ta Vệ gia bại loại. Vệ Quốc Hào nói xong câu đó, nổi giận gầm lên một tiếng. Làm cầu đá lần nữa rung động thời khắc, hắn mãnh liệt đánh tới, lần nữa thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Lần này chiến quyết, tên là Cửu Huyền Khai Sơn Cuồng Đao. Đao pháp này, đủ để khai mở cao sơn, có thể thấy được có hung mãnh cỡ nào, đây là vô cùng thích hợp Vệ Quốc Hào chiến quyết. Không chỉ như vậy, ngay tại trên đỉnh đầu của hắn, cái kia cấp 7 cộng sinh thú bát dược kim xí đại bằng điểu đã bắt đầu thi triển linh nguyên thần thông. Làm cấp 7 cộng sinh thú nó, có thể luyện hóa 7 cái hung thú thần thông, giấu ở linh nguyên bên trong. Lý Thiên Mệnh nhìn qua Vệ Quốc Hào tư liệu, bình thường tới nói, hắn cũng không đến tiềm ẩn đối thủ, đều có sự hiểu biết nhất định. So như bây giờ, bát dược kim xí đại bằng điểu thi triển linh nguyên thần thông, cái kia thần thông lại tác dụng tại Vệ Quốc Hào trên thân. Làm Vệ Quốc Hào đánh tới thời khắc, trên người hắn vòng ngoài nhiều một cái hình tròn viên thuẫn. Hình cầu này viên thuẫn đem hắn toàn thân bao trùm, bảo hộ đến vô cùng thấu triệt, hình cầu này viên thuẫn hiện lên hơi mờ, mặt ngoài đường vân có điểm giống là cánh ve. Cái này linh nguyên thần thông tên là Kim Thiền Thuẫn, là theo hung thú Kim Quang Thuẫn Thiền, trên thân luyện hóa mà đến. Bát dược kim xí đại bằng điểu hết thảy có thất loại thần thông, mỗi một loại đều rất mạnh. Tỷ như, đang thi triển Kim Thiền Thuẫn về sau, nó lấy mỏ chim làm trung tâm, bỗng nhiên xoay tròn, hắn thân thể lấy tốc độ khủng khiếp hóa thành kim sắc vòi rồng, hướng về Lý Thiên Mệnh đánh thẳng tới. Đây là linh nguyên thần thông, kim quang điện toàn. Không thể không nói, Vệ Quốc Hào tiến công rất có thói quen, gọi người hoa mắt, một khi tâm cảnh không ổn định, đoán chừng lập tức liền muốn bị trấn áp, bị tàn sát. Chỉ là có mỹ nhân ở bên trong thân thể, có huynh đệ ở bên người, dù là đối thủ mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh đều nhiệt huyết hướng não. Huynh hỏa, cái này một đợt nói thế nào? Đó còn cần phải nói, chơi hắn nha. Huynh đệ, đánh hắn. Lý Thiên Mệnh ánh mắt thiêu đốt. Thời điểm chiến đấu, có cùng mình cộng minh nữ tử, có cùng mình kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử huynh đệ,
nhân sinh còn cầu mong gì? Tại quật khởi trên con đường này, hắn lý thiên mệnh, vĩnh bất độc hành. Hắn cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ, lấy lửa nóng nhất tư thái, phóng tới cái kia so với bọn hắn xem ra còn mạnh hơn nhiều đối thủ. Tự tìm đường chết, Vệ Quốc Hào, Cửu Huyền Khai Sơn cuồng đao, cùng hắn cộng sinh thú, kim quang điện toản, thần thông, đều là hướng về phía lý thiên mệnh mà đến. Dù sao tiểu hoàng gà thân thể quá nhỏ, không tốt số bên trong. Huỳnh Hỏa, người tìm cơ hội, ta đến đứng vững. Lý Thiên Mệnh biết, lấy Huỳnh Hỏa năng khiếu, để nó tại biên giới vị trí tìm cơ hội càng có lực sát thương. Mà hắn, cần ở chính diện phía trên, tiếp nhận Vệ Quốc Hào cùng Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điều liên thủ. Người đừng chết là được, chờ lão tử thu hoạch. Tiểu hoàng gà lấy, hỏa hồn thiểm ảnh, trong nháy mắt biến mất, tại cái này trên cầu đá biến hóa vị trí, khó có thể nắm lấy. Nó cái này hình thể tuyệt đối là ưu thế cự lớn, Lý Thiên Mệnh chưa thấy qua nhỏ như vậy, lại hung ác như thế hung hãn. Sóng vai chiến đấu, liền cần có thói quen, Lý Thiên Mệnh có Khương Phi Linh phụ linh, rõ ràng càng mạnh một số. Cho nên, hắn muốn trong chiến đấu cần gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, hắn muốn đứng vững đối thủ cuồng oanh loạn tạc. Đinh đinh đinh, Vệ Quốc Hào huyền thiên cương khí bạo loạn đánh tới, Lý Thiên Mệnh tương đương bình tĩnh. Hắn viêm long xiềng xích tại trong tay phải bay múa, như cùng một đầu thần long, tại đối phương còn không có đến gần thời điểm, trực tiếp bị viêm long xiềng xích tại viễn trình ngăn lại. Viêm long xiềng xích cùng huyền thiên kim vũ cái này hai đại binh khí, tại trong đụng chạm phát ra âm thanh chói tai, thanh âm truyền đi rất xa, sợ là rất nhiều người đều có thể nghe đến bên này chiến đấu động tĩnh. Sau một khắc, kim quang điện toản buông xuống đỉnh đầu. Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt lóe lên. Lấy hỏa hồn thiểm ảnh tránh thoát khỏi nguy hiểm nhất nhất kích chí mệnh, quay người lấy hắc ám cánh tay thi triển cuồng bạo nhất quyền. Nhất dương trọng quyền. Hắn lấy viêm long xiềng xích chặn Vệ Quốc Hào, để hắn không đến gần được chính mình, tay trái cuồng bạo nhất dương trọng quyền, trực tiếp đánh tới hướng cái kia Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điều đầu. Cái này cấp 7 cộng sinh thú tương đương linh hoạt, tránh né Lý Thiên Mệnh công kích, quay người lại lấy một chiêu linh nguyên thần thông, Đao Hà Kim Ngục, đánh tới. Nó 8 cái cánh. Quả thực biến thành 8 thanh cự đao, cái này 8 thanh cự đao tổ hợp lại với nhau, liền như là núi đao một dạng, hướng về phía Lý Thiên Mệnh điên cuồng chặt lên tới. Lý Thiên Mệnh bị cả hai vây công, xác thực vô cùng khó chịu. Huỳnh Hỏa. Bất quá, nếu như đem chú ý lực đều đặt ở Lý Thiên Mệnh trên thân, đây tuyệt đối là hành vi phi thường ngu xuẩn. Lặng yên trong lúc vô hình, Huỳnh Hỏa đột nhiên xuất hiện tại cái kia Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điều trên đỉnh đầu. Nó tương đương hung mãnh. Liên tục ba chảo, đều hướng về cái kia Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điều ánh mắt công kích. Nhất dương trọng chảo, song dương trọng chảo, tam dương trọng chảo. Tiểu hoàng gà không cách nào che giấu nó đến từ thái cổ hỗn độn cự thú hung tàn bản tính. Nó thời điểm chiến đấu, xưa nay không coi trọng nhân từ cùng quang minh chính đại, nó thích nhất thì là công kích nhược điểm của đối phương. Làm đối phương toàn thân đều là kim vũ bao trùm tình huống phía dưới, hắn nhược điểm ước chừng chỉ có tại đầu số ít vị trí. Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điều chính thi triển linh nguyên thần thông tiến công Lý Thiên Mệnh, đối mặt bất thình lình sát chiêu, nó chỉ có thể né tránh, đồng thời phun ra một đạo mãnh liệt kim sắc dòng nước lũ trùng kích tiểu hoàng gà. Nhưng là, nó có thể tránh né một chiêu, không tránh né được ba chiêu. Tiểu hoàng gà tìm được cơ hội tốt nhất, nhất kích tất sát, liên tục ba chiêu, một chiêu cuối cùng trúng đích, trực tiếp kéo phát nổ Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điều một con mắt. Nó tuyệt đối là sát thủ. Tại cái này máu bắn tung tóe trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh càng hung mãnh, hắn tránh thoát khỏi Vệ Quốc Hào đích phủ đầu một đao, lấy cánh tay trái cứ thế mà kháng trụ Vệ Quốc Hào đao pháp. Mà tại tiếp theo trong nháy mắt, hắn tay bên trong viêm long xiềng xích như là độc long xuất động, trong nháy mắt chui thượng thiên. Mọi người nhìn đến, sắc bén kia viêm long nha trực tiếp đâm vào Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điều cái kia bị tiểu hoàng gà xé rách trên ánh mắt. Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điều lần nữa rên rỉ, điên cuồng chạy trốn. Trực tiếp thoát ly chiến trường. Nói thật, Lý Thiên Mệnh đều có thể giết chết Vệ Quốc Hào cái này cộng sinh thú, dù sao viêm long nha là nơi này xuyên qua đi vào, không có lông vũ bảo vệ thân thể máu thịt, căn bản ngăn không được viêm long nha. Hắn không có làm như vậy. Dù sao đều là biểu đệ, không có như vậy tất yếu. Bất quá, hắn vô cùng rõ ràng, Vệ Quốc Hào chẳng những không lại bởi vậy cảm kích hắn, ngược lại sẽ càng thêm nổ tung. Kỳ thật Vệ Quốc Hào còn ở vào chấn động bên trong. Ta một đao chặt lên đi, hắn dùng cánh tay tới chặn, vậy mà không gãy. Vẫn là nói,
cái kia vải quấn quanh phía dưới, có loại phòng thủ hình thú binh. Cho dù có, cũng có thể đánh gãy tay của hắn đi. Hắn đại khái nhìn đến vải phía dưới, còn muốn có vải màu đen, có điều hắn xem như là hộ giáp. Ngay tại hắn buồn bực bên trong, tiểu hoàng gà đột nhiên xuất hiện, nhất kích tất sát. Một khắc này, vệ quốc hào tròn mắt tận nứt. Bất quá, hắn chả không bạo phát, ngay tại bát dực kim xí đại bằng điểu đào tẩu trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa khóa chặt hắn. Chiến đấu, cũng là không muốn cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Lên! Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà, gần như đồng thời đánh tới. Tiểu hoàng gà há miệng phun một cái hoa mỹ hỏa diễm phượng hoàng bay lên mà ra, hỏa diễm thiêu đốt, cái kia nóng rực luyện ngục hỏa thiêu đến không khí đều lửa nóng lên, vệ quốc hào đứng mũi chịu sào. Lý Thiên Mệnh xông tới, hỏa hồn thiểm ảnh phía dưới, tốc độ của hắn chỉ so với ngọn lửa này phượng hoàng chậm một chút. Ngay tại hỏa diễm phượng hoàng bao phủ vệ quốc hào thời điểm, Lý Thiên Mệnh tụ quyền, xuất quyền, một mạch mà thành. Liên tục ba quyền, trực tiếp bạo phát. Rầm rầm rầm. Nhất dương trọng quyền, song dương trọng quyền, tam dương trọng quyền. Ba quyền bạo phát, cương mãnh hung mãnh. Phá, vệ quốc hào còn lẫm liệt không sợ, thi triển mặt khác một môn đao pháp, chuẩn bị phá vỡ cái này luyện ngục hỏa thần thông. Bất quá, để hắn thất vọng, luyện ngục hỏa bất tử bất diệt, ngọn lửa kia phượng hoàng bị bổ thành toái phiến, nhưng là không ảnh hưởng luyện ngục hỏa trực tiếp đốt tới trên người hắn. Kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt, dù là hắn có giống như hoàng kim đúc thành da thịt, lúc này thời điểm cũng bắt đầu cháy đen, đau rát khổ, nhất thời để vệ quốc hào thê thảm kêu la. Đúng vào lúc này, Lý Thiên Mệnh ba quyền đánh vào lồng ngực của hắn, gọn gàng đem đánh bay. Lần này đến phiên vệ quốc hào bay trở về. Chỉ là trên người hắn còn có luyện ngục hỏa, vệ lăng huyên bọn họ căn bản không dám nhận, sau đó chỉ có thể đập xuống đất, kêu thảm lăn lộn. Lý Thiên Mệnh thuận lợi thu quyền, hít sâu một hơi. Chiến đấu kết thúc. Vệ quốc hào, tại chỗ chiến bại. Cuộc chiến đấu này, là hắn cùng huỳnh hỏa phối hợp tốt nhất một trận chiến đấu, nói thật vô cùng đặc sắc. Loại này chiến đấu, nhiều đến mấy cái chàng. Đối Lý Thiên Mệnh tu hành trợ giúp đều rất lớn. Ngự thú sư chiến đấu, cần tâm linh tương thông, hắn cùng huỳnh hỏa hiện tại cũng là như thế, thậm chí không cần phải nói, đều có thể trực tiếp minh bạch đối phương ý tứ. Hiện tại, làm Lý Thiên Mệnh dừng tay thời điểm, vệ quốc hào thuấn thân bị bỏng liệt diễm, chính tại trên mặt đất kêu thảm lăn lộn. Biểu đệ, nhận thua không, ngươi nhận thua, ta thì thu hồi ngọn lửa này. Lý Thiên Mệnh mặt mỉm cười, phong khinh vân đạm. Tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ta nhận thua. Vệ quốc hào một bên kêu khóc, một bên kêu thảm. Cái kia gào thảm thanh âm, kinh thiên động địa, đem một đám đệ đệ muội muội đều làm cho sợ hãi. Hắn không có cách nào kiên trì, lại thiêu đi xuống, hắn muốn biến thành than đen. Vừa mới hắn nhảy vào bên cạnh trong hồ, đều không để hỏa diễm dập tắt. Mà lại, Lý Thiên Mệnh cái kia ba quyền, nếu như không phải hắn sau cùng lưu tình. Vệ quốc hào nói ít đến trọng thương. Đúng, hiểu được nhận thua mới là bé ngoan. Lý Thiên Mệnh cười một câu. Tiểu hoàng gà liền thu hồi luyện ngục hỏa, nó há miệng một nuốt, hết sức thoải mái, sau đó ở một cái. Tại trong tầm mắt mọi người, vệ quốc hào toàn thân cháy đen, khóe miệng đều là vết máu. Đoán chừng xương sườn đều gãy mất mấy cây, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn cả một đời đều không chật vật như vậy qua. Cũng không có chiến bại đến thê thảm như vậy qua. Không chỉ là hắn, liền hắn cộng sinh thú, bát dực kim xí đại bằng điểu, bây giờ còn đang khắp nơi bay loạn. Thê thảm kêu rên, nó bị thương so sánh triệt để, đoán chừng về sau chỉ có thể làm, độc nhãn cấp 7 cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh không có cách nào, nếu như không tìm nhược điểm, nếu như xuất thủ không hung ác một chút, hiện tại nằm xuống người chính là mình. Vệ quốc hào thật không yếu, chỉ có thể nói Lý Thiên Mệnh tìm được cơ hội. Một lần cơ hội liền để hắn không có chống cự chỗ trống. Nhất kích tất sát xác thực rất hung mãnh. Làm vệ quốc hào còn chưa tỉnh hồn, chật vật bò dậy thời khắc. Không cần nhìn liền biết, những thứ này vệ phủ là đám thanh niên, hiện tại đã sắc mặt đau thương, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy chính mình. Vệ Lăng Huyên, vệ Thanh Giật chờ một chút, hiện tại thì cùng mất hồn phách một dạng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Trước đây không lâu, Lý Thiên Mệnh đánh bại Lâm Tiêu Tiêu. Khi đó hắn là thực lực gì, Diễm Đô đều biết. Vừa mới qua đi bao lâu? Thiên bảng thất tử một trong vệ quốc hào, ngược lại ở trước mặt của hắn, phải có chật vật, thì có bao nhiêu chật vật. Mới vừa rồi còn sát khí đằng đằng, mà bây giờ, hoảng sợ đã thay thế sát cơ,
theo đáy lòng bắt đầu lan tràn. Vệ Lăng Huyên cùng Vệ Thanh Giật bọn họ mấy người đều không ý thức được, bọn họ tuy nhiên đứng đấy, nhưng là hai chân đã đang run rẩy. Nhất là Vệ Lăng Huyên. Nếu như không phải thống khổ trên người, nàng có lẽ sẽ coi là, hiện tại là ở trong giấc mộng đi. 10 ngày trước, Lý Thiên Mệnh dựa vào Linh Công Chúa Phụ Linh, mới đánh bại Vệ Thanh Giật. Không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy, tiến bộ nhiều như vậy, trừ phi là ma quỷ. Cho nên, dù là Lý Thiên Mệnh bây giờ đang ở cười, nàng cũng cảm thấy, đây chính là một cái ma quỷ. Vệ phủ bại loại, mẹ con đều là sỉ nhục. Những thứ này để cho nàng cao cao tại thượng, để cho nàng xem thường Lý Thiên Mệnh đồ vật, toàn bộ đều vứt bỏ đến lên 9 tầng mây. Chỉ có thời khắc này run rẩy cùng hoảng sợ, để cho nàng đứng không vững. Ở trước mặt nàng, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn mọi người liếc một chút, hắn nhớ tới nhiều ngày trước một kiện chuyện thú vị. Đúng lúc hôm nay, mọi người đều ở nơi này, vậy liền lại cho ta biểu diễn một cái, chấn kinh, đi. Lý Thiên Mệnh nói, kỳ thật không dùng biểu diễn, bọn họ hiện tại trong mắt hoảng sợ, so với chấn kinh sinh động hơn. Vệ Lăng Huyên biểu muội, người diễn kỹ tốt nhất, nhưng là không muốn học Vệ Thanh Giật, nữ hài tử muốn là dọa đến tè ra quần, kia liền càng mất mặt. Lý Thiên Mệnh thanh âm, đối với nàng mà nói đã như là ác mộng, nàng cái gì cũng không dám nói, hốt hoảng lui lại, thất kinh. Không lại nói điểm nhục nhã ta, hoặc là tiếp tục đánh gãy chân của ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, không được, Vệ Lăng Huyên run rẩy nói. Cái kia sợ cái gì đâu, cha ngươi thế nhưng là Viêm Hoàng cung chủ, ta hôm nay đánh các ngươi, khẳng định phải bị phạt. Ngươi thế nhưng là có bối cảnh người, nhát gan như vậy không thể được. Nhanh đi về tìm phụ mẫu đến trừng trị ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh, Vệ Quốc Hào đã giãy giụa lấy bỏ lên. Cái này mới nhìn đến, hắn hai mắt đã huyết hồng. Không ai có thể nghĩ đến, ngươi có thể có thực lực như thế, nhưng là, nếu như ngươi cho rằng dạng này liền có thể diệu võ dương oai, liền có thể làm nhục chúng ta, ngươi thì 10 phần sai. Vệ Quốc Hào nghiến răng nghiến lợi nói. Ta thì làm nhục ngươi, nhưng cũng bất quá là ăn miếng trả miếng. Ngươi có thể làm gì? Muốn nói ngươi một chút trong lòng ngươi đau đớn sao? Ta nói cho ngươi, nếu như ta từ nhỏ tại Vệ phủ lớn lên, ta đã sớm là hạ hạ đảm nhiệm Thiên phủ phủ chủ. Nói thực ra, Vệ Quốc Hào, ngươi có được nhiều như vậy tư nguyên, nhưng ngươi là cái đồ bỏ đi. Cái gọi là giết người chu tâm, chính là như vậy đi. Lý Thiên Mệnh đoạn văn này sau khi nói xong, Vệ Quốc Hào lùi lại 3 bước, liền rear mép, tóc, lông nách cái gì, đều đang run rẩy. Ta hôm nay không giết ngươi, ta thì không họ Vệ. Hắn híp mắt, nắm chặt song quyền, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Đừng chỉ nói không làm, tới. Lý Thiên Mệnh mở ra tay. Tam ca, khác. Phía sau Vệ phủ người trẻ tuổi đã không dám nói tiếp nữa, hôm nay không bị thương tổn Vệ Thanh Giật muốn lên tới kéo đi Vệ Quốc Hào. Cút, Vệ Quốc Hào hất lên, trực tiếp đem vung bay ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh vậy mà nhìn đến ánh mắt của hắn. Biến thành tử sắc, yêu dị mà quỷ dị, hung tàn mà huyết tinh. Nghịch huyết phì lam, ma lâm thiên địa, hắn cổ quái nói cái này 8 chữ, sau đó toàn thân sinh ra đại biến. Tam ca, không muốn, ma lam quyết hội hủy đi ngươi. Một khắc này, Vệ Lăng Huyên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt kịch biến, cả người càng luống cuống. Nàng không có lên đến bất cứ tác dụng gì, bởi vì Vệ Quốc Hào đã vận chuyển ma lam quyết. Máu của hắn giống như tại ngược dòng. Ngược dòng thời điểm, theo đỏ như máu biến thành màu xanh lam. Loại chuyển biến này, dẫn đến trên người hắn ma khí trùng thiên, đồng thời, cũng dẫn đến khí thế của hắn ẩm vang tăng lên. Đây là cái gì công pháp? Lý Thiên Mệnh vừa nhìn liền biết, đây cũng là một loại đặc thù công pháp, mà không phải cảnh giới công pháp hoặc là chiến quyết. Cùng loại thần hồn thiên thư. Đây là cấm kỵ công pháp ma lam quyết, sử dụng về sau tổn thương to lớn, người mau ngăn cản hắn. Vệ Lăng Huyên kêu khóc nói. Đến mức Vệ Thanh Giật bọn họ một mặt mơ hồ, đoán chừng cái này ma lam quyết sự tình, cũng chỉ bọn hắn huynh muội biết. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh cũng không biết làm sao ngăn cản a. Hắn nghe nói qua cấm kỵ công pháp, kỳ thật cấm kỵ công pháp cũng là đặc thù công pháp. Nhưng, bởi vì có rất lớn phản tác dụng, hoặc là hung tàn vô đạo, cho nên mới bị liệt là cấm kỵ. Nếu là cấm kỵ, thì là không thể sử dụng, nhưng Vệ Quốc Hào sử dụng. Hắn đại gia tộc như thế con cháu, dựa theo đạo lý, sẽ không có loại này tà môn ngoại đạo. Nói ngắn gọn, ma lam quyết có thể đạt thành cùng loại linh nhi phụ linh hiệu quả, sẽ để cho Vệ Quốc Hào mạnh lên,
nhưng là mạnh lên về sau, hắn xuống chẳng sẽ rất thảm. Chỉ có phụ linh, mới có thể hoàn mỹ mạnh lên. Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được, làm da của hắn hướng về màu xanh lam biến hóa thời điểm, hắn khí tức trên thân cũng tại điên cuồng kéo lên, biến đến càng ngày càng đáng sợ. Lý Thiên Mệnh, người hôm nay chết chắc, hắc hắc. Sắc mặt đã biến thành màu xanh lam vệ quốc hào, phát ra nụ cười dữ tợn. Không cần thiết đi, thắng bại là chuyện thường, ta và ngươi cũng không có thâm cừu đại hận gì. Vì đánh bại ta, đem chính mình hủy đi, chỉ có thể nói rõ ngươi tâm cảnh quá kém. Lý Thiên Mệnh cũng có tính khí, nói thật, vệ quốc hào dạng này lựa chọn, sẽ chỉ làm hắn càng thêm xem thường. 20 tuổi, còn không vì mình phụ trách. Nói trắng ra là, chính là không có trải qua ma luyện. Trách không được, vệ thiên thương chướng mắt những thứ này tôn bối, không nên nhìn tu vi cảnh giới. Nếu như muốn nhìn nội tâm cùng ý chí, một cái thành tài đều không có. Ta chỉ cần ngươi chết là được rồi. Vệ quốc hào nhếch miệng cười một tiếng, cả người hắn đều biến thành màu xanh lam, đã khí thế ngập trời. Hắn muốn ra tay giết người. Hắn dùng cái này ma lam quyết, tu luyện ra ma khí, loại ma khí này tại Viêm Hoàng học cung quả thực quá đột ngột, Lý Thiên Mệnh xác thực cảm nhận được áp lực. Nếu như lại cùng đối phương chính diện giao phong, hắn có thể sẽ chiến tử. Bây giờ đối phương xác thực cường hãn, đoán chừng có thể so với linh nguyên cảnh tầng thứ 9. Chết! Hắn quả nhiên đánh tới, cầu đá lần nữa run rẩy, thậm chí nứt toác. Bất quá thì tại tiếp theo trong nháy mắt, vệ quốc hào trực tiếp ngã trên mặt đất, một cái ông lão mặc áo bào trắng, xuất hiện ở phía sau của hắn. Lão giả áo bào trắng sắc mặt tái nhợt. Lý Thiên Mệnh nhìn đến hắn xuất hiện về sau, tâm lý liền rất yên tâm, bởi vì cái này lão giả khí chàng cường đại. Biểu lộ lạnh lùng, xem xét thì rất cưỡng, xem xét thì rất sĩ diện. Hắn chính là Lý Thiên Mệnh ông ngoại, Thiên Phủ phủ chủ vệ thiên thương. Không nghĩ tới tại cái này vệ phủ trước đó chiến đấu, bắt hắn cho kinh động đến. Hắn đến về sau, không nói gì, nhưng là nét mặt của hắn, đủ để cho vệ lăng huyên bọn họ toàn bộ té quỵ dưới đất, run lẩy bẩy. Ra ra, nhanh mau cứu Tam Ca, hắn ma lam quyết là tại Trầm Uyên chiến trường lấy được. Hắn không cho ta nói cho các người biết, ta không dám nói. Vệ Lăng Huyên biết tại họa, nước mắt ào 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 chảy xuống. Vệ Thiên Thương vẫn không nói gì, hắn đem hôn mê vệ quốc hào nâng đỡ, đặt ở trụ cầu phía trên, sau đó bắt đầu vận chuyển lực lượng. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, tại trong lòng bàn tay của hắn, có một ít Lý Thiên Mệnh hoàn toàn xem không hiểu thần diệu lực lượng, hóa thành vô số màu trắng sợi tơ tiến vào vệ quốc hào thân thể. Có thể nhìn đến. Vệ quốc hào trên thân táo bạo lực lượng bắt đầu an bình xuống tới, hắn thân thể màu xanh lam, cũng tại từ từ biến mất, nhưng cũng có thể cần thời gian nhất định. Chuyện gì xảy ra, đúng vào lúc này, vệ phủ bên trong còn có một đám người đi ra. Viêm Hoàng cung chủ vệ Thiên Hùng, Phượng Hoàng điện chủ vệ Tử Côn cùng thần phạt Thiên Vương vệ Kình các loại nhân vật trọng yếu đều ở trong đó. Ngoài ra còn có vệ Lăng Huyên, vệ quốc hào, vệ Thanh Giật mẫu thân bọn người. Có thể nói. Vệ phủ phần lớn người, đều bị ma lam quyết ngập trời ma khí kinh động đến. Bọn họ đi ra xem xét, vệ quốc hào trọng thương, vệ Lăng Huyên cũng thụ thương, người trẻ tuổi khóc sướt mướt, thất hồn lạc phách. Quốc hào thế nào? Ma lam quyết, hắn làm sao lại dùng ma lam quyết, từ đâu tới? Viêm Hoàng cung chủ vệ Thiên Hùng sắc mặt tái xanh, hắn cô dám quấy rầy phụ thân, chỉ có thể hỏi vệ Lăng Huyên bọn họ. Đến cùng chuyện gì phát sinh, bọn họ đều còn không biết đây. Vệ Kình, vệ Tử Côn bọn người, cũng vô cùng nghi hoặc. Nhất là, vệ Tử Côn còn chứng kiến Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, lúc này thời điểm Khương Phi Linh đã đi ra, trốn ở Lý Thiên Mệnh bên người, có chút khẩn trương nhìn lấy nhiều như vậy vệ phủ người. Mặt của đối phương sắc đều tương đối khó nhìn, cho nên nàng sợ bọn họ trừng phạt Lý Thiên Mệnh. Tại Viêm Hoàng cung chủ bọn họ vừa tới thời điểm, cầu đá một bên khác, cũng có mấy cái thiên phủ thiên sư bị kinh động tới. Phó phủ chủ Mộ Dương tốc độ nhanh nhất, hắn vừa đưa đi khách nhân thần thánh, liền bị bên này ma lam quyết động tĩnh kinh động đến. Còn lại thiên sư, còn có Tần Thi, Liễu Tuyết Giao, Triệu Thiên Thần, Phong Vô Quang các loại 7 người. Triệu Thiên Thần chính là vệ quốc hào thiên sư, hắn liếc mắt liền thấy vệ quốc hào trọng thương, sắc mặt đại biến trực tiếp xông lên tới. Bất quá, nhìn đến cho vệ quốc hào liệu thương, nghịch chuyển ma lam quyết người là thiên phủ chủ vệ thiên thương. Hắn cũng chỉ có thể đứng tại bên cạnh. Lăng Huyên, đã xảy ra chuyện gì? Mộ Dương biết nàng ở chỗ này ngăn cản Lý Thiên Mệnh, bất quá tiểu bối tranh chấp rất bình thường.
hắn đổ là không nghĩ tới, vệ quốc hào bên này còn có thể ra loại sự tình này. Ta, ánh mắt mọi người đều tại vệ Lăng Huyên trên thân, vệ Lăng Huyên khẩn trương vô cùng. Tam ca cũng là tại Trầm Uyên chiến trường lấy được Ma Lam Quyết, hắn nói liền muốn thời điểm then chốt dùng phòng thân, hắn không cho nói, ta cũng không dám nói. Qua, nghe nàng kiểu nói này, cái này thiên phủ đỉnh cấp tồn tại nhóm, tự nhiên biết vừa mới ma khí ngập trời là đến từ Ma Lam Quyết. Ma Lam Quyết loại này cấm kỵ công pháp, thiệt người lợi mình, lớn nhất không thích hợp các ngươi sử dụng. Mộ Dương nói, quốc hào không có việc gì ở chỗ này sử dụng Ma Lam Quyết làm cái gì. Viêm Hoàng cung chủ nhìn đến một đôi trai gái đều thụ thương, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc. Hắn hoàn toàn không nhìn ra, ngoại trừ vừa tới thiên sư cùng vệ phủ người nhà, ai có thể làm cho vệ quốc hào không thể không liều mạng. Tam ca bị hắn đánh bại, hắn nói chuyện làm nhục tam ca, cho nên tam ca nhìn không được. Vệ Lăng Huyên chỉ một chút Lý Thiên Mệnh, nhưng là không dám nhìn cái hướng kia. Người điên rồi đi, nói đùa cái gì? Viêm Hoàng cung chủ vệ Thiên Hùng giận dữ mắng mỏ một tiếng. Vệ quốc hào, đánh không lại Lý Thiên Mệnh, còn muốn dùng Ma Lam Quyết. Đây là nằm mơ mới có thể lời nói ra đi. Lăng Huyên, người chớ khẩn trương liền nói mê sảng, Lý Thiên Mệnh chút bản lĩnh ấy, cũng chỉ có thể khi dễ một chút 15-16 tuổi tiểu hài tử, quốc hào một ngón tay, đều có thể nghiền ép hắn. Vệ tử côn cau mày nói. Lý Thiên Mệnh tiến vào thiên phủ về sau. Xác thực rời đi hắn cái này Phượng Hoàng Điện chủ trưởng khống, đỉnh phong độ phù hợp cũng đầy đủ kinh người. Nhưng, nói thật, hắn rõ ràng Lý Thiên Mệnh có bao nhiêu cân lượng. Vệ tử côn gần nhất tâm tình tương đối kém. Hắn lưu lại một cái chính thê vị trí cho Mộ Uyển, nhưng là Mộ Uyển không những không có đáp ứng, gần nhất còn cự tuyệt. Nếu như không phải có Mộ Dương tại, hắn cảm giác mình đều muốn cưỡng hiếp. Cha, không phải, hắn cộng sinh thú thì đánh bại Huyên tỷ. Sau đó Hào ca xuất thủ, bị hắn đánh bại, Hào ca tức không nhịn nổi, mới sử dụng Ma Lam Quyết. Vệ Thanh giật run rẩy nói. Ngươi nói mỏ cái gì? Vệ tử côn ngơ ngác một chút. Côn thúc, Thanh giật thực sự nói thật. Chúng ta cũng không hiểu rõ, vì cái gì hắn có thực lực như thế, quốc Hào ca không phải là đối thủ của hắn. Hắn có linh công chúa phụ linh, cho nên mới đánh bại quốc Hào ca. Một người nói không tính, một đám người đều như vậy lúc nói. Như vậy hiện trường thì triệt để tĩnh mịch. Tất cả các cường giả ánh mắt, lúc này thời điểm đều rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Cái kia bàng bạc áp lực, tựa như là một tòa núi cao áp ở trên đỉnh đầu. Cái này không thể trách ta đi, ai biết hắn tâm lý tố chất kém như vậy. Trước kia hắn mỉa mai ta thời điểm, cũng không có lưu tình, mà lại ta trời mới biết hắn có cái này cái gì Ma Lam Quyết. Lý Thiên Mệnh bĩu môi, một mặt vô tội. Bất quá, hắn cũng không có phủ nhận. Chính mình đánh bại qua vệ quốc hào sự tình. Ngươi làm như thế nào? Vệ quốc hào thiên sư Triệu Thiên Thần khó có thể tin hỏi. Ta không được, chủ yếu là ta cái này huynh đệ lợi hại, còn có Linh Nhi ra sức, bằng không đã sớm để vệ quốc hào đánh. Các ngươi muốn gây chuyện lời nói, thì tìm hai người bọn họ đi. Lý Thiên Mệnh chỉ Khương Phi Linh cùng Tiểu Hoàng Gà nói. Thao, liền ngươi cũng bị bán đứng. Tiểu Hoàng Gà đau lòng nhìn lấy Khương Phi Linh. Sau đó nhìn hằm hằm Lý Thiên Mệnh. Mọi người đều biết, Khương Phi Linh phụ linh năng để Lý Thiên Mệnh mạnh lên. Nhưng, trình độ cũng là có hạn. Cần đánh bại Linh Nguyên Cảnh tầng thứ 8, nắm giữ cấp 7 cộng sinh thú vệ quốc hào, cho dù có phụ linh, vậy cũng phải Linh Nguyên Cảnh đệ thất trọng. Mà Lý Thiên Mệnh, nửa tháng trước vừa mới tiến thiên phủ, hắn không phải cùng Lâm Tiêu Tiêu tương đương. Đây là cái gì tốc độ tiến bộ? Đây là thần tích đi. Đừng nghe hắn nói mò. Hôm nay Viêm Hoàng Thạch cho hắn một trận tạo hóa, đoán chừng để hắn trực tiếp đột phá hai trọng cảnh giới. Mộ Dương nhàn nhạt nói. Chỉ bất quá, đang nhìn hướng Lý Thiên Mệnh thời điểm, hắn đối Lý Thiên Mệnh nháy nháy mắt. Sau đó, Lý Thiên Mệnh thấy được hắn giấu ở ống tay áo bên trong ngón tay cái. Lý Thiên Mệnh biết, vấn đề cũng không lớn. Chí ít, vệ phủ sẽ không tìm chính mình phiền phức, dù sao cũng mất mặt. Chỉ là lúc này thời điểm. Hắn không nghĩ tới nhiều như vậy thiên sư, còn có vệ phủ các cao tầng nhìn mình ánh mắt cũng thay đổi. Cái này Lý Thiên Mệnh tiến bộ cũng quá lớn đi. Lúc trước truyền thừa điện, ai cũng chướng mắt, hiện tại, hắn chỉ sợ muốn trở thành phó phủ chủ đệ tử. Lớn nhất ăn quả đắng chính là Triệu Thiên Thần. Lý Thiên Mệnh vừa nắm giữ đỉnh phong độ phù hợp thời điểm, hắn còn mở miệng mỉa mai qua. Khi đó, Lý Thiên Mệnh nói hắn hội thu hồi câu nói kia. Mà bây giờ,
làm chính mình chỉ đạo đi ra đệ tử vệ quốc hào, trong vòng một tháng bị Lý Thiên Mệnh đánh bại. Sắc mặt của hắn, muốn nhiều đặc sắc, thì có bao nhiêu đặc sắc? Triệu Thiên Sư, còn nhớ rõ nói người nào huyết mạch đê tiện đâu, người tự mình chỉ đạo đệ tử, cũng không ra hồn a. Tiểu hoàng gà không quản được miệng, còn muốn giễu cợt vài câu. Triệu Thiên Thần giận dữ, chỉ có thể trừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, quản tốt ngươi cộng sinh thú. Được rồi, ha ha, Lý Thiên Mệnh ngoài cười nhưng trong không cười. Ngoại trừ Triệu Thiên Thần phiền muộn, còn có cũng là vệ tử Côn. Hắn chẳng những sắc mặt thay đổi, hơn nữa còn có điểm khó chịu. Khi biết Lý Thiên Mệnh là vệ tĩnh nhi tử về sau, hắn thì hối hận đem Lý Thiên Mệnh mang vào thiên phủ. Hiện tại cảm giác, quả thực cùng ăn cứt chó một dạng. Viêm Hoàng Thạch, vì sao dạng này tạo phúc hắn? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Làm vệ quốc hào phụ thân, vệ thiên hùng hít một hơi thật sâu. Lý Thiên Mệnh, bản sự không tệ. Vệ thiên hùng nói. Bình thường, toàn thôn thứ ba. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhìn hắn cười đến như thế thoải mái, vệ lăng huyên bọn họ rất tức giận, nhưng cũng không dám nữa khiêu khích hắn. Hiện tại, xem như xứng đôi phía trên ngươi 20 tuổi thực lực. Không hổ là chúng ta vệ phủ huyết mạch, vệ thiên hùng híp mắt nói. Hắn đây là tán thưởng. Thiên sư nhóm cơ bản đều biết, đây là vệ tĩnh nhi tử. Cho nên, làm xảy ra chuyện như vậy về sau, hết thảy thì biến đến thú vị lên. Mộ Dương nhìn thoáng qua. Tất cả mọi người tại tán thưởng Lý Thiên Mệnh thời điểm, thiên phủ phủ chủ vệ thiên thương, vẫn cúi đầu, vì vệ quốc hào khu trục ma lam quyết thương tổn. Hắn đều nghe được. Mộ Dương biết. Lý Thiên Mệnh cơ hội tốt nhất, tới. Để vệ tịnh giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Có câu nói, gọi làm không thể không phục. Vốn cho là, hắn cho dù có đỉnh phong độ phù hợp, tiền kỳ rơi xuống thế yếu, rất khó đuổi theo. Không nghĩ tới, Viêm Hoàng Thạch vậy mà cho hắn như thế tạo hóa. Cứ như vậy, hắn coi như 20 tuổi, từ đó cũng có thể coi là được thiên phủ đỉnh cấp thiên tài. Vệ gia huyết mạch quả nhiên không đơn giản. Cho dù là tại xa xôi thành trì lớn lên. Thiên sư nhóm thấp giọng thì thầm, nhìn ra được, bọn họ có chút hối hận. Bởi vì, ngay từ đầu, bọn họ nắm giữ thu Lý Thiên Mệnh làm đồ đệ cơ hội. Nhìn phó phủ chủ đối Lý Thiên Mệnh coi trọng liền biết, các loại Lý Thiên Mệnh tránh thức đến linh nguyên cảnh tầng thứ 8 ngày nào đó, hắn liền sẽ thu đồ đệ. Tần Thi nói, như vậy, Lý Thiên Mệnh sắp trở thành phó phủ chủ cái thứ tư đệ tử, tương lai, cũng có trở thành phủ chủ cơ hội. Phong Vô Quang nói, thì nhìn hắn cùng Lâm Tiêu Đình làm sao cạnh tranh, dù sao, khẳng định là muốn ngươi chết ta sống. Tần Thi nói, thế thì không nhất định, người đã quên, Lâm Tiêu Đình đã bị, Thánh Thiên Phủ, chọn chúng, không lâu sau đó thì sẽ rời đi, Thiên Phủ phủ chủ, hắn nói không chừng chướng mắt. Phong Vô Quang nói, Lý Thiên Mệnh nếu như biết rõ việc này, đoán chừng phải tiết khí. Tần Thi nói, cái này không có biện pháp, nói thật, đến hôm nay đến. Biểu hiện của hắn để cho ta mở rộng tầm mắt, thừa nhận chính mình nhìn lầm. Có điều, Lâm Tiêu Đình cùng chỗ có thiên phủ đệ tử so sánh, ở vào một cái khác tầng thứ, đây không phải là phàm nhân có thể đuổi kịp. Phong Vô Quang nói. Đúng, một khi hắn đi thánh thiên phủ, từ đó về sau, chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Thẳng đến một cái ở trên trời, một cái tại đất. Mà lại, thánh thiên phủ đệ tử, thân phận quá cao. Tần Thi lắc đầu. Bọn họ đối giờ phút này Lý Thiên Mệnh, cần phải vô cùng tán thưởng, bất quá cũng có tiếc hận địa phương. Nói thật, vệ quốc hào thua thảm như thế, bọn hắn một nhà người mặt mũi lên đều nhìn không được rồi. Mà bây giờ, vệ thiên thương sắc mặt lãnh đạm, hắn vừa áp chế ma lam quyết hiệu quả, để vệ quốc hào khôi phục một chút, tại hôn mê phía dưới mơ màng tỉnh lại. Ra ra, vệ quốc hào tê cả ra đầu. Bây giờ tỉnh táo lại, hắn biết mình phạm sai lầm. Ngậm miệng lại. Vệ thiên thương lãnh đạm nhìn hắn một cái, ánh mắt đã vô cùng lạnh lùng. Vệ quốc hào biết phiền toái, vệ thiên thương đời này coi trọng nhất cũng là mặt mũi. Hắn cháu trai ruột, đánh không lại người khác liền sử dụng ma lam quyết, gây nên động tĩnh lớn như vậy. Tuyệt đối cho vệ thiên thương mất thể diện. Mà lại hiện tại, thiên phủ cao tầng đều ở nơi này. Cha, quốc hào tình huống như thế nào? Viêm hoàng cung chủ vệ thiên hùng tiến lên đây. Hắn cũng ra hiệu để vệ quốc hào ngậm miệng lại, không cần nói. Không dùng ma lam quyết, 5 năm ngày liền có thể khôi phục, dùng ma lam quyết, đến nằm 3 tháng. Vệ thiên thương nói. Hắn giọng nói chuyện cùng trên mặt biểu lộ, đều vô cùng lãnh đạm. Người quen biết hắn đều biết,
đây thật ra là hắn vô cùng thất vọng biểu tượng. Quốc Hào, ngươi lần này 10 phần sai. Vệ Thiên Hùng trầm giọng quát lớn. Ngươi cũng ngậm miệng lại. Vệ Thiên Thương nhìn Vệ Thiên Hùng liếc một chút. Vâng, làm Thiên Phủ phủ chủ chi tử, hắn là quen thuộc nhất Vệ Thiên Thương người. Vệ Thiên Hùng biết, chuyện này sau khi phát sinh, Vệ Thiên Thương sẽ không lại đối Vệ Quốc Hào có bất kỳ hy vọng gì. Bao quát Vệ Lăng Huyên, Vệ Thanh Giật, Vệ gia nhà này tôn bối, Vệ Thiên Thương đã một cái đều chướng mắt. Hắn phiền muộn, nhưng là không có cách nào. Nếu như không phải Vệ Quốc Hào đã trọng thương, hắn đều muốn quất hắn một bàn tay. Nghe nói Vệ Quốc Hào muốn nằm lên 3 tháng, chư vị thiên phủ cao tầng đều hai mặt nhìn nhau. Tất cả giải tán, không có gì đẹp mắt, Vệ Thiên Thương khoát khoát tay, chuẩn bị rời đi. Nơi này, hắn một khắc đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Sư tôn, Quốc Hào nếu như muốn tu dưỡng 3 tháng, Trầm Uyên đấu thú danh ngạch làm sao bây giờ? Mộ Dương hỏi một câu. Lý Thiên Mệnh cũng không có đã nói với hắn, hắn nghĩ ra được cái này danh ngạch sự tình. Không dùng làm sao bây giờ, hủy bỏ là có thể, 5 người đi, ta Vệ phủ không tham gia. Vệ Thiên Thương nói câu nói này thời điểm, rõ ràng đem trong lòng phẫn uất tâm tình phát tiết ra ngoài một bộ phận. Nghe được thiên sư nhóm chỉ có thể cúi đầu. Minh bạch, tất cả mọi người tản, trở về chớ nói lung tung. Mộ Dương nói. Đối Vệ gia tới nói, đây là một chuyện mất mặt, tốt nhất vẫn là không muốn lung tung lộ ra. Vệ gia đệ tử, sử dụng Ma Lam Quyết. Cái này so Vệ Quốc Hào bị Lý Thiên Mệnh đánh bại còn muốn mất mặt. Thiên sư nhóm tại Mộ Dương phân phó phía dưới, tại Vệ Thiên Thương trước mặt cáo lui, đã quay người mà đi. Vệ Thiên Thương đồng dạng quay người, tựa hồ từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Phủ chủ, ta muốn đi tham gia, Trầm Uyên đấu thú. Bỗng nhiên ở giữa, một cái thanh âm đột ngột, tại cái này trên cầu đá vang lên. Cái này khiến thiên sư nhóm cùng Vệ ra người, đều dừng bước. Sau đó xoay người lại nhìn hắn. Lý Thiên Mệnh, người còn chưa đủ tư cách, không có Khương Phi Linh, người đi Trầm Uyên chiến trường chỉ làm cho chúng ta Chu Tước Quốc Thiên Phủ mất mặt. Vệ Lăng Huyên không nghĩ tới hắn vậy mà to gan lớn mật, liền cái này danh ngạch đều muốn. Đại biểu Chu Tước Quốc Thiên Phủ, khẳng định cần thân phận địa vị trên thực lực đa trọng tư cách. Bất quá, không có người nghe Vệ Lăng Huyên nói cái gì, Vệ Thiên Hùng cũng ra hiệu để Vệ Lăng Huyên ngậm miệng lại. Bây giờ, chỗ có thiên phủ các cường giả ánh mắt rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân, bao quát Vệ Thiên Thương ở bên trong. Vệ Thiên Thương ánh mắt đạm mạc nhìn chăm chú thiếu niên này. Lý Thiên Mệnh tựa như là lần trước một dạng, lăng nhiên không sợ, cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Phủ chủ, ta muốn vì Vệ gia tranh đoạt vinh diệu. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng rực, nói ra câu nói này. Hắn nói không phải thiên phủ, mà chính là Vệ gia. Cái này rất quan trọng. Bởi vì đi là thiên phủ tranh đoạt vinh diệu người, đã có mấy cái. Vốn là, muốn vì Vệ gia tranh đoạt vinh diệu chính là Vệ Quốc Hào, gần như không có khả năng sửa đổi. Nhưng là, Vệ Quốc Hào dùng Ma Lam Quyết tìm đường chết, muốn nằm 3 tháng, danh ngạch chống đi. Trọng yếu như vậy cơ hội, đã Vệ Quốc Hào không có bản sự này, vậy thì do ta tới, đi Trầm Uyên chiến trường vì Vệ gia chiến đấu. Lý Thiên Mệnh ánh mắt vẫn bị bỏng lấy, tại cái kia Vệ Thiên Thương lạnh lùng trong tầm mắt. Hắn không có lùi bước nửa bước. Ngươi đừng nói đến đường hoàng, chúng ta Vệ gia, không cần ngươi người ngoài này đi tranh đoạt vinh diệu. Nói thật, Vệ Tử Côn có chút muốn đánh cho hắn một trận. Sự tự tin của thiếu niên này cùng kiêu ngạo, đều khiến người xem ra khó chịu. Không, Vệ gia cần, ta cũng cần. Lý Thiên Mệnh từng chữ nói ra, vô cùng kiên định mà nói. Mộ Dương, đem người mang đi đi. Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng tâm lý như thế nào dễ chịu. Hắn nhi tử bị đánh bại, còn sử dụng Ma Lam Quyết, để Vệ gia mặt mũi mất hết. Lý Thiên Mệnh lúc này thời điểm đứng ra, nói muốn vì Vệ gia tranh đoạt vinh diệu, cái kia chính là triệt để đem Vệ Quốc Hào dẫm tại dưới chân. Thiên Mệnh, đi, Mộ Dương đi tới. Ta không đi, mời phủ chủ cho ta một cái trả lời chắc chắn, ta có thể ở đây lập xuống lời thề, nếu là tiến vào Trầm Uyên chiến trường, ta tự nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Nếu là ta mất đi Vệ gia, mất đi thiên phủ mặt, ta ngay tại cái này trên cầu đá, lấy cái chết tạ tội, mời phủ chủ thành toàn. Hắn nói mỗi một chữ, đều vô cùng to, làm cho tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Ánh mắt của hắn cùng ánh mắt, từ đầu tới đuôi cũng không hề biến hóa, vẫn là đồng dạng chấp nhất. Ngươi dựa vào cái gì đại biểu Vệ gia? Vệ Thiên Thương mở miệng. Bằng ta là Vệ Tĩnh nhi tử, Lý Thiên Mệnh nói.
20 năm trước, nàng liền đã bị ta trục xuất khỏi gia môn, cùng ta Vệ gia lại không quan hệ. Vệ Thiên Thương nói, nhưng, cái này cũng không có thể thay đổi, trên người ta huyết mạch, xuất từ Vệ phủ. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi cùng Vệ phủ bấu víu quan hệ, đơn giản thì là muốn cho ta cứu mẫu thân ngươi, nói thật cho ngươi biết, không cửa. Vệ Thiên Thương nói, không có cửa, ta cũng muốn mở ra một cánh cửa đến. Không phải vậy, làm cho cả Chu Tước quốc người chế nhạo, Thiên phủ Vệ gia, vậy mà phái không ra một cái tham gia Trầm Uyên đấu thú đệ tử trẻ tuổi, cái này cần có bao nhiêu mất mặt. Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói, Thiên Mệnh, chớ nói nhảm. Mộ Dương có chút đau đầu, bởi vì cái này lời thoại đã đối Vệ Thiên Thương tạo thành mạo phạm. Ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta Vệ gia là ẩn thế gia tộc, không có mấy người biết chúng ta. Vệ Thiên Thương không có vấn đề nói. Nhưng là, thật không quan trọng sao? Lý Thiên Mệnh cười. Cho nên, ẩn thế gia tộc bốn chữ này, chính là có thể lừa gạt gia tộc vô năng, truyền thừa đoạn tuyệt tấm màn che sao? Câu nói này nói ra, hiện trường quả thực nổ tung. Ngươi im miệng, hồ ngôn loạn ngữ, ngươi muốn chết sao Lý Thiên Mệnh? Vệ Tử Côn cái thứ nhất tới, một bàn tay liền muốn hướng về Lý Thiên Mệnh mặt phía trên đập đi qua. Mộ Dương, đem người mang đi, để hắn lăn ra Diễm Đô. Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng ánh mắt đều âm lạnh xuống. Lý Thiên Mệnh câu nói này, quả thực đem Vệ Thiên Thương trở xuống người, đều mắng một lần. Muốn không phải Vệ Tử Côn lên, hắn hiện tại cũng muốn cho Lý Thiên Mệnh một bàn tay. Đến mức Vệ ra những người khác, mắng càng hung, từng cái đều hung thần ác sát nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Tử Côn. May mắn lúc này thời điểm, Mộ Dương chặn Vệ Tử Côn, bằng không để Vệ Tử Côn tát một cái, chỉ sợ Lý Thiên Mệnh cũng phải nằm lên 3 tháng. Mọi người không nghĩ tới, giữa bọn hắn sẽ hình thành kịch liệt như thế xung đột. Lý Thiên Mệnh một câu gia tộc vô năng, truyền thừa đoạn tuyệt, đem tất cả mọi người làm nhục một lần. Như thế to gan lớn mật, nói thật, cũng để bọn hắn nhìn mà than thở. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy mình có nói sai. Dứt bỏ thực lực của những người này, theo cách đối nhân xử thế đến xem, Vệ Thiên Hùng như thế nào hơn được Mộ Dương. Vệ Quốc Hào, lại như thế nào so sánh được chính mình. Vệ gia là thiên phủ truyền thừa hạch tâm, nhưng biểu hiện của bọn hắn, tính toán không được để ý à. Cái kia, có cái gì không thể nói. Mộ Dương, người khác bởi vì Vệ Tịnh che chở hắn. Vệ Tử Côn nổi giận, bị Mộ Dương ngăn cản không thể động thủ, đáy lòng của hắn một luồng khí nóng. Để sư tôn nói đi, Mộ Dương nói. Chuyện cho tới bây giờ, muốn xử trí như thế nào Lý Thiên Mệnh, vẫn là Vệ Thiên Thương định đoạt. Nói thật, Vệ Thiên Thương đều không nghĩ tới, thiếu niên này dám đứng ở chỗ này địa phương, công nhiên khiêu khích Vệ gia. Đương nhiên, chỉ nói là ra một sự thật mà thôi. Hắn lớn nhất không hài lòng sự thật. Ngươi rất có khí phách, Vệ Thiên Thương thanh âm tràn đầy áp bách lực. Đa tạ phủ chủ khích lệ, nếu để cho ta đi tham gia Trầm Uyên đấu thú, ta sẽ không ngừng cố gắng. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, ta ngược lại là có thể cùng ngươi làm một cái giao dịch. Vệ Thiên Thương nói câu nói này, để Lý Thiên Mệnh thấy được hy vọng, cũng để cho vệ phủ người đều sợ ngây người. Cha! Vệ Thiên Hùng biết, nếu như cái này danh ngạch cho Lý Thiên Mệnh, đây chẳng phải là cũng là thừa nhận, bọn họ đám người này xác thực vô năng. Truyền đi, cả đời mặt, chỉ sợ đều muốn mất hết. Vệ Thiên Thương khoát khoát tay, trừng mắt liếc, để Vệ Thiên Hùng đừng nói chuyện. Phủ chủ, mời nói giao dịch, cơ hội ngàn năm một thuở, Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn so ai cũng muốn mở miệng trước. Giao dịch này, có một cái tiền đề, Vệ Thiên Thương nói. Phủ chủ mời nói. Từ nay về sau, đừng có lại sách ngươi cùng vệ phủ có cái gì liên lụy, càng đừng đề cập vệ phủ vinh diệu, không ai sẽ tin tưởng, ngươi cũng không có tư cách vì vệ phủ tranh đoạt vinh diệu. Ngươi, vẻn vẹn đại biểu chính ngươi, Vệ Thiên Thương nói. Như thế để Lý Thiên Mệnh không nghĩ ra, dựa theo Mộ Dương thuyết pháp, Lý Thiên Mệnh còn cho là mình biểu hiện tốt, hắn hội tiếp nhận chính mình. Không có vấn đề, phủ chủ, mời nói giao dịch. Dù sao với hắn mà nói, cái gọi là vệ phủ vinh dự. Một chút chim dùng đều không có. Cũng không tính giao dịch, nhiều lắm là coi như ta cho ngươi một cơ hội. Vệ Thiên Thương nói. Lý Thiên Mệnh nghe. Ta cho ngươi đi Trầm Uyên đấu thú, giả dụ ngươi thật cuối cùng thắng được, khải hoàn mà đến, như vậy, ta thì cho mẫu thân ngươi một con đường sống. Vệ Thiên Thương nói. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, cơ hội này, quả thực để hắn mừng rỡ như điên. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc biết,
muốn như thế nào mới có thể để cho Vệ Tĩnh sống sót. Cơ hội này, để ánh mắt hắn đỏ bừng. Hắn không nghĩ tới, Vệ Thiên Thương vậy mà cho hắn cơ hội như vậy. Cho dù là ai cũng biết, muốn có được Thánh Thiên Phủ danh sách kia, đến cùng gian nan đến mức nào. Trầm Uyên chiến trường, tuyệt đối tràn ngập chư nhiều biến số. Dạng này đấu thú, cho tới bây giờ đều không cử hành qua, thậm chí ngay cả Vệ Thiên Thương, cũng không biết Thánh Thiên Phủ vì sao làm ra dạng này thí luyện. Nhưng là, nếu như ngươi không có nắm chặt cơ hội, không phải thắng được người kia, như vậy rất đáng tiếc, mẫu thân ngươi đời này cứ như vậy. Về sau mặc kệ ngươi làm cái gì, nói cái gì, ta tuyệt đối không thể cho nửa điểm cơ hội. Ngươi chỉ cần chuẩn bị tốt cho nàng đưa ma là có thể. Tại chỗ chư vị, đều có thể vì ta chứng kiến. Vệ Thiên Thương nói xong. Trên cầu đá, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Vệ Thiên Thương thực sẽ cho một cái cơ hội như vậy, thậm chí cho ra Lý Thiên Mệnh cứu vãn mẫu thân khả năng. Điểm này, để Mộ Dương đều có chút mừng rỡ như điên cảm giác. Nhưng là nếu như vậy trước hết cao hứng, vậy thì có điểm quá sớm. Bởi vì cho đến bây giờ, người nào cũng không biết, Thánh Thiên Phủ lần này Trầm Uyên đấu thú, căn bản mục đích là cái gì, hình thức là cái gì. Thậm chí liền nhau hai quốc gia Thiên Phủ, đến cùng tồn tại như thế nào người cạnh tranh, hoàn toàn không biết. Mà lại, Úy Lam vực hung thú, cũng là to lớn biến số. Lý Thiên Mệnh, muốn có được cùng Lâm Tiêu Đình một dạng Thánh Thiên Phủ cơ hội. Nếu là dễ dàng như vậy, lúc trước an bài danh ngạch thời điểm, liền sẽ không chần chờ đã lâu như vậy. Cơ hồ tất cả trưởng bối, đều rất thận trọng đối đãi cơ hội lần này. Bởi vì một khi tiến vào Trầm Uyên chiến trường, bọn họ thì đã mất đi đối con cái trưởng khống, cho dù chết ở bên trong, chỉ sợ đều không người biết. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cuối cùng thắng được cơ hội, rất có thể là không. Hắn một khi mất đi cơ hội, về sau liền không có kịch. Lý Thiên Mệnh, ta cái gọi là giao dịch chính là, một khi ngươi thất bại, sau đó cả đời, đều đừng có lại đi cầu ta cứu mẫu thân ngươi. Ngươi nếu là dám ở chỗ này hứa hẹn, ta thì cho ngươi đi. Vệ Thiên Thương tương đương cho hắn hạ chết mục tiêu. Chỉ có một cơ hội. Thắng, hắn có thể cứu. Thua, sau đó cả đời, đều đừng có lại khẩn cầu nửa câu. Hắn hôm nay nhất định phải cam đoan, đồng ý cái này, giao dịch. Xem ra Lý Thiên Mệnh đủ để mừng rỡ như điên, kỳ thật rất rõ ràng, Vệ Thiên Thương câu nói này, đã để hắn đi tại đao trên núi. Không thành công thì thành nhân. Hắn chỉ cần phải ở chỗ này cam đoan, nếu như hắn tại Trầm Uyên chiến trường thất bại, như vậy sau đó mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, hắn làm sao quỳ xuống đất cầu tình. Vệ Thiên Thương, đều có thể dùng hôm nay cam đoan vì lý do, triệt để cự tuyệt hắn. Nói thật, cái này có chút tuyệt tình. Bất quá, hắn chỉ ít vì Vệ Tĩnh, lưu lại một đường sinh cơ. Có lẽ, đây chính là Vệ Thiên Thương vì Lý Thiên Mệnh biểu hiện hôm nay, duy nhất bàn ơn đi. Thì giao dịch này, ngươi liền nói, có dám hay không? Vệ Thiên Thương càng ngày càng bình tĩnh, dường như hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Hắn coi là Lý Thiên Mệnh có thể sẽ do dự, thậm chí biết khó mà lui. Dám. Hắn không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh so với hắn còn muốn hời hợt, thì nói thẳng ra một chữ này. Cái kia liền trở về chuẩn bị, sau 8 ngày, để Mộ Dương mang ngươi tiến Trầm Uyên chiến trường. Nói xong một câu nói sau cùng này, Vệ Thiên Thương sau cùng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh liếc một chút, quay người phất tay áo, nghênh ngang rời đi. Từ đó, Vệ Tĩnh vận mệnh, ngay tại lần này Trầm Uyên đấu thú lên. Không sinh, thì chết. Đã đáp ứng, thì phải giữ lời hứa hẹn, chờ ngươi theo Trầm Uyên chiến trường trở về sau thì ổn định điểm, theo nàng đi đến sau cùng một đoạn thời gian liền tốt. Vệ Tử Côn nói chuyện âm dương quái khí. Nói chuyện về sau, cũng theo Vệ Thiên Thương trở về, vệ phủ một đám người, lạnh lùng quay người. Lý Thiên Mệnh, sau khi đi vào, nếu như có thể gặp phải Khương Thanh Loan, có thể giúp đỡ cho nhau. Tần Thi Thiên sư đạo. Được, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Đi trước, chúc ngươi may mắn đi. Tần Thi cùng còn lại thiên sư, cùng rời đi. Lý Thiên Mệnh thấy được Liễu Tuyết Giao, hắn biết Mộc Tình Tình khẳng định sẽ đi vào, mà Lâm Tiêu Đình hội ở bên ngoài. Phó phủ chủ, tại Trầm Uyên chiến trường giết người, mà lại là bị Thánh Thiên Phủ phong bế Úy Lam vực, không có người biết, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có người biết, cho nên, trường tranh đấu này, kỳ thật còn sống trở về mới là trọng yếu nhất. Thánh Thiên Phủ danh ngạch, hư huyễn mà xa xôi, tựa như là cái bẫy dập, người hiểu không? Mộ Dương lắc đầu.
hắn xác thực không nghĩ tới, hôm nay đi tới cực đoan như vậy tình trạng. Là chuyện tốt, hay là chuyện xấu? Hắn không cách nào ra kết luận. Ngươi cần phải cùng ta thương lượng một chút, bởi vì ngươi không biết, lần này Trầm Uyên đấu thú có rất nhiều quái dị địa phương. Chúng ta phổ biến cho rằng, đây không phải chuyện gì tốt. Bởi vì chúng ta những người này, hoàn toàn không có quyền nhúng tay, càng không thể quan chiến. Mộ Dương nói. Bất kể nói thế nào, ta muốn thử xem. Lý Thiên Mệnh ánh mắt kiên định nói. Ánh mắt của hắn, trước nay chưa có kiên định. Đệ nhất, hắn muốn ngăn cản Mộc Tình Tình, sụp đổ nàng song túc song tê mộng đẹp. Trầm Uyên chiến trường, là cái giết người địa phương tốt. Thứ hai, dù là chỉ có một cơ hội, cho dù là sinh tử chi tuyển, hắn muốn để Vệ Tịnh sống sót. Đây là hắn lớn nhất hai cái mục tiêu. Mà bây giờ, chỉ cần hoàn thành một việc liền có thể, cỡ nào đơn giản. Giờ này khắc này, đã không ai có thể ngăn cản trong lòng của hắn ý chí. Chết sống có số, giàu có nhờ trời, người tiến cái này sinh tử kết quả, về sau sống hay chết, là anh hùng vẫn là thi thể, thì xem chính ngươi. Mộ Dương giận dữ nói. Chết sống có số, Lý Thiên Mệnh nhếch miệng. Còn có 8 ngày thời gian chuẩn bị, nhưng trọng yếu nhất, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, ai cũng nói không rõ ràng. Trọng yếu nhất, còn sống trở về, đừng để mẫu thân ngươi đợi lâu, nàng thời gian không nhiều. Mộ Dương nhìn lấy cái ánh mắt này nóng rực người trẻ tuổi, hắn trên người có như thế bàng bạc đấu trí. Mộ Dương dù là đối Trầm Uyên đấu thú sự tình vô cùng bi quan, thậm chí cảm thấy đến trận chiến đấu này, không phải mạnh yếu thì có thể giải quyết sự tình. Thế nhưng là, hắn cũng không muốn tại Lý Thiên Mệnh trước mặt nhiều lời. Các loại hội kiến mẹ của ngươi, thì nói với hắn Trầm Uyên đấu thú rất đơn giản, không muốn quá nhiều phủ lên, để cho nàng an tâm điểm, lưu một hy vọng. Mộ Dương phân phó nói. Được, Lý Thiên Mệnh gật gật đầu. 8 ngày. 8 ngày sau đó, đạp vào chiến trường chân chính. Trước đây Viêm Hoàng chiến trường bài vị chiến, đều tính không được chiến trường. Cái này trên cầu đá, cùng mình biểu đệ biểu muội giao phong, cũng coi như khó lường chiến trường. Trầm Uyên chiến trường, Lý Thiên Mệnh đã từng đi qua, đây mới thực sự là sinh tử chiến trường. Lần trước đi thế giới kia, Lý Thiên Mệnh đạt được thánh thú chiến hồn. Một khắc này hắn cho là mình là thiên tuyển chi tử, đáng tiếc, quá đắc ý hội trả giá đắt. Phó phủ chủ, gọi ta Dương Thúc đi, ngươi còn không tính chính thức đánh bại Vệ Quốc Hào, xem ra chúng ta tại ngươi theo Trầm Uyên chiến trường đi ra trước đó, không có sư đồ duyên phận. Ngươi muốn là thành công, sau này sẽ là thánh thiên phủ người, cũng không cần làm sư đồ. Ngươi muốn là thất bại, vậy ta nguyện ý chỉ dẫn ngươi. Liền sợ, ngươi chết ở bên trong. Mộ Dương vẫn luôn là yên vui, thế nhưng là không biết vì cái gì, hắn lần này rất bi quan. Bởi vì thánh thiên phủ, đó là hắn đều không thể trưởng khống thế lực. Vượt qua trưởng khống, hết thảy thì sinh tử chưa định. Tốt a, Dương Thúc, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, đối Trầm Uyên chiến trường thấy thế nào? Trầm Uyên chiến trường, Mộ Dương nghĩ nghĩ, nói, cùng ngươi biết, đoán chừng cũng kém không nhiều, dù sao đó là cái thần bí chi địa. Chu Tước Quốc, hết thảy có 9 cái thông hướng Trầm Uyên chiến trường thông đạo, chúng ta thiên phủ có một cái, học cung bên kia có một cái. Lối đi này, kỳ thật cũng là không đáy, nhảy xuống cái này không đáy, đầu tiên là hạ xuống, sau đó tăng lên, thì có thể đến tới một cái cùng Viêm Hoàng Đại Lục hoàn toàn điên đảo thế giới. Thế giới kia, địa hình cùng Viêm Hoàng Đại Lục hoàn toàn tương tự, sợ là cũng có Viêm Hoàng Đại Lục bao la như vậy. Nói thí dụ như Chu Tước thuộc nhà nước một tòa cao vút trong mây Chu Tước Sơn. Trầm Uyên chiến trường bên kia, cùng một vị trí, cũng có một tòa Chu Tước Sơn. Trừ ra cố ý phá hư, địa hình hoàn toàn tương tự. Có điều, Trầm Uyên chiến trường không có mặt trời, có là một cái màu đen, ma nhật. Ma nhật không có gì quang mang, cho nên Trầm Uyên chiến trường rất tối tăm. Mà lại, ngoại trừ thiên địa linh túy, phổ thông thực vật căn bản không sinh lớn lên, nham thạch đất cát, cũng là màu xám cùng màu đen chiếm đa số. Trầm Uyên chiến trường linh khí cùng bên này không sai biệt lắm, nhưng là càng thêm thô bạo, không quá thích hợp phàm nhân sinh tồn, chỉ có ngự thú sư mới có thể hành tẩu trong đó. Nếu như nói Viêm Hoàng Đại Lục là ngự thú sư cùng cộng sinh thú thiên hạ, nặng như vậy Uyên chiến trường, cũng là hung thú thiên hạ. Bên kia hung thú, người cũng kiến thức qua, đều là hung tàn dữ tợn, mạnh được yếu thua, bên kia là hắc ám thế giới, hung thú trải rộng. Cho dù là Trầm Uyên chiến trường, Chu Tước Quốc khu vực, cũng có thể tồn tại so với ta mạnh hơn hung thú,
người muốn là gặp phải loại này, trực tiếp chết chắc. Tương đối mà nói, Khương Lam vực cùng Úy Lam vực các loại này một ít khu vực, đã bị chúng ta càn quét qua, coi như an toàn đi. Còn lại Thâm Sơn Thâm Uyên, căn bản không phải các người địa phương có thể đi. Chúng ta Viêm Hoàng học cung đệ tử, thường xuyên tổ chức cùng đi Trầm Uyên chiến trường thí luyện, mục đích chủ yếu là lấy hung thú luyện hóa ra thú hồn, đem giác tỉnh thần thông luyện vào linh nguyên, hình thành cộng sinh thú linh nguyên thần thông. Điểm này Lý Thiên Mệnh biết. Lúc trước hắn cùng Kim Vũ vừa mới tiến linh nguyên cảnh, mới thu hoạch được đi Trầm Uyên chiến trường tư cách, chính là vì giết hại hung thú, cho Kim Vũ chọn lựa linh nguyên thần thông. Hắn khi đó to gan lớn mật, một người thì dám đi Úy Lam vực, mạc danh kỳ diệu, liền được cái kia nghịch thiên thánh thú chiến hồn. Kỳ thật Trầm Uyên chiến trường, hắn cũng phải đi qua một lần. Lần thứ nhất nhìn đến cái kia màu đen, ma nhật, hắn đồng dạng hoảng hốt một chút. Tính cả vô tận dòng sông lịch sử, kỳ thật Trầm Uyên chiến trường, thây ngang khắp đồng. Hung thú, cộng sinh thú, thậm chí ngự thú sư. Bao nhiêu, chết trong đó. Không người biết, không người hiểu. Trầm Uyên chiến trường, nói trắng ra là, cũng là một cái Viêm Hoàng đại lục điên đảo thế giới, là Viêm Hoàng đại lục phản diện, âm u mặt, giết hại mặt. Ta đoán chừng toàn bộ Viêm Hoàng đại lục, có vô số Trầm Uyên chiến trường thông đạo. Đương nhiên, người có thể tại Úy Lam vực đạt được thánh thú chiến hồn, cũng nói Trầm Uyên chiến trường có rất nhiều bí mật. Thế giới kia không có quy tắc cùng pháp tắc, giết hại khắp nơi đều là. Nhưng là, cũng tồn tại càng nhiều thần nguyên, linh quặng, linh túy cùng linh tai các loại bảo vật. Dù sao, Viêm Hoàng đại lục bảo vật, lại càng dễ bị khai quật ra. Kỳ thật Mộ Dương không biết, hắn càng là phủ lên Trầm Uyên chiến trường đáng sợ, Lý Thiên Mệnh đối Trầm Uyên chiến trường, ngược lại sinh ra càng lớn hướng tới. Được rồi, người đi gặp mẹ người đi, nhớ kỹ, đừng để nàng lo lắng. Mộ Dương nói, đúng, Dương Thúc, có bất kỳ nghi vấn nào, liền đến Mạc Phủ tìm ta, ta mấy ngày nay nhìn xem, có thể hay không chuẩn bị cho ngươi điểm đồ vật bảo mệnh. Đa tạ Dương Thúc, không cần, ngươi nếu có thể còn sống, cũng là đối với ta lớn nhất cảm tạ. Mộ Dương nói, Lý Thiên Mệnh không phải con của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn cười khổ một cái. Thật hy vọng, ta là ngươi nhi tử, Lý Viêm Phong cùng ngươi tương đối, cũng là một đống cứt chó. Hắn cười cười, bất đắc dĩ nói. Dựa theo đạo lý, Mộ Dương không cần phải ưa thích chính mình, chiếu cố chính mình. Thế nhưng là, hắn đối lại chính mình phi thường tốt. Tại ngày này phủ, hắn là một cái duy nhất, vô điều kiện cho mình chỗ dựa người. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh, làm sao không cảm kích hắn. Đừng nói như vậy, ta sẽ kiêu ngạo. Mộ Dương cười cười, vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai. Kỳ thật trong lòng của hắn có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng là hắn đều nhịn được. Đi thôi. Khương Phi Linh cùng Tiểu Hoàng Gà, vẫn luôn đang chờ Lý Thiên Mệnh đây. Lần này gặp mẫu thân, khả năng cũng là tạm biệt. May mắn, đem Linh Nhi cũng mang đến. Làm đi vào vệ phủ một khắc này, Lý Thiên Mệnh liền đã dứt bỏ chỗ có quan hệ với Trầm Uyên chiến trường sự tình. Trên mặt hắn chỉ có nụ cười, chỉ có hắn nắm Khương Phi Linh, chỉ có Vệ Tịnh. Người nhà họ Vệ đương nhiên nhìn đến hắn tiến đến. Lý Thiên Mệnh hôm nay, vốn chính là muốn trở về, chỉ là bị Vệ Lăng Huyên ngăn cản, náo động lên nhiều chuyện như vậy cho nên. Hắn cho dù là nắm Linh công chúa tại vệ phủ bên trong đi, cũng cơ hồ bốn phía đều là lời nói lạnh nhạt. Tốt nhất đâu, là chết tại Trầm Uyên chiến trường. Vệ tử Côn đứng ở đằng xa trên nhà cao tầng, ánh mắt đạm mạc mà nói. Ngươi chán ghét như vậy hắn. Vệ Thiên Hùng nói. Ngươi không căm ghét, chớ nói Vệ Tĩnh năm đó cho cha mang tới sỉ nhục. Cái này Lý Thiên Mệnh, xem xét cũng là cái ngỗ nghịch tử. Còn nữa, theo hắn 3 năm trước đây sự tình nhìn, trong lòng cũng là cái bẩn thỉu nhân vật. Vệ tử Côn nói, 3 năm trước đây, sự kiện kia, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Vệ Thiên Hùng nói, ý của ngươi là, không trọng yếu, hãy chờ xem, cha cho hắn hy vọng, kỳ thật cũng nói, hắn đã có chút buông lỏng. Ngươi nói là, hắn còn có muốn cứu Vệ Tịnh suy nghĩ. Làm vì phụ thân, khẳng định tâm lý có như vậy một chút đi, thật muốn tuyệt tình làm sao có thể. Có điều, hôm nay là kết quả tốt nhất, Lý Thiên Mệnh nếu là không ép hắn, quấy rầy đòi hỏi, hắn khả năng chịu không được. Nhưng, hắn lại lựa chọn cùng cha đối kháng, làm cho cha cho hắn dạng này một cái giao dịch. Đây thật ra là ngu xuẩn tiến hành, cứ như vậy, cha liền có thể yên tâm thoải mái, mặc kệ Vệ Tịnh. Vệ Thiên Hùng thản nhiên nói.
vạn nhất Lý Thiên Mệnh thành công. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Vệ Thiên Hùng nhìn hắn một cái. Không có khả năng, có lẽ ba quốc gia, đều không người có khả năng. Ngươi nói đúng, chúng ta bên này ngoại trừ Lâm Tiêu Đình nắm giữ thánh thú chiến hồn, liếc một chút liền có thể nhìn ra, cũng không có phù hợp thánh thiên phủ yêu cầu đệ tử. Cho nên, chúng ta đều cho rằng, lần này Trầm Uyên đấu thú, tồn tại vấn đề. Như vậy, Lý Thiên Mệnh thì thuần túy là nói chuyện viển vông. Có một chút tạo hóa, thì tự cho là đúng, ngay cả chúng ta đều không để vào mắt, loại này người, người trông cậy vào hắn có thể đi bao xa. Vệ Thiên Hùng nở nụ cười gằn. Ta nhìn Mộ Dương là não tử xảy ra vấn đề, thật không biết, dạng này Vệ Tịnh, hắn còn có cái gì lưu luyến địa phương. Còn đổ vỏ đi chiếu cố Lý Thiên Mệnh, thật mẹ nó trang bức, Vệ Tử Côn nhìn không được mắng. Đáng tiếc, như thế nào đi nữa, hắn cũng là tương lai phủ chủ. Vệ Thiên Hùng ánh mắt lạnh lẽo. Ha ha, Vệ Tử Côn chỉ có thể cười nhạt một chút. Nhưng, hắn lạnh trong lúc cười, đến cùng là trào phúng vẫn là vô năng tự diễu, hắn chỉ sợ chính mình cũng không hiểu rõ. Nương, ngươi nhìn ta đem người nào mang đến. Đi vào Vũ Lâm Các, mở mắt liền thấy Vệ Tịnh tại trong đình viện, thoải mái phơi nắng. Nhu Di tốt, Khương Phi Linh hơi nhỏ khẩn trương, núp ở Lý Thiên Mệnh sau lưng. Nửa ngày không có động tĩnh. Đi vào xem xét, nguyên lai là ngủ thiếp đi. Rời giường, người thiền bị trộm, Lý Thiên Mệnh đập bả vai của nàng nói. Cái gì, Vệ Tịnh vội vàng bừng tỉnh, nhìn đến nguyên lai là Lý Thiên Mệnh, nàng nghiêm sắc mặt, đang chuẩn bị mắng chửi người. Lúc này thời điểm, nàng chợt thấy Khương Phi Linh, hắn sắc mặt trực tiếp 180 độ chuyển xong, trực tiếp cười ra tiếng âm tới. Nguyên lai là Linh công chúa tới đây, bài vị chiến thời điểm, nàng xem qua Khương Phi Linh. Nhu Di tốt, gọi ta Linh Nhi là có thể. Khương Phi Linh mỉm cười nói. Vệ Tịnh cười gật đầu, vụng trộm đã cho Lý Thiên Mệnh giơ ngón tay cái lên. Nấu cơm đi, Vệ Tịnh nói. Cái gì? Để ngươi nấu cơm đi nha, con gái người ta tới, ngươi muốn cho nàng đói bụng đây. Vệ Tịnh nói. Tốt ha, để cho các ngươi nếm thử ta mỹ thực. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn biết Vệ Tịnh liền đợi đến hắn vừa đi a. Liền bắt đầu cùng Khương Phi Linh đơn độc nói chuyện phiếm đây. Lý Thiên Mệnh tại trong phòng bếp nghe được các nàng giống như hoan thanh thiếu ngữ, ở chung vô cùng hòa hợp, hắn an tâm. Không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, quá tốt rồi. Bữa tối rất nhanh liền chuẩn bị xong, Lý Thiên Mệnh từ nhỏ đã độc lập, làm đồ ăn cái gì dễ như trở bàn tay. Đây là ớt xanh rau xào gà. Đây là ta hầm canh gà, bổ dưỡng dưỡng nhan, đều thử một chút. Đây là phao tiêu chân gà, Linh Nhi, nếm một cái, quá cay ăn không được. Đây là xào lăn mề gà, như thế nào, mức độ rất cao ha. Lý Thiên Mệnh đối thủ nghệ của mình phi thường hài lòng. Không có rau xanh a, đều là thịt, gọi con gái người ta làm sao ăn. Vệ Tịnh trách cứ. Có, tại sao không có, lập tức bưng lên. Lý Thiên Mệnh đi vào, chỉ chốc lát sau một ván nữa, thét. Canh gà oa oa đồ ăn. Tươi non ngon miệng, nếm thử. Huỳnh Hỏa, ngươi đang làm gì? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên tiến đến bên tai của nó hô một tiếng. Tiểu hoàng gà nhảy lên cao ba thước. Ngươi cái kia sẽ không sợ sệt đi, yên tâm, hôm nay thiếu cây nấm, cho nên không nghĩ hầm ngươi. Hắn cười nói. Lão tử sẽ sợ, ta thế nhưng là phượng hoàng. Ăn, đều cho ta ăn. Ha ha. Trong lúc nhất thời, hoàn thành thiếu ngữ, tựa như là một cái lớn nhất gia đình bình thường. Hạnh phúc mỹ mãn. Lý Thiên Mệnh muốn a, nếu như đây chính là vĩnh hằng, tốt bao nhiêu. Hắn nhìn ra được, hôm nay Vệ Tịnh cao hứng phi thường. Nàng khả năng rất lâu, không có thoải mái thành dạng này. Nương, ta có thể sẽ đi ra ngoài hơn một tháng, ta không trong khoảng thời gian này, Dương Thúc hội chiếu cố ngươi, ngươi cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Ban đêm thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhẹ nhõm nói ra câu nói này. Nguy hiểm không? Vệ Tịnh hỏi. Không nguy hiểm, dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh chẳng hề để ý mà nói. Linh Nhi cô nương cùng đi sao? Vệ Tịnh mỉm cười hỏi. Ta, Khương Phi Linh do dự một chút. Nàng không đi, Lý Thiên Mệnh tiếp lời trả lời. Khương Phi Linh cúi đầu xuống, không nói gì. Tùy tiện ngươi, nhớ về là được, còn có không cho phép câu ba đáp bốn, không cho phép cô phụ Linh Nhi cô nương. Vệ Tịnh dặn dò. Ngươi cho ta là kẻ ngu à? Có Linh Nhi, những nữ nhân khác ở trước mặt ta, đều là đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hiện tại là buổi tối,
vẫn là phải đem Linh Nhi đưa trở về. Cho nên, màn đêm buông xuống thời điểm, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị cáo biệt mẫu thân. Lúc ra cửa, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Vệ Tịnh, phát hiện nàng trong góc, ánh mắt hoảng hốt nhìn lấy chính mình. Nương, thế nào? Lý Thiên Mệnh đau lòng hỏi. Còn sống trở về, nàng nói. Được. Lý Thiên Mệnh liền biết, hắn ra vẻ nhẹ nhõm nói ra môn một đoạn thời gian, ngược lại để Vệ Tịnh khám phá. Làm mẫu thân, liền biết, hắn nói đến càng nhẹ nhõm, vậy lại càng nguy hiểm. Cuối cùng, vẫn là để nàng lo lắng. Thiên ngôn vạn ngữ cam đoan đều vô dụng, Lý Thiên Mệnh hướng về nàng nở nụ cười. Mỹ nữ, gặp lại, Lý Thiên Mệnh nói với nàng. Gặp lại, Vệ Tịnh khoát khoát tay. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh xoay người, đều cần nâng lên rất lớn dũng khí. Bởi vì hắn không biết, chính mình cái này quay người lại, đời này có hay không còn có thể không thể nhìn thấy nàng. Đem hết thảy giao cho mệnh. Ca ca. Mới đi ra không bao xa, Khương Phi Linh thì dừng bước lại. Nàng đứng tại vệ phủ đi đến đèn lồng đỏ phía dưới, da thịt tuyết trắng hiển lộ ra mê người lộng lẫy. Nàng trong hai mắt tựa hồ có từng đợt hơi nước, sở sở động lòng người, ta thấy mà yêu. Thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta muốn cùng đi với ngươi Trầm Uyên chiến trường. Nàng kiên định nói. Không cần a, chính ta hội bảo vệ mình, đối với ngươi mà nói, bên kia quá nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh sờ đầu một cái, cười nói. Không đúng, Khương Phi Linh vẫy tay, để hắn đi lên phía trước. Lý Thiên Mệnh liền tới đến trước mắt của nàng. Nàng nhẹ nhàng dắt Lý Thiên Mệnh tay cầm, đặt ở trước mắt mình. Hai tay nắm chặt, mười ngón giữ chặt. Nàng mười cái móng tay, tựa như ảo mộng, lưu chuyển lên chúng sinh đều không thể nào hiểu được lực lượng. Đệ nhất, ta không yên lòng Thanh Nhi, nàng một người quá nguy hiểm, ta vốn là nghĩ hết biện pháp, muốn đi trợ giúp nàng. Nàng lá gan kỳ thật rất nhỏ, ta đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều không có cùng nàng tách ra qua quá lâu. Nếu như ta không thể đi, vậy ta về sau tất cả thời gian, tâm lý lo lắng đều sẽ tra tấn chính ta. Nàng ngón tay có chút dùng lực, giọng nói chuyện, cũng phá lệ nghiêm túc. Thứ hai đâu? Thứ hai, ta quyết định, nàng ngẩng đầu. Cái kia mê linh song đồng ngắm nhìn Lý Thiên Mệnh ánh mắt, sau đó nói. Đời ta, muốn cùng ngươi cùng một chỗ, đồng sinh cộng tử. Lý Thiên Mệnh chỉ cảm thấy oanh một tiếng, trong đầu giống như bị lôi đình bổ một nhát, để hắn toàn thân huyết nhục đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới, đời này có như thế một cái nữ hài, tại chính mình trước đó, chủ động nói ra lời ấy. Đồng sinh cộng tử a, thì bốn chữ này, như vậy đủ rồi. Còn cần gì lời thề? Không có lời gì, có thể để một người nam nhân, bỗng nhiên có một loại run rẩy cảm giác. Loại này run rẩy không phải hoảng sợ, mà chính là cảm động tới quá hung mãnh, để hắn trở tay không kịp. Hắn biết, nếu như vậy, cần phải từ chính mình tới nói, mà không phải nàng. Ca ca, ta có thể đi Trầm Uyên chiến trường sao? Nàng cái kia hai mắt thật to, tràn ngập khát vọng nhìn lấy chính mình. Nàng nắm thật chặt Lý Thiên Mệnh ngón tay, sợ không đủ dùng lực. Liền để Lý Thiên Mệnh cho quất ra ngoài. Có thể. Lý Thiên Mệnh có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng là hắn phát hiện, những lời này vậy mà cắm ở cổ họng, một chữ đều nói không nên lời. Thiên ngôn vạn ngữ, thì hóa thành hai chữ. Có thể. Hai chữ này rất đơn giản, thế nhưng là hội tụ Lý Thiên Mệnh giờ khắc này, tâm lý tất cả cảm tình. Hắn có thể lập xuống rất nhiều lời thề đi thủ hộ nàng, nhưng là hắn nói không nên lời. Chân quý nhất nữ hài, vĩnh viễn khiến người ta không nỡ thề. Hắn khả năng chỉ muốn, đi ôm ấp một chút nàng đi. Hắn nhẹ nhàng rút tay ra chỉ, hắn không hề rời đi. Tại đèn này lồng phía dưới, hắn nhẹ nhàng ôm ấp, không đường đột, không quá phận, nhưng lại có thể cảm nhận được nàng nhiệt độ. Về sau, chúng ta, cũng là vĩnh viễn, có được hay không? Lý Thiên Mệnh dán ở bên tai của nàng hỏi. Được. Nàng cắn một chút Lý Thiên Mệnh ở ngực vạt áo, khuôn mặt phốc một chút, bỗng nhiên thì đỏ lên. Một khắc này thẹn thùng, đẹp đến mức kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, khả năng từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ lại nhìn cô gái khác một cái. Bởi vì trên thế giới này, sẽ không có người vẻ đẹp, hội vượt qua cái này trong nháy mắt Khương Phi Linh. Nếu như thời gian ngừng lưu tại nơi này tốt bao nhiêu. Nhưng Lý Thiên Mệnh tính sai. Bởi vì bên cạnh còn có một cái khác sống sờ sờ đồ đâu. Cái kia chính là Huỳnh Hỏa. Hôm nay bữa tối bị Lý Thiên Mệnh dùng, toàn gà yến, trêu đùa, Huỳnh Hỏa lên cơn giận dữ.
sau đó tại tuyệt vời này phạm vi phía dưới, nó nhào về phía Lý Thiên Mệnh. Ca ca, ta cũng phải cùng ngươi đồng sinh cộng tử, ta cũng muốn cùng với ngươi, ta cũng muốn ôm một cái thân ái. Ta hôn ngươi tổ tông 1,873 thay lão tổ mẫu. Lý Thiên Mệnh nắm nó. Quyết định. Hôm nay ăn khuya, cũng là than gà nướng ngươi tốt. Có chuyện, Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới. Cái kia chính là, lúc đó trên cầu đá hắn cùng vệ quốc hào nhất chiến, lại đạt được Trầm Uyên đấu thú danh ngạch sự tình, đã truyền khắp Diễm Đô. Theo Trầm Uyên đấu thú ngày tiếp cận, nguyên bản không bị đại chúng biết việc quan trọng, đã lan ra ra. Diễm Đô danh môn vọng tộc, tự nhiên biết Viêm Hoàng đại lục to lớn. Đồng dạng, cũng biết Thánh Thiên Phủ chi cao thượng. Nói ngắn gọn, Thánh Thiên Phủ chính là đại lục ở bên trên vô số thiên phủ hạch tâm tổng bộ, Thánh Thiên Phủ ở các nơi kiến tạo thiên phủ, sau đó bắt đầu làm Viêm Hoàng học cung. Dùng cái này, thiết lập võ đạo, tạo phúc chúng sinh, công đức vô lượng. Đại đa số người, đều không rời đi Chu Tước Quốc, nhưng lại nghe nói, đại lục ở bên trên cơ hồ mỗi quốc gia, đều có Viêm Hoàng học cung chi tồn tại. Chu Tước Quốc Viêm Hoàng học cung, chỉ là Thánh Thiên Phủ cờ tòa tiếp theo phổ thông học cung. Mọi người càng là đối Thánh Thiên Phủ tràn ngập kính sợ, cũng biết, lần này Trầm Uyên đấu thú đến cỡ nào nóng này. Cái này bán đảo chi địa khoảng cách Viêm Hoàng đại lục hạch tâm quá xa, Thánh Thiên Phủ cơ hồ chưa bao giờ đặt chân nơi này. Mấy ngàn năm qua, cũng không từng tổ chức qua loại này việc quan trọng, cho cái này bán đảo Tam Quốc người trẻ tuổi cơ hội. Đến mức Lâm Tiêu Đình sớm thu hoạch được Thánh Thiên Phủ bồi dưỡng cơ hội tin tức, cũng đồng dạng truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, vạn chúng hâm mộ. Thậm chí nước lên thì thuyền lên, liền Lôi Tôn Phủ địa vị, tựa hồ cũng vọt cư tại rất nhiều danh môn vọng tộc phía trên, vượt qua Thiên Cơ Cung. Lúc này Lâm Tiêu Đình, đã là Chu Tước Quốc thần thoại. Mỗi khi đàm luận người này, vạn chúng tán thưởng. Nếu là Lâm Tiêu Đình tại Thánh Thiên Phủ đứng vững gót chân, về sau chúng ta Chu Tước Quốc địa vị, đều sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu là Thiên Phủ cái kia 6 vị, có thể lại đến một cái danh ngạch, vậy ta Chu Tước Quốc, chắc chắn áp chế mặt khác hai nước, nhất thống bán đảo chi địa. Rất nhiều ngôn luận, làm cho lòng người huyết sôi trào, làm cho lòng người sinh mê mẩn. Nói lên Thiên Phủ 6 vị người tham chiến, theo tiết lộ ra ngoài trên danh sách đến xem, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối là kỳ quái nhất một vị. Lúc trước cầm tới danh sách này, rất nhiều người đều tưởng rằng giả. Nhưng, về sau có chuyên nghiệp nhân sĩ chứng thực, đồng thời cầu đá nhất chiến chi tiết truyền ra. Trong lúc nhất thời, dù là Diễm Đô hào môn bách tính lại không thừa nhận, đều phải thừa nhận. 3 năm trước đây cái kia trò cười Lý Thiên Mệnh, tại Tiến Thiên Phủ về sau, đạt được Viêm Hoàng bằng đá hóa, đột nhiên tăng mạnh. Trong thời gian ngắn ngủi, như kỳ tích trở thành Thiên Phủ tối đỉnh cấp thiên tài. Như thế gặp gỡ, gọi người bội phục, gọi người không biết làm sao. Đối với người này, cơ bản khen chê không đồng nhất, nghi vấn nhân phẩm, nhưng tại thiên phú và thực lực, người hay lắm miệng đã không nhiều. Lớn nhất nói nhiều một câu, hắn cộng sinh thú, không phải cấp 7 vương thú, so ra kém còn lại Trầm Uyên đấu thú người tham chiến. Nhưng, đây là Thiên Phủ phủ chủ tự mình quyết định, không thể sửa đổi. Cho nên mấy ngày nay, Diễm Đô danh tiếng lớn nhất kình nhân vật cũng là Lâm Tiêu Đình cùng Lý Thiên Mệnh. Hết lần này tới lần khác, giữa bọn hắn còn có cố sự, kết quả là, 3 năm trước đây sự tình bị chuyện xưa nhắc lại. Thiên Chi Kiêu Tử, cùng có tiếng xấu người khiêu chiến ở giữa, chỉ sợ luôn có giao phong, mọi người biểu thị chờ mong. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Tiêu Đình là Diễm Đô biểu tượng, cũng là chính nghĩa biểu tượng. Trận này tranh phong, chỉ sợ sẽ không có người chống đỡ Lý Thiên Mệnh. Tại Diễm Đô Tây Khu, Tinh Phủ, Thần Cung, có thể nói là lớn nhất lộng lẫy hào môn. 4 phía kim bích huy hoàng, cao quý trang nhã. Thần Cung bên trong, dù là hành tẩu phổ thông tỷ nữ, đều là các nơi chọn lựa mà đến thiên tư quốc sắc. Thần Cung, Tuyết Thần Các, bên trong. Một chương trên bàn giải bài, ngồi đấy Tuyết Lam phu nhân, Nguyên Ngù phu nhân. Tại các nàng đối diện, thì là Thần Hạo cùng Tinh Khuyết 2 người. Còn có một vị tuổi tác nhỏ hơn thiếu niên, sắc mặt âm trầm ngồi tại nơi hẻo lánh, có chút mặt ủ mày trao. Người này chính là bài vị chiến thời điểm, bị Lý Thiên Mệnh đánh bại Thần Diệu. Hiện tại, hắn chỉ là một tên phổ thông, Vạn Thú Điện, đệ tử. Có thể nhìn đến, tại chỗ 5 người sắc mặt đều tương đương khó coi. Nhất là Tuyết Lam phu nhân, thực sự không nghĩ ra, nàng còn trẻ xinh đẹp, vì sao lại có như thế vặn vẹo sắc mặt. Cho nên, cái này Lý Thiên Mệnh xem như quật khởi, liền Thiên Phủ phủ chủ,
đều không thể không quan tâm hắn. Tuyết Lam phu nhân cắn răng nói. Không sai biệt lắm, dù sao, Mộ Dương phó phủ chủ, vô cùng trợ giúp mẹ con bọn hắn. Cái này Mộ Dương, cao quý như vậy nhân vật, vì sao ánh mắt như thế thấp? 20 năm trước, Vệ Tĩnh cự tuyệt hắn, cho tới bây giờ, hắn chả khăng khăng một mực, loại nam nhân này, có phải hay không não tử có bệnh? Tuyết Lam đập một cái bàn, cái này bàn dài ong ong run rẩy. Mẫu thân bất giận, thần hạo cúi đầu nói. Điều này nói rõ, cái này Vệ Tĩnh tuy nhiên từng trải dạng này, nhưng là trêu chọc nam nhân bản sự, vẫn là rất sở trường đi. Nguyên Ngưu phu nhân làm ra một bộ buồn nôn biểu lộ. Chó, không đổi được đớp cứt chứ sao? Tuyết Lam châm chọc một câu. Hai vị ca ca, ta chính là không nghĩ ra, cái này Lý Thiên Mệnh đến cùng ở đâu ra tạo hóa. Hắn cộng sinh thú, đều là huyết thần khế ước ký kết, trước đây hắn cũng liền tương đương với ta, không đến một tháng, làm sao có thể cùng các ngươi cùng đi Trầm Uyên chiến trường. Thần Diệu trên mặt viết đầy khó chịu. Biệt khuất a, nhớ đến bài vị chiến trước, chính mình còn tùy tiện trêu đùa Lý Thiên Mệnh. Trong nháy mắt, hắn đều có thể nghiền ép chính mình. Cái này khiến hắn cũng hoài nghi, chính mình coi như Diễm đều là thiên tài. Hắn đã bị đả kích nghiêm trọng, liền tu luyện đều mất đi lòng tin. Nghe nói, là Viêm Hoàng Thạch cho hắn tạo hóa, để hắn có đỉnh phong độ phù hợp. Thần Hạo cúi đầu nói. Coi như là gặp vận may đi, Tinh Khuyết sắc mặt âm trầm nói. Có điều, kỳ thật hắn đi Trầm Uyên chiến trường thì là muốn chết, bởi vì hắn là dựa vào Linh Công Chúa, mới đánh bại Vệ Quốc Hào. Hắn thực lực chân thật. Thì so Vệ Lăng Huyên cường một số. Muốn là gặp phải chúng ta, phế bỏ hắn dễ như trở bàn tay. Thần Hạo cắn răng nói. Nói cho tới khi nào xong thôi, hắn nhớ tới Viêm Hoàng Tháp, thần thánh vì để cho bọn họ sống chung hòa bình, rút hắn một bàn tay. Một cái tát kia, hắn sẽ không quên. Hắn càng sẽ không quên cái, phụ thân nói qua, nếu như hắn có thể cuối cùng thắng được. Như vậy, hắn sẽ cùng chính mình nói xin lỗi. Vậy liền đem hắn triệt để phế bỏ, tuyệt không có khả năng để hắn thành công. Muốn là Vệ Tĩnh sống, ta phải tức chết, Tuyết Lam phu nhân bỗng nhiên kích động nói. Muội muội, đừng như vậy, cẩn thận đả thương thân thể. Không cần thiết cùng cái loại người này sinh khí, Nguyên Ngưu phu nhân an ủi. Nương, người yên tâm, chỉ cần hắn vận khí không tốt gặp phải chúng ta, tuyệt không có khả năng buông tha hắn. Thần Hạo chắc chắn mà nói. Mà lại, nghĩa mẫu người hoàn toàn không cần lo lắng. Thánh Thiên Phủ tán thành, chỗ nào dễ dàng như vậy, Lý Thiên Mệnh nếu có thể thành công, ta xách đầu tới gặp ngươi. Tinh Khuyết đồng dạng an ủi. Nghe đến mấy câu này, Tuyết Lam mới buông lỏng nhiều. Tinh Khuyết cùng Thần Diệu nhìn nhau liếc một chút. Bọn họ kỳ thật có chút không hiểu, vì sao Tuyết Lam muốn như thế nhằm vào nàng. Bất quá, cũng không quan hệ, bọn họ đồng dạng không muốn buông tha Lý Thiên Mệnh. Nhất là, Viêm Hoàng Tháp một cái tát kia sau. Nương! Nàng đến cùng ngươi có thâm cửu đại hận gì đâu. Bên cạnh tiểu nhi tử Thần Diệu nghi ngờ hỏi một câu. Dùng ngươi lắm miệng sao? Tuyết Lam trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng sẽ không nói, chỉ là bởi vì ghen ghét. Nhưng ghen ghét, có lúc cũng là sẽ cho người, biến thành ma quỷ. Liền đem Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú phế đi, để mẹ con bọn hắn, một lần nữa chạy trở về Ly Hỏa Thành đi. Tuyết Lam sau cùng nói. Bởi vì Trầm Uyên đấu thú quan hệ. Viêm Hoàng học cung ngoài cửa lớn đường đi, tựa hồ cũng lộ ra 10 phần sao động. Lui tới dân chúng, cũng nhìn không được hội nhìn một chút học cung, một chút hướng tới một chút. Học cung cửa lớn đối ứng một gian khách sạn lầu 3, có một người mặc hồng hắc giao nhau trường bào trung niên nam tử, ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Hắn một bên uống rượu, một bên nhìn lấy lui tới Viêm Hoàng học cung cửa lớn. Hắn biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt có chút sắc bén, không biết đang suy nghĩ gì sự tình. Phong ca, bỗng nhiên một tiếng mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến. Khách sạn khách nhân cũng nhìn không được nhìn qua, chỉ thấy thang lầu bên trong đi tới một vị thiên kiều bá mị vưu vật. Hắn vóc người nóng bỏng rung động lòng người, dung mạo vũ mị, làm cho người mơ màng. Tại nữ tử sau lưng, còn theo một vị 15-16 tuổi thiếu niên có chút tâm sự, cúi đầu đi theo đằng sau. Tới ngồi, Lý Viêm Phong vẫy tay. Liễu Khanh khẽ mỉm cười một cái. Kéo một chút phía sau Liễu Thiên Dương, thân thể mềm mại khẽ cong, ngồi ở Lý Viêm Phong đối diện. Yêu nhã lúc ngồi, đường cong tự nhiên càng thêm mê người. Phong ca, Tiêu Tiêu đi vào bao lâu? Liễu Khanh hỏi. Lý Viêm Phong được an bài bảo hộ Lâm Tiêu Tiêu,
nhưng Viêm Hoàng học cung cơ bản an toàn. Cho nên, làm Lâm Tiêu Tiêu tại học cung lúc tu luyện, hắn cơ bản tại cửa ra vào chờ. Nhiệm vụ này không khó, cũng là ảnh hưởng cuộc sống hôn nhân, dẫn đến Lý Viêm Phong ngay tại cái này trên khách sạn mở cái gian phòng. Mà lại, làm việc thời điểm, còn phải mở ra cửa sổ, thời khắc chú ý Lâm Tiêu Tiêu, phòng ngừa nàng đơn độc đi ra. Mấy ngày đi, Mộc Tình Tình tiến Trầm Uyên chiến trường trước đó, ta đoán chừng nàng cũng sẽ không đi ra. Lý Viêm Phong nói. Há, vậy ta tối nay tới tìm ngươi. Liễu Khanh xinh đẹp mặt ửng đỏ nói. Thì chuyển đến ở cái này đi, nhàm chán cực kỳ. Lý Viêm Phong nói. Tỷ tỷ muốn chỉ đạo ta tu luyện. Liễu Thiên Dương ngẩng đầu nói. Chính mình đi học cung học, ta đã không có gì có thể lấy dạy ngươi. Liễu Khanh nghiêm túc nói. Tốt a. Liễu Thiên Dương cúi đầu xuống. Lý Viêm Phong nhìn một chút Liễu Thiên Dương, lại nhớ tới một người khác. Phong ca, liên quan tới hắn sự tình, người nghe nói a. Nói lên người kia, Liễu Khanh ngữ khí hơi run rẩy, tâm thần có chút bất an thả. Nghe nói, nhất phi trùng thiên, tựa như là viết cố sự một dạng. Lý Viêm Phong nói câu nói này thời điểm, cười khổ một cái. Hắn ánh mắt có chút biến hóa, chỉ sợ ngũ vị tạp trần. Hắn tuy nhiên không nhìn thấy, nhưng cơ bản xem như nghe cái này Lý Thiên Mệnh, danh tiếng càng già càng vang. Coi thường Lý Thiên Mệnh thời gian dài như vậy, bây giờ hắn lại tại chính mình không coi vào đâu nhất phi trùng thiên. Lý Viêm Phong mặt, đều sắp bị đánh sưng lên. Cái kia Phong ca phải chăng hối hận, từ bỏ đứa con trai này, đi vào Lôi Tôn Phủ. Liễu Khanh thanh âm nhỏ như dây tóc. Người đang suy nghĩ gì đấy, ta cùng hắn vốn cũng không có quan hệ, hiện tại, người mới là ta người trọng yếu nhất. Lý Viêm Phong thành khẩn nói. Cái kia, người sợ hắn chưa tới đối phó ngươi sao? Liễu Khanh hỏi. Lý Viêm Phong lại nở nụ cười. Phong ca có ý tứ là. Ta là không nghĩ tới, Mộ Dương lại trợ giúp hắn, cũng không nghĩ tới, hắn có thể được đến Viêm Hoàng Thạch tạo hóa. Nhưng là, kỳ thật ta cũng biết Thiên Phủ phủ chủ. Lý Viêm Phong ánh mắt híp lại. Nói thế nào? Lão đầu kia, cũng là hầm cầu thạch đầu, vừa thúi vừa cứng. Cho nên, nếu như Lý Thiên Mệnh được ăn cả ngã về không, bằng vào ta đối lần này Trầm Uyên đấu thú hiểu rõ, hắn có thể sẽ bị chết rất thảm. Lý Viêm Phong nói. Hắn như chết rồi, Phong ca sẽ thương tâm sao? Sẽ không. Lý Viêm Phong nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt biểu lộ biến đến lạnh lẽo. Phong ca, cầm tới thiên ý công pháp, khoảng cách đột phá còn bao lâu rồi? Liễu Khanh hiếu kỳ hỏi. Ngươi không nhìn ra được sao? Lý Viêm Phong cười cười. Cái gì? Liễu Khanh mặt lộ vẻ kinh hỉ. Tối hôm qua, đã đột phá. Lý Viêm Phong nói. Phong ca, quá tốt rồi, người xếp vào Diễm Đô cường giả hàng ngũ, một bước lên trời. Liễu Khanh kích động nói. Điệu thấp, Lý Viêm Phong vươn tay, vỗ vỗ vai thơm của nàng. Buổi tối, ta phải thật tốt phụng dưỡng Phong ca. Liễu Khanh cúi đầu xuống, mặt đã đỏ thấu. Tỷ, ta đi trước. Liễu Thiên Dương đứng dậy, cũng không quay đầu lại. Trực tiếp đạp đạp chạy xuống lầu. Hắn trưởng thành, cho hắn ly. Lý Viêm Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Vâng, ta sẽ giáo huấn hắn. Liễu Khanh nghiêm túc gật đầu. 8 ngày thời gian, bất quá là nháy mắt. Bởi vì Trầm Uyên đấu thú sự tình, Diễm Đô sóng ngầm mãnh liệt. Thậm chí, Trúc Long Quốc, Chu Tước Quốc cùng Thương Hải Quốc, cái này 3 quốc gia, đều sóng ngầm mãnh liệt. Nhưng là, Thiên Phủ bên trong lại rất bình tĩnh. Ngoại trừ các đệ tử nghị luận, chân chính đấu thú người tham chiến, lúc này lại đang tiến hành sau cùng khổ tu. Thiên Phủ, Tuyết Giao Các chính là Thiên Sư Liễu Tuyết Giao phủ đệ, đệ tử đều tại Tuyết Giao Các tu luyện. Trong đó một tòa đình viện, gọi là Tiêu Tình Trai. Tiêu Tình Trai có một mảnh đại hồ. Tại cái này giữa hè thời gian, trên mặt hồ đã nở đầy hoa sen, quả thực đẹp không sao tả xiết. Hồ trong nội tâm có một tòa ưu nhã đình, trong đình bàn tròn có một chương cổ cầm. Cổ cầm ưu nhã, cho thấy chủ nhân cao nhã phẩm vị cùng tình thú. Bất quá, trong đình người đang ngồi cũng không phải là Tiêu Tình Trai chủ nhân, mà chính là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng siêu siêu vẹo vẹo ngồi đấy, kéo lấy cái cằm, đang xem lấy hoa sen cùng lá xanh ngẩn người. Bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt, có cửa phòng mở ra, một người mặc váy trắng nữ tử chậm chậm đi tới. Tiêu Tiêu, để ngươi chờ đã lâu, xin lỗi. Mộc Tình Tình nói khẽ. Tình Tình tỷ. Người tại sao cùng xông vào, ta không dám đánh nhiễu ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không sao, không sai biệt lắm chính là như vậy, còn có nửa canh giờ cũng là tại Viêm Hoàng Tháp tập hợp thời gian.
Mộc Tình Tình nhìn không ra khẩn trương, mặt mỉm cười có chút thong dong. Tình Tình tỷ, ta rất lo lắng ngươi, không biết ngươi nghe nói qua Lý Thiên Mệnh sự tình sao? Hắn đánh bại Vệ Quốc Hào, Lâm Tiêu Tiêu khẩn trương nói. Nghe nói, Mộc Tình Tình mỉm cười nói. Sau đó thì sao, ngươi thì không sợ, hắn theo tiến vào Trầm Uyên chiến trường, sau đó tìm cơ hội trả thù ngươi sao? Theo ta được biết, Vệ Quốc Hào tại thiên bảng phía trên bài danh, so ngươi cao hơn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Chấm, chờ ngươi tiến vào thiên phủ, ngươi liền biết, tại sinh tử chiến đấu trước mặt, thiên bảng bài danh không tính là gì. Mộc Tình Tình xem ra rất có nắm chắc. Tình Tình tỷ có ý tứ là, ngươi có thể đánh bại Lý Thiên Mệnh. Mộc Tình Tình mỉm cười lắc đầu. Cái kia là có ý gì a? Tuy nhiên Tình Tình tỷ tha thứ cái này ác đồ, nhưng ta nhìn người này là có thù tất báo thế hệ. Hắn mặt ngoài nói đến đường hoàng, ta liền sợ Tình Tình tỷ trúng kế, để hắn lừa gạt. Lâm Tiêu Tiêu kích động nói. Không có cách nào, bất quá, sau khi đi vào ta sẽ cẩn thận. Nếu như hắn thật làm loạn, người yên tâm, ta có rất nhiều có thể cầm xuống lá bài tẩy của hắn. Mộc Tình Tình ôn nhu nói. Ta đây liền rất yên tâm, tuyệt đối không nên tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của hắn. Sẽ không. Nếu có cơ hội, nhất định muốn chế phục hắn, không muốn cho hắn chỗ trống, bằng không hắn khả năng lợi dụng ngươi thiện lương đánh lén ngươi. Lâm Tiêu Tiêu tiếp tục lại nhải, nàng là thật lo lắng, mới có thể khẩn trương nói không ngừng. Mộc Tình Tình liền cười nghe nàng nói, mặc kệ Lâm Tiêu Tiêu nói cái gì, nàng đều mỉm cười gật đầu đáp ứng. Thời gian không sai biệt lắm, Tiêu Tiêu, cùng ta cùng đi Viêm Hoàng Tháp, đưa ta một chút đi. Mộc Tình Tình đứng lên nói. Được rồi, Tình Tình tỷ, tẩu tử. Lâm Tiêu Tiêu gọi ra một cái chính mình còn không quá thói quen xưng hô. Mộc Tình Tình nhẹ gật đầu, mười phần thỏa mãn. Ca ca ngay tại Viêm Hoàng Tháp tầng thứ ba, hắn sau đó đến tiễn ngươi sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Có lẽ sẽ đi, Mộc Tình Tình nói. Ta thật hy vọng, ngươi có thể cầm tới cơ hội này, sau đó cùng ca ca cùng một chỗ, tại Thánh Thiên Phủ song túc song tê. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Tiêu Tiêu yên tâm, Mộc Tình Tình ôm lấy nàng. Tại bên tai nàng nói, đây là đời ta, chuyện trọng yếu nhất, ta sẽ thành công, không cô phụ ngươi cùng hắn đối kỳ vọng của ta. Lần này, không có người có thể xem thường ta. Tẩu tử, ta tin tưởng ngươi. Mộc Tình Tình nụ cười, từ đầu đến cuối, đều giống như nở rộ hoa tươi một dạng. Đã đến giờ. Tại mọi người chú ý phía dưới, Lý Thiên Mệnh rời đi gần trong gang tấc Viêm Hoàng Thạch. Ca ca, đến bên này, mới ra đến. Liền nghe đến Khương Phi Linh đứng tại Viêm Hoàng Tháp cửa hô gọi mình. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ một thân lam váy. Xinh đẹp hoạt bát, linh động đáng yêu. Tại bên cạnh nàng, còn đứng lấy một vị thiếu nữ áo xanh. Bất quá hôm nay, nàng mặc vào một thân màu đen tỏa giáp, bảo vệ được muốn hại. Ổ khóa này giáp xem xét thì không phải là phàm vật, hẳn là cấp 5 thú binh bên trong cực phẩm phòng ngự thú binh. Trầm Uyên đấu thú là có quy tắc. Thánh Thiên Phủ truyền đến quy tắc là, thú binh phương diện, không được mang theo cấp 6 trở lên. Nếu không, cũng là bỏ quyền đào thải. Khương Thanh Loan dáng người vô cùng tốt, không thua bởi rất nhiều yêu nhiêu vưu vật, mà lại nàng lâu dài tu võ, càng thêm mạnh mẽ, mãnh liệt như liệp báo. Bây giờ một thân tỏa giáp, buộc vòng quanh càng hoàn mỹ hơn tư thái. Linh Nhi, cùng phụ vương của ngươi thương lượng xong sao? Cái này 8 ngày Khương Phi Linh hồi Chu Tước Vương cung đi. Chủ yếu nói đúng là phục Chu Tước Vương. Có thể, phụ vương đáp ứng ta cùng các ngươi một đạo. Khương Phi Linh vui vẻ nói. Lý Thiên Mệnh, ta xấu nói trước, tại ta gặp phải ngươi trước, chỉ có ngươi có thể bảo hộ Linh Nhi, muốn là nàng ra chuyện, ta muốn chu diệt ngươi cửu tộc. Khương Thanh Loan không khách khí nói. Ngươi cũng đã biết ta cửu tộc bên trong có ai, chỉ bằng ngươi, cũng dám chu diệt Vệ gia. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha, người nào không biết. Người khác căn bản không có thừa nhận ngươi. Khương Thanh Loan nói. Thì ngươi nói nhảm nhiều, Linh Nhi so ta mạng của mình đều trọng yếu, ta há có thể không bảo vệ. Lý Thiên Mệnh nói. Lại nói mò, ta cũng không có đáp ứng các ngươi cùng một chỗ. Làm gì, ngươi là mẹ vợ hay sao? Ta là mẫu thân ngươi. Được rồi, không thèm để ý ngươi. Khương Thanh Loan trợn mắt một cái. Dù sao trên đường tới, nàng đã căn dặn Khương Phi Linh vô số lần. Nàng cũng lười nhiều lời. Ba người bọn họ đi ra Viêm Hoàng Tháp thời điểm, bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Cơ hồ tất cả thiên sư, thiên phủ đệ tử, hiện tại cũng tụ tập Viêm Hoàng Tháp trước đó.
cầm đầu hai người, là phó phủ chủ Mộ Dương cùng Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng. Còn lại thiên sư, điện chủ tại bọn họ bên cạnh thân. Tham chiến 6 người, Lý Thiên Mệnh, Khương Thanh Loan, Mạc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết đã đến. Lý Thiên Mệnh mang theo Khương Phi Linh đi vào giữa sân, đưa tới rất nhiều người chú ý. Liên quan tới hắn thảo luận, liên quan tới cầu đá nhất chiến chi tiết, đã sớm truyền khắp thiên phủ. Khương Phi Linh xuất hiện ở đây cũng không bất ngờ, bởi vì liền Chu Tước Vương đều đáp ứng, thiên phủ bên này liền không ngăn cản nàng. Nhưng, thiên phủ yêu cầu là toàn bộ hành trình phụ linh, tuyệt đối đừng đi ra, càng đừng cho thánh thiên phủ giám sát người nhìn đến. Nếu không, có thể sẽ khá là phiền toái. Điểm này Mộ Dương đã nhắc nhở qua, để Lý Thiên Mệnh tại tiến, động không đáy, trước đó thì phụ linh. Động không đáy, cũng là thông hướng Trầm Nguyên chiến trường thông đạo. Đó là thần kỳ hang động, chỉ cần nhảy đi xuống, liền sẽ bay nhanh rơi xuống, sau đó đến một cái nào đó điểm mấu chốt, bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Cái này điểm mấu chốt, là hạ xuống tốc độ nhanh nhất thời điểm. Tại điểm mấu chốt về sau, tăng lên tốc độ thì càng ngày càng chậm, thẳng đến nhảy ra động không đáy thời điểm, tốc độ xuống làm số 0. Cho nên mọi người nói, Trầm Uyên chiến trường cũng là Viêm Hoàng đại lục phản diện, cũng không phải là nói mò. Mọi người trong huyễn tưởng, đại lục trong tinh không lơ lửng, phía trên là Viêm Hoàng, phản hướng phía dưới là Trầm Uyên. Mộc Tình Tình khoan thai tới chậm, đi theo chính là Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vừa đến, liền lấy, uy hiếp, ánh mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Nàng không có tới gần, nhưng là trong ánh mắt của nàng toàn bộ đều là cảnh cáo. Nhưng là, lúc trước đối thủ, hiện tại trực tiếp biến thành Mộc Tình Tình đối thủ, nàng còn một chút tiến bộ đều không có, ít nhiều khiến nàng khó có thể tin. Gặp lại Lý Thiên Mệnh, nàng bị Lý Thiên Mệnh ánh mắt dọa đến tâm lý run lên. Nàng rốt cục vững tin, lúc trước đối thủ, đã không đồng dạng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt chỉ ở trên người nàng dừng lại không đến trong nháy mắt, thì chuyển tới Mộc Tình Tình trên thân. Đã từng người ấy, hiện tại tử thù. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, xem ra phong khinh vân đạm. Bất quá, nụ cười này phía dưới, giấu là núi lửa cùng biển máu, sóng ngầm mãnh liệt. Mộc Tình Tình cũng mỉm cười, nhẹ gật đầu, hướng Lý Thiên Mệnh biểu thị chúc mừng. Dường như, bọn họ vẫn là năm đó người yêu, dường như giữa bọn hắn. Một chút khe hở đều không có. Có lẽ chỉ có Khương Phi Linh biết, giữa bọn hắn, tồn tại sinh tử núi lửa dung nham. Nàng tồn tại, đã định trước để tại chỗ tất cả mỹ nhân đều muốn thất sắc, bởi vì Khương Phi Linh xem ra thì không giống như là phàm nhân, mà chính là siêu phàm thần nữ. Phàm phu tục tử, thân thể máu thịt, làm sao có thể so. Mộc Tình Tình không thể không thừa nhận, nàng coi như cúi đầu, đều không cách nào không đi chú ý tới, Lý Thiên Mệnh hiện tại quang mang. Mà Khương Phi Linh tồn tại, để hắn càng thêm quang mang vạn trượng. Nhân viên chỉnh tề. Mộ Dương đối mặt 6 người này, hắn biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nói. Ta biết, đợi nhiều ngày như vậy, các ngươi đều muốn biết, Trầm Uyên đấu thú quy tắc đến cùng là cái gì, các ngươi cần phải hoàn thành cái gì, mới tính cuối cùng thắng được. Nhưng là, hôm nay có thể sẽ để cho các ngươi thất vọng. Mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Bởi vì, cho tới bây giờ... Ta không có thu đến bất kỳ quy tắc, thậm chí không có tin tức gì. Trước đây duy nhất tin tức, cũng là tuyển ra các ngươi, để cho các ngươi tiến Trầm Uyên chiến trường đã bị phong bế Úy Lam vực. Sau đó không cho phép dùng cấp 6 trở lên thú binh. Mộ Dương tiếp tục nói. Cho nên, Trầm Uyên đấu thú khảo nghiệm chính là, tất cả đều là không biết, có lẽ chờ các ngươi đi vào, sẽ tìm được đáp án, sẽ tìm được thành là thứ nhất biện pháp. Chờ các ngươi đến Trầm Uyên chiến trường. Ta có thể đưa các ngươi đến Úy Lam vực, sau đó tại Úy Lam vực bên ngoài các loại đối đãi các ngươi, ta không thể đi vào. Ta duy nhất có thể làm, cũng là chúc phúc các ngươi đi, hy vọng, các ngươi coi nhẹ đệ nhất, coi trọng sinh mệnh. Mộ Dương câu nói sau cùng rất có ý vị. Coi nhẹ đệ nhất, coi trọng sinh mệnh. Đây là hắn đối lần này Trầm Uyên đấu thú cách nhìn. Nhưng là đối Lý Thiên Mệnh tới nói, hắn không thể nào làm được, bởi vì quan hệ này đến vệ tịnh sinh mệnh. Đây là hắn khó nhất coi nhẹ đệ nhất lý do. Nếu như không quan hệ vệ tịnh tánh mạng, hắn khả năng không có như vậy quan tâm đệ nhất đi, hắn khả năng chỉ muốn ngăn cản Mộc Tình Tình đạt được đệ nhất. Bởi vì dừng ở đây, hắn cảm giác Thánh Thiên Phủ là cái cao thượng mà hư huyễn khái niệm. Chuẩn bị xuất phát. Hết thảy nói xong, Mộ Dương đơn độc dẫn đội, mang lấy bọn hắn 6 thêm một cái Thiên Phủ thiên tài, tiến về động không đáy. Phó Phủ Chủ.
Mộc Tình Tình bỗng nhiên dừng lại bước chân. Có việc, Mộ Dương hỏi. Chờ một lát ta một hồi, hắn xuống. Mộc Tình Tình nói. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hướng về Viêm Hoàng Tháp nhìn qua. Ai cũng biết, Mộc Tình Tình trong miệng, hắn, sẽ là ai? Quả nhiên, làm mọi người quay đầu thời điểm, bất ngờ nhìn đến một cái lôi đình thiểm điện giống như nam tử, theo Viêm Hoàng Tháp phía trên đi xuống. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu liền biết, hắn ở phía trên bế quan. Hắn chỉ là không nghĩ tới, hắn hội vào lúc này đi ra. Lâm Thiêu Đình, đã lâu không gặp. 3 năm sau, hắn thân mặc một thân màu xanh đậm cẩm y, rộng lớn bả vai tại giữa hè thời gian, lại hất lên lông chồn. Lúc này, chân hắn dẫm giày đen, theo Viêm Hoàng Tháp trên bậc thang đi xuống. Một khắc này anh tư, nói là tuyệt thế phong phạm đều không đủ. Tại hắn xuất hiện trước đó, Mặc Lâm, Tinh Khuyết chờ một chút, khí chất tu vi đều 10 phần xuất chúng, tại chỗ có thiên phủ đệ tử bên trong, xem ra hạc giữa bầy gà. Nhưng là, làm hắn trên mặt nụ cười, đặt chân xuống thời khắc. Tại chỗ có thiên phủ đệ tử, đều bị khí thế của nó chấn áp xuống. Dường như, đây mới là bên trong thiên địa, duy nhất trưởng khống giả. Dù là rất nhiều tiền bối, đều không có hắn loại này khí thế bế nghễ thiên hạ. 3 năm sau Lâm Tiêu Đình, càng thêm thành thục, càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm bày mưu tính kế. Từ hắn xuất hiện, Viêm Hoàng Tháp trước hoàn toàn tĩnh mịch. Rất nhiều thiên phủ đệ tử trong ánh mắt, tràn đầy kính nể, hướng tới cùng ngưỡng mộ. Hắn giống như tên của hắn một dạng, tiêu sái khôi hài, nhưng cũng lôi đình vạn quân, nhanh chóng quyết đoán. Sự xuất hiện của hắn, giống như một đạo sấm sét. Như hắn loại nhân vật này, chỉ cần xuất hiện, liền lại cũng không có người có thể áp chế phong mang của hắn. Lại thêm tuấn tú bề ngoài, dáng người rong ròng cao, nghịch thiên khí chất, liền nói là thiên hạ vô song, lại có gì qua. Sư tôn, cung chủ. Hắn đi xuống bậc thang, đối mặt nhiều như vậy tiền bối, hắn cũng liền xưng hô hai vị, Mộ Dương cùng Vệ Thiên Hùng. Nắm chặt thời gian, Mộ Dương khoát khoát tay, mặt không biểu tình. Lâm Tiêu Đình nhẹ gật đầu, tại hắn nhỏ trong lúc cười, Mộc Tình Tình sớm liền không nhịn được. Nàng nhẹ chạy mà đến, đâm vào Lâm Tiêu Đình trong ngực, thướt tha thân thể rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, trong lúc nhất thời hương ngọc tràn đầy. Chỉ là Mộc Tình Tình vừa ngẩng đầu, liền thấy được Lý Thiên Mệnh. Đó là như thế nào một ánh mắt? Tầng ngoài cùng, giống như giếng cổ không gợn sóng, nhưng là xuyên thấu qua cái này gợn sóng, lại có thể cảm nhận được chí mạng sát cơ, cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt, cảm nhận được biển máu ngập trời. Đây không phải trong nháy mắt phóng thích, đây là yên lặng 3 năm, nằm gai nếm mật 3 năm, hội tụ vào một chỗ sát cơ. Nhưng Lý Thiên Mệnh làm rất khá. Hắn không giống như là vì cừu hận mất lý trí người. Dù là trong lòng của hắn đang thiêu đốt. Nhưng là, giờ phút này thời khắc, hắn nhẹ nhàng nắm Khương Phi Linh, không nhúc nhích. Đều 3 năm, cũng không phải đợi không được. Con mồi, muốn từng đầu giết. Muốn ngàn đao bầm thây, mới là một loại nghệ thuật. Nói thật, hắn thời khắc này ánh mắt, sợ là chân chính hù dọa Mộc Tình Tình đi. Nàng không sợ biển máu ngập trời ánh mắt, liền sợ rõ ràng biển máu ngập trời, nhưng nhìn lại giếng cổ không gợn sóng. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Đây mới là sát thủ. Đây mới là giết hại. Lâm Tiêu Đình đang cùng nàng nói lời này, nhưng là nàng có chút hoảng hốt. Thế nào? Lâm Tiêu Đình hỏi. Ngươi muốn không, hiện tại liền giết hắn. Mộc Tình Tình cắn răng, bởi vì nàng có dự cảm không tốt. Ở đâu? Lâm Tiêu Đình buông lỏng ra trước ngực. Theo ánh mắt của nàng, hắn tại quay đầu trong nháy mắt, ánh mắt thì khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Nhìn ra được. Hắn đối mình xuất hiện, không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Nói cách khác, tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh tất cả tin tức, hắn cần phải rõ như lòng bàn tay. Khóa chặt Lý Thiên Mệnh đệ nhất cái nháy mắt, hắn khẽ mỉm cười một cái. Mệnh thật to lớn, vận khí thật tốt, hắn có chút cảm khái, nói 7 chữ này. Lý Thiên Mệnh không biết Mộc Tình Tình đối với hắn nói cái gì. 3 năm, lần nữa cùng hắn đối mặt. Hắn cũng nở nụ cười. Dù sao, ai sẽ không cười, ai sẽ không hời hợt. Nhưng có nhiều thứ, tỉ như kim vũ bị từng mảnh nhổ lông vũ, mưa to đêm ấy, dòng máu cùng nước mưa lăn lộn cùng một chỗ hình ảnh, đã khắc vào trong đầu, ai cũng không che giấu được. Lý Thiên Mệnh không muốn tuyên cáo cái gì. Đối với trận này cừu hận, hắn thậm chí một chữ cũng không muốn nói. Hắn chỉ muốn tại một ngày nào đó, đem hắn đối kim vũ làm hết thảy,
toàn bộ trả lại hắn. Cứ như vậy, để mưa to cùng dòng máu, lăn lộn cùng một chỗ. Để rú thảm cùng lôi đình nổ vang cộng minh. Bất quá, hắn nổ là đánh giá thấp Lâm Tiêu Đình cách đối nhân xử thế. Ngay tại hắn nói xong cái kia 7 chữ về sau, hắn để xuống Mộc Tình Tình, hướng về Lý Thiên Mệnh đi tới. Đáng tiếc, ta không có kiên nhẫn, cùng ngươi đi diễn trận này báo thù kịch, cũng sẽ không có người, vì ngươi bệnh tâm thần mà cảm động. Hắn vừa đi, một bên nói, làm một chữ cuối cùng nói xong trong nháy mắt, hắn đột nhiên ra tốc. Nháy mắt kia, hắn như là huyễn ảnh, căn bản nhìn không thấy. Chỉ là tia chớp lóe lên. Lý Thiên Mệnh minh bạch, hắn vẫn đánh giá thấp người này, hắn tuyệt đối so với trong tưởng tượng, còn mạnh hơn rất nhiều. Ngay tại nhìn không thấy trong tích tắc, uy hiếp chí mạng buông xuống. Lâm Tiêu Đình, cũng là Lâm Tiêu Đình. Tại cái này trước mặt mọi người, tại hắn nhìn đến Lý Thiên Mệnh thứ nhất mắt, hắn thì muốn giết người. Mà hắn cũng làm như vậy. Nhất kích mất mạng, cũng sẽ không có lo lắng. Tại cái này đất đèn hỏa quang trong nháy mắt, tại cái này uy hiếp chí mạng phía dưới, Lý Thiên Mệnh chỉ tới kịp làm một việc. Không ai có thể tại thời gian ngắn như vậy trợ giúp hắn. Bởi vì, chỉ sợ Mộ Dương đều không nghĩ tới, Lâm Tiêu Đình hội lớn mật như thế. Hắn mở ra tay trái, trong nháy mắt thi triển mê linh chi đồng. Đối phương rất nhanh, nhanh đến cực hạn. Nhưng là, chỉ cần hắn có mắt, có linh hồn, hắn liền chạy thoát bất quá mê linh chi đồng. Hiển hình. Mê linh chi đồng trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thấy được tung tích của hắn. Hắn nhất quyền đánh tới, tia chớp oanh minh. Tại cái này lôi bạo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh lấy hỏa hồn thiểm ảnh tránh né, lấy tay trái hắc ám cánh tay chặn một quyền này. Ông! Lý Thiên Mệnh bị đánh bay hơn 100 mét, rơi xuống đất thời điểm, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Bất quá, hắn trực tiếp lau, sau đó nhìn về phía phương xa Lâm Tiêu Đình, cười lạnh một tiếng, nói. Không nghĩ tới 3 năm qua đi, người như thế thức ăn, một quyền này, chưa ăn cơm sao? Cái này một tia máu tươi, bất quá là ngũ tạng lục phủ chấn động, một chút vết thương nhẹ, không đáng nhắc đến. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, mọi người còn ra đầu tê dại trong nháy mắt, liền thấy Lý Thiên Mệnh không chết, thậm chí giống như không có trở ngại. Cái này khiến Lâm Tiêu Đình, mặt mũi ở đâu? Nói thật, hắn đứng tại chỗ, một chút sửng sốt một chút, nhìn lấy nắm đấm của mình. Hắn thế nào cảm giác, mình tại Lý Thiên Mệnh trên bàn tay, thấy được một con mắt. Cái kia quỷ dị, dữ tợn, kinh khủng ánh mắt, để hắn thất thần phía dưới, nhất quyền liền 1/5 uy lực đều không phát huy ra. Nguyên bản tự tin giết hại nhất quyền, vậy mà không có đánh chết hắn. Phải biết, 3 năm trước đây, Lâm Tiêu Đình đều có thể một quyền đấm chết hắn, huống chi là hiện tại. Ánh mắt của hắn híp một chút, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục, tiếp theo trong nháy mắt, hắn tiếp tục thẳng hướng Lý Thiên Mệnh. Dừng tay. Rất hiển nhiên, Lâm Tiêu Đình sẽ không có cơ hội. Bởi vì, Mộ Dương đã đứng tại trước mắt của hắn, chặn đường đi của hắn lại. Sư tôn, ta phải giết hắn, ngươi tránh ra. Lâm Tiêu Đình cũng không phải là như mọi người tưởng tượng loại kia tôn sư trọng đạo. Hắn giờ phút này nhìn lấy Mộ Dương ánh mắt, hơi có chút kịch liệt. Tu thành quy nhất cảnh sao? Mộ Dương nhàn nhạt hỏi. Xong rồi, Lâm Tiêu Đình hời hợt nói. Chỉ là nghe được người, cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Điều này nói rõ Lâm Tiêu Đình đã thỏa mãn Thánh Thiên Phủ điều kiện. Hắn sau đó tiến về Thánh Thiên Phủ tu luyện, trở thành Thánh Thiên Phủ đệ tử, đã ván đã đóng thuyền. Tiền đồ rộng lớn, có thể dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, nhưng là hôm nay, ngươi không thể giết hắn. Mộ Dương nở nụ cười gằn. Sư tôn đây là vì tình nhân cũ chi tử, cùng ta đối nghịch đây. Lâm Tiêu Đình cũng cười. Mọi người có chút tê cả da đầu. Bởi vì, Lâm Tiêu Đình là không có đủ dạng này cùng Mộ Dương tư cách nói chuyện. Nhất là, Mộ Dương là hắn ân sư. Hắn tiến vào thiên phủ về sau, Mộ Dương cho hắn rất nhiều chỉ dẫn, bằng không, hắn chỉ sợ không có cái này thành tựu. Thiên phủ, kiêng kỵ nhất đại nghịch bất đạo. Nhưng lúc này thời điểm, tựa hồ không ai dám nói thêm cái gì, cũng không ai thảo phạt Lâm Tiêu Đình. Bởi vì ai cũng biết, tương lai của hắn tại Thánh Thiên Phủ, ai cũng không ngăn cản được hắn. Theo ngươi đối nghịch, Mộ Dương bỗng nhiên một bàn tay, trực tiếp phiến trên mặt của hắn. Ba, một tiếng vang lanh lảnh. Người người nghe được tê cả da đầu. Lâm Tiêu Đình ngã lăn xuống đất phía trên, lăn vài vòng mới đứng lên. Một thân là bụi đất,
mặt mũi tràn đầy là chật vật. Ngươi một ngày không có đi Thánh Thiên Phủ, nơi này chính là ta quyết định. Chỉ đạo ngươi tu luyện 4 năm, ngươi dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Thì ngươi loại tâm tính này, đi Thánh Thiên Phủ, ngươi cũng tu thành cái gì thành tựu. Mộ Dương động thủ càng nhanh mạnh hơn, không ai có thể thấy rõ. Hắn đã từng cũng là đệ nhất thiên tài, không có 15 năm trở lên, Lâm Tiêu Đình đều còn không phải đối thủ của hắn. Cái này kịch liệt một màn, để mọi người quả thực trong lòng run sợ, Viêm Hoàng Tháp trước đó, lặng ngắt như tờ. Nhưng nói cho cùng, mọi người vẫn là đứng tại Mộ Dương bên này. Dù sao hắn là sư tôn, Lâm Tiêu Đình vừa thu hoạch được tạo hóa, thì lập tức khiêu khích sư tôn hành động, có chút bị ổi. Vong ân phụ nghĩa, có thể thành tuyệt thế thiên kiêu. Coi như Mộ Dương cùng Lý Thiên Mệnh không có tầng kia quan hệ, hôm nay, Lý Thiên Mệnh lập tức muốn tham gia Trầm Uyên đấu thú, mà lại tại Viêm Hoàng Tháp trước, Mộ Dương cũng sẽ không cho phép Lâm Tiêu Đình giết bất luận cái gì đệ tử. Nếu như một cái phó phủ chủ, liền điểm ấy quyền uy đều không có, vậy cũng không cần làm. Chỉ là, Lâm Tiêu Đình cùng trước kia không đồng dạng. Hắn bỗng nhiên cười, sau đó còn nhấc tay vỗ tay. Mặt của hắn đã sưng lên đi, nhưng là hắn vẫn là âm trầm cười, sau đó đối Mộ Dương nói. Có thể, cái này bàn tay, xem như đem ngươi đối với ta chỉ đạo ân tình trả. Mộ Dương, ta nói cho ngươi, chờ ta theo Thánh Thiên Phủ trở về ngày nào đó, nếu như ngươi không cho ta dập đầu nhận lầm, ta thì vặn rơi đầu của ngươi. Hắn nói đến hời hợt, nhưng là cực kỳ ác liệt. Nhưng là tình cảnh này, liền Vệ Thiên Hùng đều không dám nói chuyện, bởi vì liền hắn đều sợ hãi. Lâm Tiêu Đình trở về ngày nào đó. Thiên sư nhóm, liền càng thêm không dám nói tiếp nữa. Ai cũng biết hắn vong ân phụ nghĩa, ai cũng biết hắn hiện tại rất không đúng. Nhưng là, trên cái thế giới này, thực lực cũng là hết thảy, thực lực thì có thể khiến người ta run rẩy. Chấm, chờ ngươi không chết ở Thánh Thiên Phủ rồi nói sau. Mộ Dương sau khi nói xong, lại rút một bàn tay. Lâm Tiêu Đình lần nữa ngã lăn xuống đất phía trên. Một bên khác mặt cũng sưng lên. Cút xa một chút cho ta, từ hôm nay trở đi, ta không thừa nhận ta thua qua ngươi Lâm Tiêu Đình cái này đệ tử. Ngươi có thể uy hiếp ta, bất quá, ngươi nói một câu, ta thì cho ngươi một bàn tay. Mộ Dương một chân, trực tiếp đem hắn đá bên cạnh đi. Tình cảnh này, mọi người tiếp tục câm như hến, một câu lời cũng không dám nói. Xuất phát, đá văng ra Lâm Tiêu Đình về sau, Mộ Dương hô một tiếng. Khương Thanh Loan bốn người bọn họ nhu thuận đi theo phía sau hắn, hoàn toàn không dám nói lời nào. Mà Mộc Tình Tình, không dám nhúc nhích. Khương Phi Linh sớm liền đi tới Lý Thiên Mệnh bên này, nhưng Lý Thiên Mệnh thương tổn không có gì đáng ngại, hắn rõ ràng xem hết tình cảnh này. Hắn chỉ muốn nói, Mộ Dương thật sự là có khí phách. Loại nam nhân này, thật sự là quá ưu tú. So Lý Viêm Phong Ngưu bức gấp một vạn lần. Cái này hai bàn tay thêm một chân. Chỉnh Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào. Tại Mộ Dương dưới con mắt, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ cùng lên đến. Đi ngang qua Lâm Tiêu Đình thời điểm, hắn vừa tốt tại Mộc Tình Tình nâng phía dưới, đứng dậy. Lâm Tiêu Đình, nếu như ngươi có loại, thì khoan hãy đi, chờ ta theo Trầm Uyên chiến trường trở về. Lý Thiên Mệnh ngắm nhìn hắn mặt sưng nói. Hắn mặt tuy nhiên sưng lên, nhưng vẫn là đang cười lạnh. Sau đó thì sao? Ta muốn... Đem trên người ngươi huyết, toàn bộ phóng xuất, cùng Kim Vũ thật tốt làm một chén thống khoái. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, ta muốn phải, chờ ngươi. Lâm Tiêu Đình bật cười một tiếng. Tuyệt đối đừng nuốt lời. Sẽ không, như thế chuyện thú vị, ta sẽ không vắng mặt. Lâm Tiêu Đình sau khi nói xong, đập đánh một cái Mộc Tình Tình phần lưng, để cho nàng lảo đảo đi về phía trước hai bộ. Đi thôi. Lâm Tiêu Đình mỉm cười nói. Hắn lấy mặt sưng mỉm cười. Ngược lại lộ ra dữ tợn. Tình Tình, cơ hội chỉ có một cái nha, Lâm Tiêu Đình nói. Mộc Tình Tình trọng trọng gật đầu, sau đó đuổi theo. Khi nàng rời đi Lâm Tiêu Đình thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, sắc mặt của nàng trắng bệch. Cần gì chứ? Ha ha! Mộ Dương rốt cuộc không có quay đầu nhìn Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh cũng không thấy, đám người bọn họ, tại Mộ Dương chỉ huy phía dưới tiến về động không đáy. Mà Viêm Hoàng Tháp trước. Cũng không ai dám tới gần Lâm Tiêu Đình. Ca, ta có chút muốn mắng ngươi, ngươi có phải điên rồi hay không, dạng này không tôn trọng phó phủ chủ. Lâm Tiêu Tiêu đứng tại bên cạnh, vô cùng khó chịu nói. Cút sang một bên. Lâm Tiêu Đình án lấy đầu của nàng,
đem nàng đẩy qua một bên. Sau đó, hai mắt nóng bỏng nhìn lấy Mộ Dương rời đi phương hướng. Hắn đang nghĩ, các loại Mộ Dương cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngày nào đó. Là vặn phía dưới đầu. Vẫn là một kiếm trảm thủ. Viêm Hoàng Đại Lục, rộng lớn vô biên. Cái này cổ lão đại lục ở bên trên, dựng dục vô số sinh linh, chợt có siêu thoát phản cổ, có 102. Tại cái kia phía chân trời xa xôi, mây trắng lăn lộn, vô cùng vô tận. Mặt trời gay gắt quang mang thiêu đốt tại trắng trên mây, chỉ sẽ khiến cho mây trắng càng thêm lập lòe. Xa xa nhìn lại, tại cái kia trên biển mây, giống như có ba đầu thần vật, ngay tại trong tầng mây du thoán, lăn lộn, tiến lên. Biển mây mênh mông, thiên mà bao la. Tới gần xem xét, mới phát hiện cái kia ba đầu thần vật, lại là trong truyền thuyết, một chủng loại giống như thần long tồn tại. Thần long, cùng trong truyền thuyết Phượng Hoàng một dạng, đều là khoáng cổ thước kim tồn tại, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện. Chân chính thần long, tại trong truyền thuyết ghi chép, chính là sừng như hươu, đầu giống như lạc đà, mắt giống như thỏ, cổ giống như xà, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, mà thôi giống như trâu. Không người gặp qua thần long, cũng không có người gặp qua chân chính Phượng Hoàng. Cái này ba đầu thần vật, có đầu rồng, long thân, long chảo, long nha, đã cùng trong truyền thuyết miêu tả thần long giống nhau y hệt. Lớn nhất không giống chỗ, chính là hắn đầu rồng phía trên, có một cái bén nhọn độc giác. Cái kia độc giác vì đỏ như máu, tựa như là một thanh gai nhọn. Ngoài ra, khí thế của nó, thần uy, tự nhiên cũng không bằng trong thần thoại khoa trương như vậy. Không ngoài sở liệu, cái này ba đầu thần vật, cần phải chính là một loại cộng sinh thú. Làm cộng sinh thú, cầm giữ có như thế cùng cấp thần long huyết mạch, đã là một kỳ tích. Mà lại, hết thảy ba đầu, hoàn toàn tương tự, vượt qua lẽ thường, vượt quá tưởng tượng. Có thể tại trong mây mù lăn lộn cộng sinh thú, như thế nào lại đơn giản. Có cộng sinh thú chạy như bay chân trời, tự nhiên cũng có ngự thú sư. Ngay tại chính giữa cái kia một đầu thần vật trên thân, lúc này đang có một thiếu nữ đứng tại trên đó, khống chế thần long, chạy như bay chân trời. Ba đầu thần vật lân phiến như hỏa diễm đỏ thấm, thiếu nữ kia cũng mặc lấy diễm hồng sắc váy dài, đại khí bàng bạc, váy tại thương thiên phía trên, phần phật bay múa. Nàng tư thái thướt tha, khí chất xuất chúng, đáng tiếc duy nhất chính là cái kia dung mạo che tại lụa đen bên trong, nhìn không rõ ràng. Bất quá, lộ ở bên ngoài ánh mắt, liền đã đầy đủ lóa mắt. Đó là một đôi thâm thúy ánh mắt, tràn đầy làm cho người run sợ ý chí. Cặp mắt của nàng bên trong giường như cất giấu một cái thế giới. Một đôi mắt, quét sạch phía dưới trùng trùng điệp điệp sơn hà, vô số dãy núi dòng sông lướt qua, đều dường như bị nàng nuốt vào trong hai mắt. Đó là bế nghĩa thiên địa ánh mắt. Chỉ có đứng tại tối cao vị trí phía trên người, mới có như thế ý chí, phách lực như thế. Ba đầu, xích giác trúc long, ba đời ngự thú sư, thật sự là bao la hùng vĩ, thật sự là khí thế nghịch thiên. Tại thiếu nữ kia sau lưng, còn có một vị người trung niên áo đen xếp bằng ở cái kia thần vật phía trên. Hắn nhìn như lười biếng ngồi đấy, nhưng lại thật chặt dính tại cái kia thần vật phía trên. Mặc cho thần vật tại trong mây mù ngang dọc, hắn cũng sẽ không quẳng xuống. Trần Thúc, quá khen. Thiếu nữ ngữ khí rất bình thản, nghe không ra bất kỳ sướng vui đau buồn. Cũng không phải là quá khen, ta, Lăng Nhất Trần, chinh chiến đến bây giờ, đều chưa từng gặp qua người dạng này khoáng cổ thước kim người. Hơn nữa, còn là nữ tử, người áo đen Lăng Nhất Trần mỉm cười cảm khái. Thiếu nữ đồng dạng mỉm cười, xem như là trả lời chắc chắn. Lăng Thiên Tử, đi bán đảo chi địa, Trúc Long Quốc, trước đó, về trước một chuyến người lớn lên, Nguyệt Linh Thành, đúng không? Lăng Nhất Trần hỏi. Đúng, về trước Nguyệt Linh Thành, để một số đã từng làm ác người, trả giá đắt. Thiếu nữ ánh mắt lãnh đạm nói. Người 8 tuổi liền rời đi Nguyệt Linh Thành, bây giờ 17 tuổi trở về. Trung gian gia tộc của ngươi bị đại nạn, phân mảnh, Nguyệt Linh Thành, đã đổi tên là Đoan Mộc Thành. Lăng Nhất Trần lắc đầu nói. Từ hôm nay trở đi, thế gian, sẽ không còn có Đoan Mộc Thành. Thiếu nữ nói. Không có vấn đề, làm Lăng Thiên Tử tân nhiệm, thiên bộc, Lăng Nhất Trần tự nhiên vì Lăng Thiên Tử càn quét cửu địch. Lăng Nhất Trần cung kính nói. Lưu mấy cái cho ta đi, ta muốn tự tay mình giết. Thiếu nữ ánh mắt, xuyên thấu thiên địa. Đã rơi vào phía dưới một tòa cự đại thành trì phía trên. Cái này thành trì quy mô, cơ hồ cùng diễm đều không khác mấy. Những thứ này Đoan Mộc gia con kiến hôi.
tuyệt đối nghĩ không ra, lúc trước Nguyệt Linh gia tộc 8 tuổi thì trốn đi tiểu nữ nhi, bây giờ lấy Lang Thiên Tử thân phận trở về. Bọn họ càng không nghĩ tới, 9 năm qua, ngươi là toàn bộ Đông Hoàng cảnh kỳ tích, ngươi lấy thấp nhất xuất thân, làm đến bước này, vạn năm hiếm thấy. Lang Thiên Tử, một ngày nào đó, toàn bộ Thánh Thiên Phủ, đều lại bởi vì ngươi mà tự hào, bởi vì ngươi mà bao la hùng vĩ. Làm Lang Thiên Tử thiên bộc, chính là bản thân, chí cao vinh hạnh. Lăng Nhất Trần ánh mắt lửa nóng nhìn phía dưới, Đoan Mộc Thành, trong hai mắt, liệt hỏa mãnh liệt. Trần Thúc, quá khen. Đối mặt Lăng Nhất Trần tán thưởng, thiếu nữ mặt bị hắc vải mỏng che lấp, nhìn không ra nàng là biểu tình gì. Bất quá đúng vào lúc này, nàng khống chế ba đầu, xích xác trúc long, theo cái kia Đoan Mộc Thành trên không gào thét xuống. Tại vạn chúng chú mục bên trong, trực tiếp rơi vào phủ thành chủ trên không. Người nào tại Đoan Mộc trên thành hư không, khống chế cộng sinh thú hoành hành, muốn chết. Trong thành chủ phủ, truyền đến tiếng gầm. Đoan Mộc Dương, Đoan Mộc Phong, Đoan Mộc Xanh, huynh đệ các ngươi ba người, mang theo Đoan Mộc gia tộc 136 nhân khẩu, toàn bộ đi ra nhận lấy cái chết. Thiếu nữ bế nghĩa thiên hạ thanh âm, tại toàn bộ thành chủ phủ quanh quẩn. Ai dám ồn ào, to gan lớn mật. Phủ thành chủ mọi người đã bị kinh động. Chỉ chốc lát sau, tại người thành chủ kia phủ cửa, đi tới ba cái trung niên nam tử, từng cái đều là nhất phương bá chủ. Bọn họ Đoan Mộc gia tộc huynh đệ ba người, trưởng khống cái này thành trì mệnh mạch. Trừ bọn họ, còn có không ít Đoan Mộc gia tộc người đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy trên không. Đoan Mộc gia tộc lão đại, Đoan Mộc Dương, ánh mắt lạnh lẽo, khóa chặt thiếu nữ cùng Lăng Nhất Trần. Hắn cau mày, nói, hai vị các hạ là người nào, vô cớ đến ta Đoan Mộc thành ồn ào, là không đem chúng ta, để vào mắt sao? Lăng Nhất Trần nở nụ cười, nói, ngươi không biết ta. Lăng Nhất Trần, nghe nói qua sao? Lăng Nhất Trần, huynh đệ bọn họ ba người liếc nhau một cái, đột nhiên giật mình, sắc mặt đại biến, liền vội cung kính nói. Nguyên lai là Thánh Thiên Phủ giám sát sứ. Lăng đại nhân, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, chúng ta Đoan Mộc gia tộc, đối Thánh Thiên Phủ trung thành tuyệt đối, cho tới bây giờ chưa từng phạm sai lầm. Không có có hiểu lầm, hôm nay ta phụng Lăng Thiên Tử chi mệnh. Phán xử các ngươi Đoan Mộc gia tộc, chém đầu cả nhà, tru diệt cửu tộc. Lăng Nhất Trần âm lãnh cười một tiếng. Cái gì, Đoan Mộc gia tộc cái kia tam huynh đệ đều hoàn toàn mộc, sắc mặt trắng bệch, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lang Thiên Tử, là một vị, Thánh Thiên Tử, Đoan Mộc Dương khó có thể tin nói. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức, biết Thánh Thiên Tử tại Thánh trong Thiên Phủ là địa vị gì sao? Cái này một vị Lang Thiên Tử, là tương lai Đông Hoàng cảnh nghịch thiên cường giả. Lăng Nhất Trần cất cao giọng nói. Bái kiến Lang Thiên Tử. Huynh đệ bọn họ ba người, vội vàng kéo lên tất cả mọi người, cho thiếu nữ kia dập đầu, bọn họ đầu đập xuống đất, hoàn toàn đập ra máu. Thánh Thiên Tử a, này loại nhân vật, làm sao lại đến cái này vắng vẻ chi địa đến? Mà lại, bọn họ Đoan Mộc gia tộc, làm sao có thể đắc tội Thánh Thiên Tử? Cái này hoàn toàn không có khả năng, tương đương với một cái nông phu. Bỗng nhiên bị đương triều thái tử tuyên bố chém đầu cả nhà. Thế nhưng là, hắn liền thôn đều không từng đi ra ngoài a. Bọn họ trong kinh hoàng, khóc không ra nước mắt. Lang Thiên Tử, có phải hay không sai lầm, chúng ta Đoan Mộc gia tộc, tuyệt không có khả năng đắc tội ngươi a. Đoan Mộc Dương kêu khóc nói. Thật sao, vậy sao ngươi không hỏi xem, Lang Thiên Tử họ gì? Lăng Nhất Trần cười lạnh. Mời, xin hỏi, Lang Thiên Tử, quý danh. Tất cả Đoan Mộc gia tộc người, lúc này thời điểm đều quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đoan Mộc Dương, Lang Thiên Tử ánh mắt trước nay chưa có lãnh đạm, nàng chỉ chính mình, nói. Ta theo Nguyệt Linh Thành mất tích cái này 9 năm, người giết mẫu thân của ta, cho gia tộc của ta, mang đến hủy diệt đả kích, đem ta phụ mẫu huynh đệ tỉ muội đuổi ra Nguyệt Linh Thành, chiếm đoạt nơi này. Người nói, hôm nay, toàn tộc các ngươi còn có đường sống sao? Đoạn văn này nói ra miệng. Toàn bộ Đoan Mộc gia tộc đều đang run rẩy. Nguyệt Linh Tiêu có một cái tiểu nữ nhi, 8 tuổi thời điểm mất tích, gọi là Nguyệt Linh Lang, nàng. Nàng. Đoan Mộc gia tộc tam huynh đệ, lấy tuyệt vọng mà thê thảm ánh mắt, nhìn lấy cái kia che mặt thiếu nữ. Không có khả năng, chúng ta loại địa phương này, làm sao lại sinh ra Thánh Thiên Tử, không có khả năng. Bọn họ thống khổ, tuyệt vọng, nước mắt chảy ngang. Trốn a, chạy mau. Có lẽ tại thời khắc này, toàn bộ Đoan Mộc gia tộc tất cả mọi người, duy nhất có thể làm sự tình cũng là chạy trốn.
Bọn họ căn bản không có đối kháng tư cách. Trần Thúc, đều cho ta giết, đem Đoan Mộc gia tộc tam huynh đệ đầu, treo ở cửa thành phía trên. Không có vấn đề. Một trận cực kỳ bi thảm đồ sát, bắt đầu. Ngày nào đó, toàn bộ Đoan Mộc thành máu chảy thành sông. Không ai có thể chạy thoát được, Thánh Thiên Phủ dám sát sứ, lòng bàn tay, thậm chí không người nào dám cùng hắn đối kháng. Đoan Mộc thành mạnh nhất ba người, cho dù là liên thủ giao chiến, cũng tại Lăng Nhất Trần trong tay tan tác. Một trận giết hại như ma quỷ bao phủ, Đoan Mộc gia tộc, không ai có thể đào thoát vừa chết. Thiếu nữ đứng ở trên không phía trên, lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Không có người biết, nàng cái này 9 năm trải qua cái gì. Nhưng là, nàng cuối cùng còn sống. Theo nàng được phong làm lang thiên tử một ngày kia trở đi, trên cái thế giới này, rốt cuộc không ai có thể ngăn cản nàng, nhất phi trùng thiên. Nàng nhìn tận mắt, Đoan Mộc gia tộc tam huynh đệ chết thảm. Nhìn lấy nguyên một đám Đoan Mộc gia tộc người, máu chảy thành sông. Nhưng là, ánh mắt của nàng không có có biến hóa chút nào. Rốt cục, chết sạch. Lang thiên tử, còn lại một cái trẻ sơ sinh, giết sao? Lăng Nhất Trần hắc bào phía trên dính đầy máu tươi. Cầm trong tay hắn một đứa con nít. Trẻ sơ sinh bên cạnh có một cái vừa ra đời chim nhỏ, đang không ngừng rên rỉ. Cho ta, thiếu nữ đưa tay qua, tiếp nhận đứa bé kia. Hài tử rất đáng yêu, hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tại trời xanh mây trắng phía trên, trời rất vui. Bỗng nhiên, thiếu nữ buông lỏng tay. Ba, cái đứa bé kia, từ trên cao rơi xuống mặt đất về sau, lại không hơi thở. Cái kia một con chim nhỏ, để thiếu nữ, bóp thành thịt nát. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, nhìn một chút cái này tu la chàng, sau đó nói, đi, đi chúc Long Quốc. Lăng Nhất Trần nuốt một miếng nước bọt. Đúng, Lang Thiên Tử. Hai người bọn họ, lần nữa lên đường, lưu lại tu la chàng một dạng Đoan Mộc thành. Dân chúng trong thành, run lẩy bẩy. Lang Thiên Tử gia tộc, bị khu trục ra Nguyệt Linh thành về sau, vì tránh né Đoan Mộc gia tộc truy sát, trèo đèo lội suối, đến bán đảo chi địa, tại Trúc Long Quốc định cư. Lăng Nhất Trần hỏi. Đúng thế, thiếu nữ gật đầu. Lại nói cái kia Trúc Long Quốc, cùng Lăng Thiên Tử cộng sinh thú, xích giác Trúc Long, có cái gì ngọn nguồn sao? Trúc Long Quốc vương tộc, chính là ta Nguyệt Linh gia tộc chi mạch, bất quá, bọn họ huyết mạch bất thuần, chỗ nào có thể có Trúc Long, cộng sinh thú. Danh xưng là Trúc Long, bất quá là Tạp Long, thiếu nữ nói. Minh bạch, Lang Thiên Tử lần này theo Thánh Thiên Phủ đi ra, chính là muốn vì gia tộc tìm cái đường ra. Đúng. Chỉ cần gia tộc an định lại, về sau Lang Thiên Tử, liền có thể tại Thánh Thiên Phủ, an tâm tu hành. Đúng lúc, ta lần này đi bán đảo chi địa, vừa tốt muốn tiếp người, một cái tên là Lâm Tiêu Đình người. Mà lại, Lang Thiên Tử phân phó ta an bài trò vui, đã sắp xếp xong xuôi. Trong Thiên Phủ, động không đáy, Lý Thiên Mệnh cũng là lần đầu tiên tới. Bởi vì Trầm Uyên đấu thú, trước mắt động không đáy đã phong bế, trông coi vô cùng chặt chẽ, chỉ có Mộ Dương mang lấy bọn hắn thất cá nhân tài năng thông qua. Bọn họ tại một mảnh hoang trong đất tiến lên, đi đến trong Thiên Phủ một tòa trên núi hoang. Thì ở đỉnh núi vị trí, xuất hiện một cái rộng chừng 10 mét, sâu không thấy đáy hang động. Ở chỗ này ném một cái thạch đầu, đều có thể trực tiếp ném tới Trầm Uyên chiến trường đi. Đứng tại cái này động không đáy trước đó. Mộ Dương quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, nói, Phụ Linh. Hắn giống như có lẽ đã quên đi Lâm Tiêu Đình mang tới nhạc đệm, tâm bình khí hòa. Bất quá, chỉ giáo nhiều năm đệ tử, lại lấy loại thái độ này đối với mình, là cá nhân đều sẽ phiền muộn. Được rồi, Phó Phủ Chủ. Khương Phi Linh vô cùng nhu thuận, nàng nhẹ nhõm chuyển hóa thành linh thể, bám vào tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Nhớ kỹ, sau khi tiến vào, cũng không cần đi ra ngoài nữa. Mộ Dương sau cùng căn dặn một câu. Yên tâm, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có chừng mực. Mà lại, vì che giấu Khương Phi Linh tồn tại. Phụ Linh về sau, nàng đem linh thể hoàn toàn thu nhập Lý Thiên Mệnh thể nội. Nếu như vậy, Lý Thiên Mệnh trên thân không biết phát sáng, hoàn toàn nhìn không ra khác nhau. Thậm chí ngay cả Mộ Dương, đều nhìn không ra Lý Thiên Mệnh trong thân thể, còn có một người. Tiến Trầm Uyên chiến trường. Căn dặn hoàn tất. Mộ Dương cái thứ nhất nhảy xuống Trầm Uyên chiến trường. Hắn là duy nhất có thể vào, sau đó tại Úy Lam vực các loại đợi bọn hắn 6 cái ra người tới. Hắn nhảy đi xuống về sau, vô thanh vô tức, thì cùng biến mất một dạng. Đám người còn lại cũng cùng tại phía sau bọn họ,
không nói hai lời nhảy vào động không đáy. Trong này kinh nghiệm ít nhất là Lý Thiên Mệnh, những người khác đi qua Trầm Uyên chiến trường vô số lần. Lý Thiên Mệnh phía dưới trước khi đi, nhìn thoáng qua Mộc Tình Tình. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, sau đó ở trước mặt nàng nhảy vào động không đáy. Hắn không thấy được, làm hắn rời đi thời điểm, Mộc Tình Tình ánh mắt biến được bao nhiêu âm lãnh. Động không đáy, thật là một cái kỳ diệu địa phương. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình thật giống như đến thời gian thông đạo một dạng, không ngừng chìm xuống dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ta trước kia cùng Thanh Nhi tới qua nơi này, Khương Phi Linh bám vào ở trên người hắn, tiếng nói, giống như là tại bên tai vang lên tới. Đúng rồi, Linh Nhi, tại Hỏa Lăng Sơn thời điểm, ngươi vì sao biết cái kia thần nguyên vị trí? Lý Thiên Mệnh hỏi, ta cho tới nay, đối thần nguyên đều có rất bén nhạy cảm ứng, ngươi không biết sao, ta trợ giúp Thanh Nhi, đều tại Trầm Uyên chiến trường tìm tới khá hơn chút thần nguyên đây. Chỉ là, còn không tìm được qua hoàng cấp thần nguyên. Hoàng cấp thần nguyên, làm cho cộng sinh thú tiến hóa thành vì cấp 7 vương thú. Thần kỳ như vậy, Lý Thiên Mệnh cả kinh nói. Còn tốt, cũng không phải rất nhạy bén, phải xem vận khí. Nhìn tới nhà của ta Linh Nhi, thật là một cái bảo tàng. Như thế, ở chung thời gian dài, nàng nói chuyện phong cách, ngược lại là cùng Lý Thiên Mệnh càng ngày càng tương tự. Ha ha, loại năng lực này, thuộc về ngươi 10 loại năng lực một trong sao. Không thuộc về nha, hiện tại giải phong 3 loại. Như thế nào mới có thể giải phong càng nhiều đâu? Không rõ ràng đâu, nhưng là chỉ cần tại ca ca bên cạnh, liền sẽ có buông lỏng cảm giác. Câu nói này nghe, làm sao là lạ. Xem ra, mị lực của ta thực sự quá lớn, để Linh Nhi cầm giữ không được, liền phong ấn đều nới lỏng. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc nói. Anh em, ta hoài nghi ngươi tại biểu xe ngựa, nhưng là ta không có chứng cứ. Cộng sinh không gian bên trong, truyền đến tiểu hoàng gà một tiếng bị ổi thanh âm. Ngươi im miệng là được, đừng quấy rầy hai người chúng ta thế giới. Lý Thiên Mệnh nói. Xúc sinh. Cộng sinh không gian bên trong, tiểu hoàng gà xem thường mắng một câu. Hắn ở bên trong đánh lăn, nhặt lên cái kia còn đang lắc lư thái cổ hỗn độn cự thú trứng. Cái này lười hóa, người mẹ nó đến cùng cái gì thời điểm đi ra, đại gia ta mỗi ngày bị bọn họ thanh tú ân ái giày vò. Người mau chạy ra đây cho lão tử chia sẻ a. Tiểu hoàng gà phiền muộn đến. Phanh phanh phanh. Cái kia lười hóa đụng vài cái vỏ trứng, lại không có động tĩnh. Ngươi tin hay không, ca ca đem ngươi xác cho mổ phá. Phanh phanh phanh. Lại vang lên vài tiếng, nhưng lại rất nhanh trở nên yên lặng. Nhàm chán, ngươi cái này cẩu vật, coi như ấp ra đến, đoán chừng cũng là lười hóa. Tiểu hoàng gà trợn mắt một cái. Đem viên này trứng vứt qua một bên đi. Nhưng là hắn không thấy được, viên này trứng đập xuống thời điểm, xuất hiện tia thứ nhất nhỏ bé vết nứt. Vết nứt không lớn, nhưng là có tiếp tục mở rộng xu thế. Cứ theo đà này, chỉ sợ viên này trứng nứt ra, đã không bao lâu. Mà tại cộng sinh không gian bên ngoài, Lý Thiên Mệnh tại động không đáy bên trong tốc độ, đã đạt tới cấp tốc. Lúc này, chung quanh vách núi giống như đều hoàn toàn biến mất. Hắn dường như ở vào vô tận hư không bên trong, liền tốc độ đều giống như biến mất. Đi vào Viêm Hoàng Đại Lục cùng Trầm Uyên chiến trường trung gian điểm rồi. Theo cái này về sau, tốc độ bắt đầu giảm xuống. Theo cao tốc nhất hạ xuống là không. Làm tốc độ càng ngày càng chậm thời điểm, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, đã ở phía trên thấy được Trầm Uyên chiến trường bầu trời. Cái kia thiên không mây đen dày đặc, cẩn trọng mây đen ép tới vô cùng thấp, giống như là một đầu cự thú. Mây đen ở giữa, sấm sét vang dội. Vô số tia chớp ở trong đó du tẩu, toàn bộ Trầm Uyên chiến trường bầu trời, đều bị vô số tia chớp bao trùm. Mà lại, loại này tia chớp là màu đen, xen lẫn trong mây đen, căn bản thấy không rõ lắm. Trầm Uyên chiến trường tia chớp màu đen, cái kia là vô cùng nguy hiểm đồ vật. Rất nhiều ở chỗ này lịch luyện đệ tử, cũng có thể bị lôi đình trực tiếp đánh chết. Đương nhiên, đây là vận khí kém. Tình huống bình thường. Chỉ cần không vào tới trên trời mây đen đi, là sẽ không để cho lít nha lít nhít tia chớp màu đen bổ chúng. Ngoại trừ tia chớp màu đen, Trầm Uyên chiến trường lớn nhất hùng vĩ cũng là Ma Nhật. Đó là một cái màu đen mặt trời, không phát bắn sạch mang, ngược lại hấp thu quang mang. Bầu trời đã đủ hắc, Ma Nhật là lớn nhất hắc, không nhìn kỹ, thậm chí tìm không thấy Ma Nhật chỗ. Nhìn nhiều vài lần cái kia Ma Nhật, liền sẽ có nhiếp nhân tâm phách cảm giác, dường như đó là một con mắt. Quỷ thần chi nhãn,
Lý Thiên Mệnh tốc độ đã xuống đến thấp nhất. Lúc này thời điểm, vị trí của hắn, cùng Trầm Uyên chiến trường đường chân trời ngang bằng. Hắn dựa vào chung quanh vách núi tiếp sức, nhẹ nhõm nhảy lên Trầm Uyên chiến trường màu đen xám đất đai. Mộ Dương đã đến, những người khác cũng đều đến. Sau cùng, Mộc Tình Tình theo động không đáy nhảy lên, người thì đủ. Đi, đi Úy Lam Vực. Úy Lam Vực là Trầm Uyên chiến trường một chỗ khu vực, đại khái đối ứng Viêm Hoàng Đại Lục Diễm Đô phía bắc một khối khu vực. Diễm Đô phía nam thì gọi là Khương Lam Vực. Chỉ cần ra Trầm Uyên chiến trường, Diễm Đô phạm vi phía trước cũng là Úy Lam Vực. Sau gần nửa ngày, đám người bọn họ đến mục đích. Trên trời sấm sét vang dội, mặt đất cuồng phong gào thét, cái này Trầm Uyên chiến trường cho tới bây giờ đều không phải là một cái an bình chi địa. Thậm chí, tùy thời đều có thể có hung thú xuất hiện. Lý Thiên Mệnh đã từng đi qua Úy Lam Vực, nhưng là lần này, hắn phát hiện Úy Lam Vực có chút khác biệt. Phía trước cũng là Úy Lam Vực khu vực. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn đến, phía trước Úy Lam Vực phạm vi, giống như có một khối trong suốt màng mỏng. Nếu không nhìn kỹ, chỉ sợ thấy không rõ lắm. Đây là Thiên Văn Kết Giới. Là thiên ý cảnh ngự thú sư bố trí, thánh thiên phủ người, dùng cái này thiên văn kết giới, đem chọn cái Úy Lam Vực phong đóng lại. Công trình lớn như vậy, cũng chỉ bọn hắn có thể làm ra tới. Mộ Dương giải thích nói. Thiên văn kết giới. Nghe nói thiên ý cảnh, là huyền diệu nhất cảnh giới, có rất nhiều cần cảm ngộ đồ vật. Mà lại, khi đó, cũng có thể lĩnh ngộ linh quặc, linh túy cùng linh tai bên trong, liên quan tới thiên văn ảo diệu. Chỉ ít theo Viêm Hoàng Thạch đến xem, Lý Thiên Mệnh cảm thấy thiên văn phi thường kỳ diệu. Cái này thiên văn kết giới, các ngươi sáu cái có thể đi vào, nhưng sau khi đi vào, trừ phi Trầm Uyên đấu thú kết thúc, nếu không không thể đi ra. Những người còn lại, căn bản vào không được, Mộ Dương nói. Cho nên, chỉ muốn các ngươi quyết định đi vào, bên trong mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều bất lực. Bởi vì, liền xem như ta, cũng không biết bên trong sẽ phát sinh cái gì. Mộ Dương ngữ trọng tâm trường đối bọn hắn nói. Nhưng là, đã đi tới nơi này, sẽ không có người muốn lùi bước. Còn lại hai cái thiên phủ đệ tử, cần theo quốc gia của bọn hắn, tiến về chúng ta bên này. Cho nên, bọn họ xuất phát đến sớm, cho nên, nói không chừng bọn họ đã tiến vào. Mộ Dương nói. Ba cái thiên phủ, vì lựa chọn gì tại chúng ta cái này Úy Lam Vực, tiến hành Trầm Uyên đấu thú. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến vấn đề này. Dù sao theo Trúc Long Quốc cùng Thương Hải Quốc tới, cần phải vẫn rất xa. Trầm Uyên chiến trường khoảng cách cùng Viêm Hoàng Đại Lục một dạng. Cái này, ta cũng không biết. Khả năng cùng Úy Lam Vực kỳ diệu có quan hệ. Nói câu nói này thời điểm, Mộ Dương nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, bởi vì hắn ở chỗ này đạt được thánh thú chiến hồn. Đồng thời, hắn cũng nhìn thoáng qua Mộc Tình Tình. Bọn họ bởi vì Úy Lam Vực thánh thú chiến hồn, mà đi đến con đường khác nhau. Thú vị là, hiện tại bọn hắn lại cần cùng một chỗ tiến cái này Úy Lam Vực. Liên quan tới Úy Lam Vực lựa chọn, chỉ sợ chỉ có thánh thiên phủ người mới có thể minh bạch. Theo cái này đi vào, các người hội ở bên trong địa phương khác nhau xuất hiện, cái này thiên văn kết giới có bổ sung truyền tống hiệu quả, cho nên đi vào về sau, các người không có khả năng kết bạn. Nhưng, dù sao tất cả mọi người đến từ một cái thiên phủ, tốt nhất vẫn là trợ giúp lẫn nhau, kề vai chiến đấu, hiểu chưa? Mộ Dương nói, mọi người gật đầu, nhưng, ai cũng không biết tình huống bên trong. Coi như muốn kề vai chiến đấu, khả năng đều chưa hẳn có cơ hội. Đi vào đi, Mộ Dương khoát tay một cái nói. Ta trước đi, thiên bảng xếp hạng thứ hai Mạc Lâm, là cái dứt khoát người. Hắn trực tiếp đặt chân, xuyên qua cái kia màng mỏng, đi vào Úy Lam Vực. Đám người khác, liên liên tiếp tiếp đi vào. Lý Thiên Mệnh, cái ở của ta lời nói. Khương Thanh Loan hung tợn nhìn chừng hắn một cái, quay người cũng bước vào thiên văn trong kết giới. Mộc Tình Tình là cái thứ ba đi vào, nàng đã thời gian rất lâu không nói chuyện. Nhưng là, người nào cũng không thể xem nhẹ, nàng lần này đấu trí. Thiên Mệnh. Sau cùng chỉ kém Lý Thiên Mệnh. Mộ Dương hô hắn một tiếng, muốn nói lại thôi, khoát khoát tay, để hắn đi vào. Lọt vào cái này thiên văn kết giới đệ nhất cái nháy mắt, Lý Thiên Mệnh liền cảm giác được. Một loại thật không thể tin chi lực bao phủ, để cho mình bị cuốn vào một trận bão táp bên trong. Sau đó trời đất quay cuồng. Đây cũng là, phó phủ chủ bọn họ cấp bậc kia lực lượng. Lý Thiên Mệnh đối loại này lực lượng sinh ra hướng tới. Hắn biết, bao quát quy nhất cảnh ở bên trong,
cộng sinh hệ thống tu luyện bên trong trước ba tầng, trên cơ bản đều dựa vào thú nguyên, chiến quyết, linh nguyên thần thông. Chỉ sẽ vượt qua quy nhất cảnh, mới đưa thiên địa huyền ảo, gia nhập vào tu hành bên trong tới. Thời điểm đó ngự thú sư, chiếm cứ tu hành chủ đạo, mang theo cộng sinh thú tu luyện. Xem như đảo khách thành chủ. Toàn bộ Diễm Đô, chính thức có thể làm được đảo khách thành chủ, tại cộng sinh hệ thống tu luyện bên trong, lực áp cộng sinh thú, trở thành tu luyện chiến đấu chủ đạo cũng không có nhiều người. Cái này thiên văn kết giới huyền diệu, đoán chừng cũng chỉ bọn hắn có thể tìm hiểu. Bọn họ chí ít so Lý Thiên Mệnh nhiều tu luyện 20 năm, có như thế tạo hóa cũng không kỳ quái. Tại loại này trưởng bối lực lượng trong khống chế, tất cả tham gia Trầm Uyên đấu thú thiên phủ đệ tử, bị cuốn vào cái này Trầm Uyên chiến trường, Úy Lam vực. Sau đó, bọn họ bị, đều, phân tán tại toàn bộ Úy Lam vực bên trong. Làm Lý Thiên Mệnh thuận lợi rơi xuống, dẫm tại cái kia màu xám đen nham thạch đồi núi phía trên, đầu đội lên mây đen cùng lít nha lít nhít tia chớp màu đen thời điểm. Hắn kỳ thật cũng không biết, mình tại Úy Lam vực vị trí nào. Điểm này, đến từ Chu Tước Quốc Thiên Phủ đệ tử có nhất định ưu thế. Dù sao, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh bên ngoài, những người còn lại không chỉ một lần tiến Úy Lam vực. Toàn bộ Úy Lam vực, đối ứng Diễm Đô phía Bắc, đất ngàn hồ. Nói cách khác, tại toàn bộ Úy Lam vực bên trong, chỉ ít có hơn ngàn cái hồ nước. Đương nhiên, đây cũng là Úy Lam vực danh xưng nguyên do. Nhưng kỳ thật Trầm Uyên chiến trường hồ nước trên cơ bản đều là màu đen, cùng, xanh thẳm, hai chữ, cũng không tính dựng một bên. Úy Lam vực tuy nhiên hồ nước nhiều, nhưng là cũng không bình thản. Nơi này khắp nơi đều là cao sơn khe sâu, mọi việc như thế hiểm trở, âm trầm địa phương, đều có hung thú ẩn núp. Trầm Uyên chiến trường thiên địa linh khí cũng không so Viêm Hoàng đại lục kém, chỉ là càng thêm cuồng bạo, không thích hợp thời gian dài tu hành. Dạng này thiên địa linh khí, đồng dạng tư nhuận không ít linh túy, linh quặng cùng linh tai. Cho nên, các quốc gia phạm vi bên trong Trầm Uyên chiến trường bảo vật tư nguyên, kỳ thật cũng là Trúc Long quốc, Chu Tước quốc cùng Thương Hải quốc to lớn tranh chấp vấn đề. Rất nhiều quốc gia ở giữa chiến tranh, nhưng thật ra là tại Trầm Uyên chiến trường tiến hành. Lôi Tôn phủ Lôi Minh quân, chỉ ít có một nửa, chú đóng ở Trầm Uyên chiến trường Chu Tước quốc biên giới. Nói cách khác, Chu Tước quốc kỳ thật có hai bộ phận. Viêm Hoàng đại lục bộ phận, cùng Trầm Uyên chiến trường bộ phận. So với Viêm Hoàng đại lục, Trầm Uyên chiến trường linh tai đông đảo, chính là những thứ này phong hỏa nước đỉnh các loại linh tai, để Trầm Uyên chiến trường nhiều hơn một loại nguy hiểm chí mạng. Thí dụ như nói, trên trời cái kia nhấp nhô tia chớp màu đen, kỳ thật thì là một loại linh tai. Tầng dưới chót nhất tia chớp màu đen, kỳ thật nội hạch nắm giữ màu đỏ thiên văn. Lý Thiên Mệnh biết, theo giờ khắc này bắt đầu, không có quy tắc, không có đề kỳ, không có có phương hướng, nhưng là khẩn trương, kích thích, kịch liệt Trầm Uyên đấu thú, chính thức bắt đầu. Ca ca, ta nói, ta giống như cảm nhận được thần nguyên tồn tại, người tin không? Ngay tại rơi xuống đất đệ nhất cái nháy mắt, hóa thành linh thể Khương Phi Linh liền có chút mừng rỡ mà kích động nói. Vận khí này, nàng đối thần nguyên đặc thù cảm ứng, Lý Thiên Mệnh đã từng gặp qua. Nói thật, Khương Phi Linh tuy nhiên không có cộng sinh thú, cũng không có tu luyện năng lực. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh đối nàng thủ đoạn đặc thù, tuyệt đối 10.000 cái tín nhiệm. Ta không tin, trừ Phi Linh Nhi hôn ta một cái. Lý Thiên Mệnh ngạo kiều nói. Thối lưu manh, tiểu hoàng gà theo cộng sinh không gian bên trong bay ra ngoài, u oán mắng một câu. Nói thật, Trầm Uyên chiến trường là một mảnh rộng lớn thiên địa. Tại Viêm Hoàng đại lục, bởi vì kiến tạo rất nhiều thành trì, khắp nơi đều là kiến trúc. Nếu như không hạn định cộng sinh thú lộ diện, thành trì sẽ phi thường khó quản lý. Cho nên, cộng sinh thú thói quen, đại đa số thời gian tại cộng sinh không gian tu dưỡng. Nhưng là, Trầm Uyên chiến trường không có loại này lo lắng. Đi tới nơi này, tất cả cộng sinh thú trời cao mặc chim bay. Không thân, dù sao thần nguyên đối với ta vô dụng, đó là huỳnh hỏa khẩu phần lương thực, để huỳnh hỏa thân ngươi đã khỏe. Khương Phi Linh hì hì cười nói. Nói đúng, Thiên Mệnh ca ca, để người ta đến thân ngươi một miệng đi, cam đoan đem ngươi ra mặt chọc thủng. Tiểu hoàng gà âm u nói. Đừng, ta lựa chọn tin tưởng Linh Nhi, dù sao, ta cùng Linh Nhi ở giữa, có mỹ diệu tâm linh cảm ứng, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Ha ha, ba người bọn họ tổ một đường lên khẳng định trò cười không ngừng. Có lẽ duy nhất để Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt tiến vào nóng nảy giết hại cảnh giới,
chính là ngẫu nhiên sẽ muốn lên, Mộc Tình Tình ngay tại cái này Úy Lam vực. Mà lại, tại cái này nơi hoang vu không người ở, mình tùy thời có thể giết chết nàng. Lý Thiên Mệnh là loại kia, dù là hắn bây giờ đang ở vui cười, làm gặp phải cửu nhân thời điểm, là hắn có thể trong nháy mắt tiến vào giết hại trạng thái người. Tại phương hướng nào? Hướng bên này đi. Vừa đi vào nơi này, Khương Phi Linh liền cảm ứng được thần nguyên tồn tại. Nói rõ cái này Úy Lam vực, xác thực chính là Lý Thiên Mệnh phúc địa. Bọn họ hướng về Khương Phi Linh chỉ dẫn phương hướng, đi về phía trước 10 dặm đường trở lên. Trước mắt là một chỗ sườn đồi phía dưới, hắc vụ tràn ngập, độc trùng trải rộng. Đây là một chỗ thâm uyên. Trong vực sâu, mơ hồ truyền đến hung thú tiếng kêu thê thảm. Chỉ có lúc tuyệt vọng, hung thú mới có thể phát ra thanh âm, nếu không, thì sẽ trở thành cái này hung thú săn trong sân con mồi. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú tại săn giết hung thú cũng tại săn giết đồng loại. Nhưng ngay cả như vậy, Trầm Uyên chiến trường vẫn là hung thú thiên hạ. Liền Mộ Dương đều nói, cái này Úy Lam vực cũng có thể xuất hiện hắn cái này chiến đấu lực cấp thú dữ khác. Có thể thấy được, Trầm Uyên chiến trường hung thú, đến cùng đến cỡ nào nguy hiểm. Xác định là tại cái này trong vực sâu sao? Lý Thiên Mệnh cau mày hỏi, bởi vì hắn cảm giác cái này thâm uyên bên trong, sợ rằng sẽ tương đối nguy hiểm. Không nói hung thú, chỉ là những cái kia độc trùng, liền đủ rất khủng bố. Xác định, đi tới nơi này, cảm ứng đã phi thường cường liệt. Khương Phi Linh tự tin nói. Linh Nhi muội muội thật lợi hại, cái này cái mũi thì cùng tiểu cẩu giống như nhạy bén. Tiểu Hoàng Gà tán thán nói. Ngươi làm sao nói chuyện ngươi, hữu tình thương sao? Thẳng nam gà, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Vậy ngươi đến khích lệ thử một chút, Tiểu Hoàng Gà không phục nói. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Linh Nhi, ngươi lợi hại như vậy, nhất định là phía trên con gái của thần, chỉ có phía trên con gái của thần, mới có thể cảm ứng được thượng thần sáng tạo thần nguyên. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nghe xong câu nói này, Tiểu Hoàng Gà trợn mắt hốc mồm. Nó không thể không thừa nhận chính mình chính là thẳng nam gà. Thượng thần chính là Viêm Hoàng Đại Lục truyền thuyết thần thoại, chính là sáng tạo hết thảy thần linh, ở tại thượng thương phía trên. Đương nhiên, là có tồn tại hay không, vậy liền không có người biết. Dù sao truyền thuyết thần thoại, tất cả mọi người tùy tiện tin tin. Đến mức thần nguyên, Viêm Hoàng Đại Lục vô tận lịch sử, cũng không ai có thể nói ra thần nguyên đến cùng là như thế nào hình thành, cũng chỉ có thể phân loại làm thượng thần sáng tạo ra. Lý Thiên Mệnh một trận cao cấp vuốt mông ngựa, để Tiểu Hoàng Gà phục sát đất. Khương Phi Linh cũng 10 phần hoan hỉ, nói, ca ca, cái này thần nguyên truyền đến nồng đậm cảm giác, giống như tại chỗ này. Ta cảm giác, giống như không phải phổ thông thần nguyên, mà chính là xếp vào đẳng cấp thần nguyên, có thể là hoàng cấp thần nguyên. Cái gì? Lý Thiên Mệnh sợ ngây người. Hoàng cấp thần nguyên? Biết hoàng cấp thần nguyên đến cỡ nào quý giá sao? Đó là khả năng sáng tạo cấp 7 cộng sinh thú bảo bối A. Nắm giữ cấp 7 cộng sinh thú, thiên phú cấp bậc liền có thể bắt kịp thiên bảng thất tử loại này cấp bậc. Dạng này thần nguyên, cho dù là Mộ Dương, Chu Tước Vương, Lôi Tôn bọn họ, đều muốn đoạt lấy. Bởi vì, hoàng cấp thần nguyên, có thể để bọn hắn con nối dõi, đệ tử, trở thành tuyệt thế thiên tài. Lịch sử chứng minh, chỉ có nắm giữ cấp 7 vương thú, ngự thú sư mới có thể siêu việt quy nhất cảnh. Đột phá đến thiên ý cảnh, đạt tới chu tước qua cao thủ hàng đầu nhất trình độ. Nói cách khác, Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Côn bọn họ cộng sinh thú, kỳ thật cũng liền chỉ là cấp 7 cộng sinh thú. Chỉ là, đã trưởng thành đến thành thục trạng thái mạnh nhất mà thôi. Dù sao, hoàng cấp thần nguyên phía trên huyền cấp thần nguyên, đã là oanh động cả nước trọng bảo. Thần nguyên thứ này, coi như bất nhập lưu, vậy cũng là giá trị liên thành. Hoàng cấp thần nguyên giá trị. Chỉ ít 30 tòa ly hỏa thành đi. Lý Thiên Mệnh lúc này vừa mới tiến đến Trầm Uyên chiến trường, Khương Phi Linh thì nói với hắn, chính mình tìm được hoàng cấp thần nguyên. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình thật kiếm lời. Kiếm lời không phải hoàng cấp thần nguyên, mà chính là Khương Phi Linh. Có dạng này, mũi chó tại, về sau thiên địa bảo vật, còn dùng phát sầu. Khương Phi Linh, mới là trên đời bên trong, kinh hỉ nhất bảo tàng A. Không nói nàng móng tay bên trong phong ấn 10 loại năng lực, cái này, tầm bảo, năng lực, cảm giác so, phụ linh cũng còn muốn trâu bò. Lý Thiên Mệnh nằm mơ đều muốn cười tỉnh. 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, thành vì mình cộng sinh thú. Một cái mang theo 10 loại đặc thù bản lĩnh,
bên ngoài tăng kinh khủng, tầm bảo, năng lực chu tước quốc đệ nhất mỹ nhân, đi tới bên cạnh mình. Chỉ cần mình cường đại lên, thiên hạ lòng đất suy ta độc tôn a. Sau một cái, thoải mái chữ đến. Ca ca, người đừng cao hứng quá sớm, ta chính là đoán xem, nói không chừng liền thần nguyên đều có thể không phải. Khương Phi Linh tế thanh tế khí nói. Đến cùng phải hay không, đi xem một chút liền biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca không sợ phía dưới hung thú hoành hành sao? Không có việc gì, để huỳnh hỏa xung phong, một khi phát hiện nguy hiểm, để nó chống đi tới, chúng ta chuồn đi, tuyệt đối cam đoan Linh Nhi sẽ không thụ thương. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu hoàng gà trợn mắt hốc mồm. Huỳnh hỏa ca ca thật đáng thương. Khương Phi Linh cười nói. Không có cách, ai bảo nó độc thân. Tiểu hoàng gà lần nữa bị bạo kích. Đương nhiên, đều là nói đùa. Nếu có chiến đấu, Lý Thiên Mệnh tự nhiên là đè vào phía trước nhất. Dù sao, có Khương Phi Linh phụ linh về sau, hắn so huỳnh hỏa càng thích hợp xung phong. Gia hỏa này năng khiếu là vụng trộm âm người, tặc hung ác. Mà lại, nếu quả như thật là hoàng cấp thần nguyên, Lý Thiên Mệnh kỳ thật rất cẩn thận. Phụ linh cùng thiên chi dực, có thể đồng thời mở ra. Cho nên, Khương Phi Linh linh thể biến hóa, một đôi hư huyễn cánh, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh sau lưng. Thiên chi dực vốn là so sánh quang diệu, nhưng kỳ thật Khương Phi Linh có thể để điều chỉnh. Điều chỉnh phía dưới, linh thể quang mang biến mất, cái kia thiên chi dực thậm chí hóa thành trong suốt. Tại cái kia thâm uyên trong hắc vụ, cơ bản nhìn không thấy. Cái này thâm uyên, tại Viêm Hoàng Đại Lục đối ứng vị trí, gọi là lục dã thâm uyên. Lục dã thâm uyên không có chút nào khủng bố, dưới đáy đều là rừng cây cùng thác nước, diễm đâu người đang nghỉ ngơi ngày, thường xuyên đến nơi này du ngoạn. Nhưng là tại Trầm Uyên chiến trường, cái này lục dã thâm uyên, xem ra tựa như là địa ngục. Có Khương Phi Linh về sau đặc thù năng lực, thiên chi dực, Lý Thiên Mệnh liền có thể như loài chim loại cộng sinh thú một dạng, phi hành trên không trung. Thậm chí là, không trung chiến đấu. Nắm giữ phi cầm loại cộng sinh thú ngự thú sư, đại đa số có thể khống chế cộng sinh thú, đạt tới phi hành mục đích. Nói thí dụ như, Lý Thiên Mệnh đã từng liền có thể ngồi tại kim vũ trên thân. Hoàn du tứ hải. Nhưng bây giờ, tiểu hoàng gà còn không có bàn chân lớn, dù là nó lực lớn vô cùng, Lý Thiên Mệnh cũng không thể dẫm lên nó, để nó trở đi chính mình bay. Như thế có loại ngược đãi nhi đồng cảm giác. Khương Phi Linh xuất hiện, không thể nghi ngờ để Lý Thiên Mệnh nhiều hơn một phần bảo mệnh bản sự. Mà lại, hắn cầm giữ có không trung năng lực chiến đấu, cho dù là phi cầm loại ngự thú sư, đều không cách nào so sánh. Ngồi tại cộng sinh thú trên thân chiến đấu, cùng mình nắm giữ cánh, bay trên trời chiến đấu, không là một loại khái niệm. Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh làm bạn thời gian càng dài, hắn đối thiên chi dực sử dụng thì càng quen thuộc. Mà lại, Khương Phi Linh tại phụ linh tình huống dưới, cùng hắn tâm linh chung. Bọn họ câu thông lên tốc độ, một cái ý niệm trong đầu là có thể. Lý Thiên Mệnh sử dụng thiên chi dực phi hành, lặng yên không một tiếng động, chui vào đến cái này nồng đậm trong hắc vụ. Nói thật. Hắn hai mắt ánh mắt đã bị ngăn trở, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt không đến 3 mét địa phương. Muốn là gặp phải nguy hiểm, căn bản không có phản ứng thời gian. May mắn, hắn còn có hậu thủ. Cái kia chính là trong tay trái con mắt thứ ba. Đi vào Trầm Uyên chiến trường, cũng không cần thiết che giấu, hắn trực tiếp quăng ra bao tay, đem con mắt thứ ba lấy ra tới. Quả nhiên, trước mắt một mảnh rõ ràng. Những thứ này hắc phụ khí độc, căn bản ngăn không được Lý Thiên Mệnh tầm mắt. Bên kia trong động quật, giống như có ngọn lửa màu xanh biếc quang mang. Lý Thiên Mệnh ánh mắt, xuyên qua trùng điệp hắc ám cùng khí độc, thấy được một cái vô cùng sâu địa phương. Ta cảm giác lên, thần nguyên là ở chỗ này. Khương Phi Linh nói. Có chút hung hãn, dư tợn, hẳn là hung thú khí tức. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, nó có khả năng ngay tại luyện hóa thần nguyên, cho nên mới dẫn đến thần nguyên khí tức tiết lộ, ta mới có thể tại như vậy xa đến thả cảm thụ đi ra. Khương Phi Linh cuống cuồng nói. Lý Thiên Mệnh cũng liền gặp qua huỳnh hỏa luyện hóa thần nguyên. Nó xác thực châu bò, trực tiếp ăn. Nhưng là hung thú khác, cộng sinh thú luyện hóa thần nguyên, nếu như vậy thao tác có thể sẽ nổ tung. Bọn họ chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, tại thời gian dài rằng giặc bên trong, một chút xíu hấp thu thần nguyên lực lượng. Thẳng đến đem thần nguyên triệt để luyện hóa, mới bắt đầu phát sinh tiến hóa. Nó chỉ dám chậm rãi luyện hóa. Không phải vậy khí tức tiết lộ quá lớn, hội dẫn tới hung thú khác. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc nói chuyện, hắn cùng tiểu hoàng gà cùng một chỗ,
lặng lẽ hướng về cái kia hang động mà đi. Theo cái này hang động kích thước đến xem, đây cũng là một đầu khá là khổng lồ hung thú. Khương Phi Linh phụ linh thời điểm, linh nguyên cảnh tầng thứ tư Lý Thiên Mệnh, đủ để phát huy ra linh nguyên cảnh tầng thứ 8 chiến đấu lực. Lý Thiên Mệnh động tác rất nhẹ, hắn nhẹ nhàng vỗ thiên chi dực, dán tại trên vách núi đá. Ngươi trước nhìn một chút, là cái gì hung thú? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cũng đừng chính mình chạy trước, tiểu hoàng gà không yên lòng nói. Ngươi nằm mơ đi, ca là như vậy người. Tiểu hoàng gà lúc này mới đi vào, thân thể nó quá nhỏ, động tính cũng tiểu, lặng lẽ tiến vào trong động quật. Chỉ chốc lát sau nó thì đi ra. Là cái gì hung thú? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một cái xanh biếc ưng, trên thân đốt lửa, so bát dực kim xí đại bằng điều còn lớn hơn. Tiểu hoàng gà nói. Ta hỏi ngươi là cái gì chủng loại? Ta nào biết được, tiểu hoàng gà trợn mắt nói. Cái kia, là đẳng cấp gì hung thú? Ta nào biết được? Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ tới, nó đối tất cả hung thú, cộng sinh thú chủng loại, phẩm giai, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi đi nhìn cái gì? Hắn chừng lấy tiểu hoàng gà hỏi. Là ngươi để cho ta đi xem a. Lý Thiên Mệnh quyết định từ bỏ điều tra, hắn trực tiếp mang theo tiểu hoàng gà, cùng một chỗ chạm vào đi. Rốt cục, hắn thấy được, cái kia đúng là một cái màu xanh biếc hùng ưng. Cái này hùng ưng trên thân thiêu đốt lên xanh biếc như quỷ mị hỏa diễm. Lộ ra cực kỳ âm u cùng quỷ dị. Mấu chốt là, thân là loài chim, trên người của nó lại không có lông vũ, ngược lại lớn một tầng bích lớp vảy màu xanh lục, có điểm giống là vảy rắn. Cái này khiến cái này hùng ưng xem ra càng thêm hung mãnh, một thân lân giáp phối hợp cái kia bén nhọn mỏ chim cùng móng vuốt, cảm giác có thể xé xác hổ báo. Cấp 4 hung thú, bích lân hỏa ưng, nắm giữ giác tỉnh thần thông, bích hỏa thuẫn giáp. Một thân lân phiến tăng thêm cái này thần thông, song trọng phòng ngự, có thể nói đao thương bất nhập. Mà lại, đây là một cái thành niên bích lân hỏa ưng, rất mạnh. Mặc kệ là cộng sinh thú vẫn là hung thú, đều muốn nhìn phải chăng trưởng thành đến cực hạn. Cấp 4 hung thú con non, không nhất định so cấp 1 hung thú cường. Đồng dạng, một người tu luyện đến cực hạn cấp 1 cộng sinh thú, có thể lại so với vừa tu hành cấp 7 vương thú đều mạnh hơn. Coi như đem tiểu hoàng gà tương đương với cấp 6 cộng sinh thú, gặp phải loại này hoàn toàn thể cấp 4 hung thú, cũng không nhất định đánh thắng được. Có thể nói, đối thủ này thực lực rất đáng sợ. Ca ca, quả nhiên là hoàng cấp thần nguyên, ta ở trong sách nhìn qua giới thiệu, cái này thần nguyên, gọi là hỏa long giác, vừa vặn thích hợp huỳnh hỏa thuộc tính. Khương Phi Linh hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh cũng đã thấy. Cái kia bích lân hỏa ưng ngoài miệng, chính ngậm lấy một cái hỏa hồng sắc bén nhọn độc giác. Cái kia bén nhọn độc giác hiện lên hình nón hình, đỉnh đầu vô cùng sắc bén. Lúc này, cái kia thần nguyên chính tản ra một loại hừng hực khí tức, thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm. Hắn điểm sao lực lượng, bị bích lân hỏa ưng chậm chạp luyện hóa. Thần nguyên cơ bản hoàn chỉnh, cái này bích lân hỏa ưng luyện hóa 1% cũng chưa tới. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực nóng lên. Hoàng cấp thần nguyên. Giá trị liên thành, mà lại càng mấu chốt là, huỳnh hỏa có thể sử dụng. Huỳnh hỏa tiếp tục đột phá huyết mạch gông xiềng, Lý Thiên Mệnh huyết mạch chi lực, vĩnh hằng luyện ngục thể cũng còn có thể càng mạnh. Một khi đạt được, thu hoạch to lớn. Đoạt không đoạt, tiểu hoàng gà lớn nhất thèm cũng là thần nguyên, nói thật, nó đã tại rơi nước miếng. Nói nhảm, Lý Thiên Mệnh đã rút ra viêm long xiềng xích. Có kế hoạch sao, tiểu hoàng gà hỏi. Muốn không phương pháp cũ. Ngươi dẫn xuất đi, ta đoạt thần nguyên. Vạn nhất ta bị cái này hung thú ăn làm sao bây giờ? Ta cho ngươi lập cái mộ bia, làm thịt 3,000 con gà mái, toàn bộ cởi sạch, cho ngươi chôn cùng. Để ngươi thành quỷ cũng phong lưu. Lý Thiên Mệnh, thảo ngài. Tiểu hoàng gà khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó, nghênh ngang, hướng về cái kia bích lân hỏa ưng mà đi. Lần trước bọn họ cũng là dùng phương thức như vậy, cướp đi đao bối cự ngạc thần nguyên. Hy vọng loại biện pháp này, lần nào cũng đúng. Lý Thiên Mệnh giấu ở một cái nham thạch về sau, hướng bên trong nhìn qua, chỉ thấy lúc này tiểu hoàng gà đã xuất hiện tại cái kia bích lân hỏa ưng trước mặt. Ngay tại luyện hóa thần nguyên bích lân hỏa ưng, đột nhiên thấy có người xâm lấn động phủ. Nó ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh, nhìn chòng chọc vào tiểu hoàng gà. Tiểu hoàng gà xem ra người vô hại và vật vô hại, nó có lẽ sẽ không để ý. Nhưng là... Lý Thiên Mệnh đánh giá thấp hung thú trực giác. Càng phẩm cấp cao hung thú, mặc dù không có trí tuệ,
nhưng là sinh tồn kinh nghiệm càng cao. Cái này Bích Lân Hỏa Ưng, rất có thể cảm nhận được, đến từ cái này vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng huyết mạch uy áp. Cho nên, nó rất dữ tợn, rất thận trọng nhìn lấy tiểu hoàng gà. Nhìn cái gì, lại nhìn, lão tử lột da của ngươi. Tiểu hoàng gà nghênh ngang nói. Nó vốn cho rằng, cái này Bích Lân Hỏa Ưng sẽ buông xuống thần nguyên, hỏa long giác, cùng đao bối cự ngạc một dạng, điên cuồng truy đuổi chính mình. Nhưng là, hắn đoán không đúng. Cái kia Bích Lân Hỏa Ưng, bỗng nhiên há mồm, tại lồng ngực của mình vị trí, mổ ra một cái lỗ máu tới. Sau đó, nó đem hoàng cấp thần nguyên ấn vào đi, đem thần nguyên chen tại huyết nhục bên trong. Dù là thân thể đang rỉ máu, Bích Lân Hỏa Ưng trong mắt âm lãnh vẫn không thay đổi. Nó không có đem thần nguyên để dưới đất, cũng không có nuốt vào. Bởi vì, nuốt vào, nó hoàn toàn tiêu hóa không được, có thể sẽ nổ tung. Nhưng là, khảm nạm tại huyết nhục của nó bên trong, không có vấn đề này. Chỉ có thể nói, cái này Bích Lân Hỏa Ưng thực sự quá độc ác. Tiếp đó, nó hướng về tiểu hoàng gà hét lên một tiếng, sau đó chấn động hai cánh, hướng về tiểu hoàng gà đánh tới. Dẫn dụ chi pháp, tuyệt đối thất bại. Mà lại đã bại lộ, kế hoạch thất bại về sau, biện pháp duy nhất, cũng là chính diện chiến đấu. Tại cái này lục dã thâm uyên bên trong chiến đấu, động tính khẳng định phi thường lớn, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn càng nhiều hung thú, thậm chí tồn tại cấp 5 hung thú, cấp 6 hung thú. Lý Thiên Mệnh nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Huỳnh Hỏa, lên! Lý Thiên Mệnh theo mặt bên lao ra, hắn không nói hai lời, trên tay phải vòng quanh viêm long xiềng xích, tay trái hắc ám cánh tay đã không có bao tay, vừa vặn có thể chém giết. Ông! Cái kia Bích Lân Hỏa Ưng rất thận trọng, trực tiếp thi triển giác tỉnh thần thông. Bích Hỏa Thuẫn Giáp. Hắn trên người ngọn lửa màu bích lục, điên cuồng thiêu đốt, biến hóa. Sau đó, tại thân thể của nó phần ngoài, tạo thành một tầng hỏa diễm áo giáp. Ngọn lửa kia áo giáp xem ra cùng nó lân giáp một cái bộ dáng, nhưng lại có bị bỏng lực sát thương. Cho nên, Bích Hỏa Thuẫn Giáp, không chỉ là phòng ngự giác tỉnh thần thông, càng là cận chiến thần thông. Cái này Bích Hỏa Thuẫn Giáp bao phủ toàn thân, nó tất cả công kích, đều có thể phụ ra hỏa diễm bị bỏng thương tổn. Kề vai chiến đấu thời gian dài như vậy, Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Gà, đã có tương đương ăn ý. Tại Trầm Uyên chiến trường đối mặt hung thú, nhất định phải giành giật từng giây. Nhất là, hoàng cấp thần nguyên tại cái này Bích Lân Hỏa Ưng trên thân. Mà lại, nó còn lấy giác tỉnh thần thông, Bích Hỏa Thuẫn Giáp, đem cái kia hoàng cấp thần nguyên đóng chặt hoàn toàn. Trước hết phá nó thần thông, không phải vậy, căn bản không đả thương được nó. Làm sao phá? Dùng ngươi luyện ngục hỏa thử một chút. Tiểu hoàng gà luyện ngục chi nguyên bên trong đản sinh thần thông luyện ngục hỏa, là một loại khủng bố hỏa diễm, khẳng định phải so cái này Bích Lân Hỏa Ưng ngọn lửa màu bích lục lợi hại hơn. Mà lại, theo tiểu hoàng gà huyết mạch gông xiềng dần dần biến mất, luyện ngục hỏa uy lực, hội càng ngày càng kinh khủng. Ông! Ngay tại Lý Thiên Mệnh vừa mới dứt lời thời điểm, tiểu hoàng gà đã phun ra một cái sáng chói thiêu đốt hỏa diễm phượng hoàng. Cái kia hỏa diễm phượng hoàng mở ra hai cánh, bay nhào hướng Bích Lân Hỏa Ưng, cản lại đường đi của nó. Bích Lân Hỏa Ưng vốn là hỏa thuộc tính hung thú, nó đối ngang nhau thuộc tính công kích khịt mũi coi thường, vậy mà mảy may ngăn cản, trực tiếp đụng vào. Cái kia hỏa diễm phượng hoàng, để hắn trực tiếp đụng nát. Nhưng là Bích Lân Hỏa Ưng hoàn toàn không nghĩ tới, một tầng màu đỏ thắm luyện ngục hỏa, lại bởi vậy bao trùm tại nó Bích Hỏa Thuẫn Giáp phía trên, tại Bích Hỏa Thuẫn Giáp tăng thêm một tầng. Kể từ đó, Bích Hỏa Thuẫn Giáp xem ra biến thành màu đỏ thắm. Dạng này luyện ngục hỏa, tạm thời thiêu không đến Bích Lân Hỏa Ưng, nhưng lại che đậy tầm mắt của nó. Thậm chí, để nó Bích Hỏa Thuẫn Giáp uy lực, bị luyện ngục hỏa cách trở, căn bản thiêu không đến Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Gà trên thân. Cơ hội tới, chơi nó. Cái này không có tận cùng thiêu đốt luyện ngục hỏa, bao trùm tại cái này Bích Hỏa Thuẫn Giáp lên bị bỏng. Tại bị bỏng quá trình bên trong, không tránh thoát được Bích Hỏa Thuẫn Giáp, sẽ chỉ càng ngày càng mỏng. Cái này Bích Lân Hỏa Ưng, liền sẽ càng ngày càng yếu ớt. Bọn họ đúng vào lúc này, thừa cơ giết đi lên. Bích Lân Hỏa Ưng đối với mình giác tỉnh thần thông dập tắt tạm thời còn không quá linh mẫn, lực chú ý của nó hoàn toàn ở Lý Thiên Mệnh trên thân. Nó gào thét một tiếng, chấn động vũ dực, lấy bén nhọn mỏ chim, móng vuốt sắc bén hướng về Lý Thiên Mệnh công kích mà đến. Hung thú lực đạo, có thể xé rách cái này to lớn hang động, huống chi là Lý Thiên Mệnh. Chỉ bất quá, Lý Thiên Mệnh tốc độ càng nhanh. Siêu!
hắn viêm long xiềng xích trực tiếp bay ra ngoài, lấy thiên hỏa thúc hồn trong nháy mắt cuốn lấy cái kia bích lân hỏa ưng, thời gian ngắn quấn quanh tốt mấy trọng. Sắc nhọn nhất bộ phận viêm long nha, vốn là muốn trực tiếp vào máu thịt bên trong, nhưng lại để bích hỏa thuẫn giáp chặn lại. Chim sắc thật cứng rắn. Lực lượng to lớn, cận chiến năng lực mạnh phi thường, đây là bích lân hỏa ưng đặc điểm. Mà hết thảy này, đều xây dựng ở hắn bích hỏa thuẫn giáp loại này giác tỉnh thần thông lên. Trong thời gian ngắn, tại cùng cái này hung thú giao phong bên trong, Lý Thiên Mệnh Tam Dương Trọng Quyền cùng Tiểu Hoàng Gà Tam Dương Trọng Chảo, cái này cao phẩm nguyên cấp chiến quyết uy lực, toàn bộ đánh vào bích lân hỏa ưng trên thân. Phanh phanh phanh. Nhưng là, toàn bộ đều bị cái kia bích hỏa thuẫn giáp cho ngăn trở. Nếu như không phải bích hỏa thuẫn giáp tầng ngoài cùng đã bao trùm một tầng luyện ngục hỏa, đoán chừng quả đấm của bọn hắn cùng móng vuốt đều sẽ bị bỏng. Dạng này, vỏ rùa, quả thực đao thương bất nhập. Có thể nói, bất luận cái gì linh nguyên cảnh tầng thứ 8 cộng sinh thú cùng ngự thú sư, muốn bắt lại cái này một con hung thú đều vô cùng khó. Lý Thiên Mệnh viêm long xiềng xích, đều hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu cái này bích hỏa thuẫn giáp. May mắn công kích của đối phương, cũng xây dựng ở bích hỏa thuẫn giáp phía trên, Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Gà đều vô cùng linh hoạt. Mà lại, bích lân hỏa ưng công kích, đa số đều dựa vào hỏa diễm thiêu đốt. Đối hai vị hỏa thuộc tính miễn dịch quái vật tới nói, nó ngoại trừ da dày, không có gì quá đại sát thương tổn lực. Đứng vững công kích của nó, không có chút nào khó. Nhưng mấu chốt là, bọn họ chiến đấu này động tĩnh vừa ra tới, liền sẽ hấp dẫn những người khác. Nhanh! Tuy nhiên thời gian khẩn cấp, nhưng là bọn họ xem ra không tính bối rối. Đúng vào lúc này, Tiểu Hoàng Gà cười lạnh một tiếng. Cho đến lúc này, cái kia bích lân hỏa ưng mới phát hiện, cái kia dính tại bích hỏa thuẫn giáp lên luyện ngục hỏa. Vậy mà đưa nó giác tỉnh thần thông thiêu ra một cái hố hang. Luyện ngục hỏa dạng này thiêu đốt, cái này bích hỏa thuẫn giáp có thể ngăn cản mới là lạ. Hô hô hô! Giác tỉnh thần thông một phá, bích lân hỏa ưng hét lên một tiếng, tựa hồ tâm sinh sợ hãi. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Hoàng Gà theo bích hỏa thuẫn giáp phá trong động chui vào. Cái kia bích lân hỏa ưng thân thể, quả thực bại lộ tại trước mắt hắn. Giết! Nó hướng sau khi đi vào, đương nhiên muốn đại khai sát giới. Bích lân hỏa ưng không thể không hủy bỏ thần thông, bởi vì không nếu như vậy, ngược lại ảnh hưởng nó ngăn cản Tiểu Hoàng Gà tiến công. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh cơ hội lớn hơn. Tốc chiến tốc thắng. Hắn phút chốc xuất hiện tại cái kia bích lân hỏa ưng trước mặt, lúc này bích lân hỏa ưng đang cùng Tiểu Hoàng Gà đánh giáp lá cà, đại móng vuốt nhỏ đụng vào nhau, phát ra như sắt thép thanh âm. Đinh đinh đinh. Nhìn bên này, Lý Thiên Mệnh ngay tại cái kia bích lân hỏa ưng trước mặt, giơ tay trái lên. Cái kia đang chiến đấu hung thú, tại trong một chớp mắt, bị cái này mê linh chi đồng hấp dẫn. Mê linh chi đồng lực sát thương, liền Lâm Tiêu Đình đều có thể ảnh hưởng, huống chi chính là hung thú. Hung thú không có trí tuệ, đối loại này mê huyễn thủ đoạn, sức chống cự thấp nhất. Bích lân hỏa ưng trong nháy mắt ngốc trệ, dù là chỉ là trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Tiểu Hoàng Gà xông đi lên, trực tiếp lấy minh hỏa quỷ chảo xé rách huyết nhục, đem cái kia hoàng cấp thần nguyên móc ra. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh viêm long xiềng xích trong nháy mắt vào cái kia bích lân hỏa ưng miệng bên trong. Bén nhọn viêm long nha, theo bích lân hỏa ưng cái ót quan mặc đi ra. Phốc phốc, bích lân hỏa ưng kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt mất mạng. Không có trí tuệ, tự nhiên sinh tử vô niệm. Tại cái này thời gian cấp bách tình huống dưới, nếu như chỉ là cướp đi thần nguyên. Cái này bích lân hỏa ưng khẳng định sẽ đuổi đánh tới cùng, cho nên phương thức tốt nhất, khẳng định là thuấn sát. Cứ như vậy, đưa tới động tĩnh nhỏ nhất. Còn có một chút, theo cái kia bích hỏa thuẫn giáp bài trừ độ khó khăn đến xem, Lý Thiên Mệnh coi trọng cái môn này giác tỉnh thần thông. Hắn muốn làm một cái khảo nghiệm. Cái kia chính là, Tiểu Hoàng Gà hắn hiện tại, đến cùng là hung thú vẫn là cộng sinh thú, hoặc là nói, là hung thú thêm cộng sinh thú. Huỳnh hỏa, trước nấp kỹ thần nguyên, cho ta 30 hơi thở thời gian, ta nếm thử đem thú hồn luyện hóa đi ra. Lý Thiên Mệnh động tác cấp tốc, vừa mới nói xong, hắn lại bắt đầu. Ta ra ngoài trông chừng. Chính nó cũng hết sức tò mò. Nó, đến cùng có thể hay không cùng còn lại cộng sinh thú một dạng, luyện hóa hung thú thú hồn tiến linh nguyên, sau đó chuyển hóa vì mình linh nguyên thần thông. Chí ít, luyện ngục hỏa càng giống là một loại thiên sinh giác tỉnh thần thông, mà không phải theo hung thú bên trong chiếm lấy linh nguyên thần thông.
Tiểu hoàng gà sau khi ra ngoài, Lý Thiên Mệnh tại cái này hung thú trên thi thể, chuyên tâm sử dụng tế luyện pháp tu luyện. Tế luyện pháp, cùng loại một loại đặc thù công pháp, 3 năm trước đây Lý Thiên Mệnh thì sẽ sử dụng. Đây là đến linh nguyên cảnh trọng yếu pháp môn, tất cả ngự thú sư đến linh nguyên cảnh, đều phải học được tế luyện pháp. Dùng cái này, chiếm lấy hung thú, thú hồn, cũng đem giác tỉnh thần thông huyết mạch năng lực, rót vào cộng sinh thú thần nguyên bên trong. Cái này Bích Lân Hỏa Ưng là bị Lý Thiên Mệnh đánh giết, hung thú đối kích giết người, tất nhiên có sâu vô cùng hoảng sợ. Cho dù là nó đã chiến tử, thú hồn bên trong vẫn có tàn niệm. Càng là hoảng sợ, tế luyện pháp thì càng có khả năng thành công. Thi triển tế luyện pháp, thậm chí quan hệ đến cộng sinh thú cùng ngự thú sư huyết mạch chi uy, mà Lý Thiên Mệnh hai người bọn họ huyết mạch chi uy, không thể nghi ngờ mạnh nhất. Hô hô hô, đang tế luyện pháp bóc ra phía dưới, một loại huyền diệu khí tức cùng quang mang, theo hung thú trên thân hội tụ, cuối cùng chuyển rời đến Lý Thiên Mệnh trên tay, hóa thành một cái hình tròn hỗn độn khí thể. Cái kia hỗn độn khí thể bên trong, không ngừng biến hóa, hiện ra Bích Lân Hỏa Ưng bộ dáng tới. Đây chính là thú hồn. Nghe nói, đây là hung thú chi hồn cùng hung thú huyết mạch bên trong giác tỉnh thần thông căn nguyên dung hợp thể. Trong đó có mấy cái giọt máu tươi đặc biệt rõ ràng. Cái kia máu tươi bắt đầu từ hung thú trên thân bóc ra chỗ đến huyết mạch. Đến mức cái kia hỗn độn khí thể, liền là linh hồn tồn tại chứng cứ. Thú hồn nhiều lắm là chỉ có thể giữ lại 10 hơi thời gian, sau đó liền sẽ tiêu tán. Lý Thiên Mệnh sau khi thành công, hắn không nói hai lời, liền xông ra ngoài, đi vào tiểu hoàng gà trước mặt. Há miệng, tiểu hoàng gà không kịp chờ đợi mở ra cái kia con gà con miệng, cùng hút mì sợi giống như, đem thú hồn trực tiếp hút vào trong mồm. Ách, tiểu hoàng gà ngậm miệng lại, còn đánh ợ một cái. Vừa đi, một bên trợ giúp ngươi luyện hóa, Linh Nhi, ngươi đến trưởng khống thiên chi dực, rời khỏi nơi này trước lại nói. Lý Thiên Mệnh phân phó. Được rồi. Đến đón lấy từ Khương Phi Linh trưởng khống thiên chi dực, mang theo Lý Thiên Mệnh cùng tiểu hoàng gà phi hành, nhanh chóng nhanh rời đi cái này lục dã thâm uyên. Lý Thiên Mệnh thì đem tiểu hoàng gà đặt ở lòng bàn tay, thi triển tế luyện pháp nữa phần sau. Bộ phận này, chủ muốn trợ giúp tiểu hoàng gà đem cái này thú hồn dung nhập nó, luyện ngục chi nguyên, sau đó chuyển hóa làm linh nguyên thần thông. Còn lại cộng sinh thú, cái gì phẩm giai, liền có thể sinh ra mấy cái linh nguyên, thì có thể hấp thu mấy cái linh nguyên thần thông. Mà ngươi khác biệt, ngươi chỉ có một cái địa ngục chi nguyên, hơn nữa còn ra đời một cái giác tỉnh thần thông. Bình thường linh nguyên, chỉ có thể dung hội một cái linh nguyên thần thông, cho nên, ta cũng không xác định, lần này có thể thành công hay không. Nơi nào có ngươi nói phức tạp, lão tử trực tiếp ăn hết thử một chút. Tiểu hoàng gà trợn mắt một cái. Phương thức của nó càng thêm đơn giản thô bạo, Lý Thiên Mệnh phương pháp luyện hóa so sánh nhu hòa, nó lười nhác dày vò, chính mình trực tiếp luyện hóa hấp thu. Luyện ngục chi nguyên bên trong, cái kia ngập trời vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên trực tiếp nuốt thú hồn. Trong một chớp mắt, thú hồn tan thành mây khói, nhưng có một cỗ sức mạnh huyền diệu, hội tụ tại cái này luyện ngục chi nguyên bên trong. Khi đó khắc, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, tiểu hoàng gà toàn thân huyết mạch đều chấn động một cái. Phảng phất có không ít toàn lực lượng mới, tại thân thể của nó bên trong hiện ra tới. Những lực lượng này hội tụ tại luyện ngục chi nguyên, tụ hợp tại Bích Lân Hỏa Ưng thú hồn bên cạnh, từ từ lớn mạnh. Luyện ngục hỏa, loại thần thông này, bây giờ cũng là lơ lửng tại luyện ngục chi nguyên trên không, không ngừng hấp thu vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên uy lực. Đó là một cái hỏa diễm phượng hoàng hình tượng. Đúng vào lúc này, tiểu hoàng gà huyết mạch bên trong lực lượng, lấy thú hồn làm trung ương ngưng kết. Nói thật, thú hồn chỉ có tổng số lượng đếm một phần vạn. Nhưng là, nếu như không có cái này trong đó điểm, căn bản kích không phát ra được tiểu hoàng gà huyết mạch lực lượng. Ông, một cái mới thần thông tại cái này luyện ngục chi nguyên sinh ra, đó là một cái đỏ ngọn lửa màu đỏ hình cầu, dâng lên, cùng cái kia hỏa diễm phượng hoàng đặt song song. Luận lớn nhỏ, gần như giống nhau. Quyển sách thủ phát đến từ 17K tiểu thuyết võng, trước tiên nhìn chính bản nội dung. Cái này mang ý nghĩa, tiểu hoàng gà luyện ngục chi nguyên lên, ngoại trừ luyện ngục hỏa bên ngoài, lại ra đời một loại thần thông. Cái này thần thông sinh ra phương thức, tuy nhiên bắt nguồn từ linh nguyên thần thông, nhưng lại có khác biệt tại linh nguyên thần thông. Lý Thiên Mệnh mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Với hắn mà nói, đây là hắn muốn có được tốt nhất đáp án. Ca ca, có ý tứ gì đâu? Khương Phi Linh phá lệ hiếu kỳ. Lúc này thời điểm,
tiểu hoàng gà chính đang quen thuộc cái môn này thần thông. Nó luyện ngục chi nguyên lên, một đầu hỏa diễm phượng hoàng, cùng cái này ngọn lửa màu đỏ thắm thiêu đốt hình cầu, tranh nhau chiếu rọi. Muốn là phóng đại nhìn, hình cầu này tựa như là mặt trời, liệt hỏa mãnh liệt. Bình thường tới nói, muốn thành tựu một cái linh nguyên thần thông, hung thú thú hồn chí ít chiếm cứ 80%, mặt khác 20%, đến từ cộng sinh thú tự thân huyết mạch. Nhưng là, huỳnh hỏa cái này thần thông khác biệt, hung thú thú hồn, chỉ là cung cấp một cơ hội, một cái khuôn mẫu. Nó tham dự tạo thành cái này thần thông bộ phận, không đến một phần vạn. Cái này thần thông, cơ hồ toàn bộ đều là huỳnh hỏa huyết mạch chi lực. Đây cũng là cái này thái cổ hỗn độn cự thú chỗ thần kỳ. Trước đây, Lý Thiên Mệnh một mực nghi hoặc, nó đến cùng thuộc về hung thú vẫn là cộng sinh thú. Hiện tại có đáp án, có thể nói, cái này vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, là hung thú, nhưng là cũng là cộng sinh thú. Nó huyết mạch bên trong, có kinh khủng thần thông, nhưng là để huyết mạch gông trói buộc lại. Lúc này thời điểm, hung thú thú hồn, tựa như là một cái chìa khóa, mở ra thần thông cửa lớn. Để nó tại luyện ngục chi nguyên lên, giác tỉnh ra cái thứ hai thần thông. Cho nên cái môn này thần thông, đã là giác tỉnh thần thông, lại là linh nguyên thần thông. Tên gọi là gì, không có cái gọi là. Quan trọng chỉ cần cường hãn là được rồi. Về sau, thần nguyên có thể làm cho huỳnh hỏa cùng ta, huyết mạch cường hóa thân thể, thiên phú trèo lên, càng ngày càng nghịch thiên.